chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Tần nhược giọng nói mới lạc, thận quy gật gật đầu, tần nhược thấy vậy duỗi tay đem kia phao phao tiếp được, trong tay nhẹ nếu không có gì xúc cảm mang theo một chút lạnh lẽo nàng nhặt lên kia nội đang hướng kia phao phao thượng một phóng trong suốt phao phao thu nhỏ lại dính ở nội gan thượng cấp huyết hồng chuyên ngư nội đang mạ lên một tầng trong suốt quang ngộ thủy tự động liền hòa tan ngao nhân chủ động phiên dịch nói đa tạ các ngươi tần nhược cười nói quá tạ đem kia bao vây nội đang cất vào túi áo trên mặt đất còn có ba điều cá một con nhìn ước chừng có nhị tam cân phía trước còn có cái hồ nước Khả năng trước kia là mỏ diều hâu dưỡng đồ ăn, thủy cũng lãnh thật sự nhưng so này hàng đàm khá hơn nhiều, ta vớt ba điều, ngươi đều sáu ngày không ăn cơm. Ngao nhân những lời này vừa ra khỏi miệng, làm tần nhược cả kinh, sáu ngày. Lúc ấy ở trong bóng tối nhìn đến bốn điểm nhiều, nàng tưởng qua sáu tiếng đồng hồ là rạng sáng bốn điểm, kết quả ảo cảnh vỡ vụn lúc sau nàng ở bên hồ thấy Thái Dương, nguyên lai là buổi chiều bốn điểm, nàng cho rằng khoảng cách ở lan tộc xem biểu thời gian là 16 tiếng đồng hồ lúc sau, kết quả nguyên lai like đã 6 ngày. Cách không được trong bụng đói khó chịu, tưởng cũng biết là lan tộc chiêu đãi nàng kia năm viên có linh khí quả tử làm nàng căng lâu như vậy. Đúng vậy, 6 ngày, Ngao Nhân nói, này cá đều là hàng trong nước dài quá thượng trăm năm, đại bổ thứ tốt, vừa lúc chúng ta hôm nay làm bữa tối. Vậy đêm này đóng băng hồn phách trước phóng tới nơi này, nghĩ tới giải cứu biện pháp chúng ta lại xuống dưới đi thôi ta xác thật đói không được không nói còn có thể nhẫn vừa nói tần nhược chỉ cảm thấy một cổ đói khắc cảm xông thẳng đầu thậm chí dạ dày đều có chút đau thận quy bò đến đằng trước dẫn đường ngao nhân ngậm nổi lên ba điều cá một người hai thú chiếu con đường từng đi qua hướng lên trên đi lần này bọn họ chỉ đi đến bậc thang trước mặt kia thận quy nhìn bọn họ liếc mắt một cái nhẹ nhàng kêu hai tiếng ngao nhân phun ra cá phiên dịch nói nó muốn mang chúng ta đi lên làm chúng ta đừng sợ chờ tầng nhược gật đầu thận quy lúc này mới phun ra một cái đại phao phao đem tầng nhược cùng ngao nhân bao phủ trong đó sau đó chen chân vào vỗ vỗ cái thứ nhất bậc thang cuối cùng ngửa đầu một tiếng trống tầng nhược chỉ cảm thấy một cổ gió mạnh thổi tới lúc sau đột nhiên trước mắt tối sầm qua đại khái ba cái hô hấp thời gian trong tầm mắt khôi phục một chút độ sáng chân đạp lên mềm mại cát vàng, ngẩng đầu, một vòng trăng rằm chính treo ở trên cao. Lại xem bốn phía, nàng đã từ địa cung lên đây, xanh lam hồ nước như cũ giống một mặt gương, kính trên mặt ánh một vòng ánh trăng, càng thêm đẹp không sao tả xiết. Nhưng tần nhược đói trước ngực dán phía sau lưng, căn bản không có tâm tư đi thưởng thức. Ban đêm sa mạc độ ấm hàng xuống dưới, ánh trăng cấp các vàng thổi bay phập phòng đường cong mạ lên một tầng ôm nhu sa, mở mang yên tĩnh, có loại quan cao điểm rộng thê lương dũng cảm nơi này có thể tìm được củi lửa sao này cá ta cũng không thể ăn sống a à. tần nhược sờ sờ bụng nhìn ngao nhân buông cá có chút bất đắc dĩ cười khổ ta đi tìm nhất định có ngao nhân cũng nhìn ra tần nhược đói bụng trải khai chân liều mạng hướng nơi xa chạy tới thận quy chậm rì rì tiến lên dùng chân khẩy khẩy cá lại chỉ chỉ bên cạnh ao hồ đây là muốn đi tẩy cá ý tứ. Cái này thận quy là linh quy cùng thận long hậu duệ, cá cũng là thực đơn thượng, tần nhược yên tâm gật gật đầu, tùy ý thận quy mang theo ba điều cá đi trong hồ. Nàng tắt ngồi ở cùng các thượng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sáu ngày, nói vậy hạ quân kiếm mở ra nàng lưu lại cái thứ nhất túi gấm đi. Quân khu, hạ quân kiếm gối đầu biên phóng một phong thơ cùng một trương mang theo nếp cấp giấy, dừng chân chỗ ngủ một con bạch lang ấu tể hắn không có ngủ, trở mình nhìn bên người trống rỗng nửa trương giường, lại lần nữa cầm lấy kia trương giấy viết thư, hắn tưởng hắn tiểu cô nương. Sáu ngày trước, buổi chiều bốn điểm, hắn ở trên sân huấn luyện nghỉ chân nhìn sau núi phương hướng hồi lâu, triệu chính ủy hỏi hắn đang xem cái gì, hắn không nói gì, hắn đang nhìn theo hắn tiểu cô nương rời đi. Đêm đó trở về, hạ quân kiếm liền nhìn đến trên bàn dùng bút máy đè nặng tinh, mặt trên ít ỏi nói mấy câu, lại làm hắn nhìn vô số lần, chỉ thấy tinh thượng viết nói. Ta này một chuyến ra cửa không có nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng cũng không cần đưa tiễn, bất luận ta đi bao xa đều sẽ hảo hảo trở về, bởi vì nhà ta trưởng quầy ở chỗ này, cho nên hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi, có thể tưởng ta nhưng không cần nhíu mày, bằng không một bộ già nua tương nhưng làm sao bây giờ. Ta ở trong ngăn kéo để lại diệu kế cẩm nang, không có túi cấm liền gấp lên thay thế, tiêu một cái kia giấy đoàn ngươi ở ta đi ngày hôm sau mở ra, Tiêu nhị cái kia giấy đoàn ngươi ở địa phương cư dân tới nháo sự thời điểm mở ra, có thể đem la tuyết Nga dẫn ra nhiễu loạn hoàn toàn giải quyết, nhưng này không phải kế lâu dài. Giải quyết quân dân mâu thuẫn lúc sau, ngươi lại mở ra cái thứ ba giấy đoàn, mặt trên có ta nghĩ ra biện pháp giải quyết, các ngươi xét suy xét sử dụng. Lạc khoảng viết tầng nhược hai chữ, trương dương sắc bén đầu bút lông lại vô che lấp. Hạ quân kiếm nhớ tới viết chữ người, trong mắt hiện lên một mặt tưởng niệm, ngay sau đó cầm lấy bên cạnh nửa thanh trang giấy. Hắc hắc, tưởng ta đi. Ta ngày hôm qua đi nhìn nhìn thổ chất, chúng ta quân doanh thực đường thức ăn thịt nhưng thật ra không thiếu, nhưng là rau quả quá ít, bắt cương quả nho cả nước trứ danh, chúng ta cũng có thể tự cấp tự túc trồng rau, quân tẩu tùy quân cũng muốn làm một ít có ý nghĩa sự, không phải vì đại trời nóng cấp nam nhân giặt đồ tới. Bản chất lại phối ngẫu không có tùy quân đãi ngộ thời điểm, bọn họ nội vụ đều phải chính mình sửa sang lại, trước mắt tới gia quyến người, giống như chỉ có nhà ta còn ở kiên trì này một cái, không chỉ có như thế, liền ta nội vụ đều sửa sang lại, ma ma, hạ đồng chí là cái hảo đồng chí. Trở lại chuyện chính, trồng rau không chỉ có có thể cải thiện chúng ta sinh hoạt, cũng có khả năng làm nơi này khẩn trương quân dân ở chung quan hệ phát triển trở thành một loại khác khả năng, đánh giếng, khai hoang, trồng rau, trước hai hạng là các ngươi công tác, đệ tam hạng, ngươi có thể đem nhiệm vụ giao cho song hoa cùng nhị ni. Các nàng ở nhà thời điểm gieo trồng hoa màu là một phen hảo thủ, đây là ta đề nghị, ngươi cảm thấy thích hợp ngươi cùng triệu chính ủy có thể thương lượng quyết định, nhưng là lâu dài khoai tây miếng không thấy màu xanh lục rau dưa như vậy uống nước đối nhân thân thể không tốt. Quan trọng nhất một chút, nếu ta đề nghị được không, ngươi không cần đề cập ta, liền tính nhà ta hạ đoàn trưởng công lao. Hạ Quân kiếm ngày hôm sau mở ra túi gấm điều thứ nhất diệu kế thời điểm, liền đi cùng Triệu Chính Ủy thương lượng, bọn họ đều cảm thấy được không, sau đó cùng quân tẩu đi thương lượng chuyện này, Trịnh Song Hoa cùng Đường Nhị Ni cầm đầu một đám nữ quyến đều thập phần tán thành. Đây là ta tức phụ nhi trước khi đi lưu lại kiến nghị, nàng tin Trung đề nghị làm Trịnh Song Hoa cùng Đường Nhị Ni làm chuyện này chủ yếu người phụ trách, hy vọng chúng ta quân doanh trên dưới đều có thể ăn thưởng chính mình loại đồ ăn. Hạ quân kiếm không chút nào kể công nói, làm tần nhược ở quân tẩu giang uy vọng lại tăng lên không ít. Đem một trường một đoạn hai tờ giấy gấp lại đè ở gối đầu hạ, hạ quân kiếm kéo đèn nằm yên nhắm hai mắt lại, chỉ có ở thời gian thuộc về chính mình ban đêm, hắn mới có thể tự do suy nghĩ niệm hắn tiểu cô nương. Trong sa mạc, đối với ánh trăng tương vọng tần nhược bỗng dưng cười, lần đầu tiên nếm đến sẽ tưởng niệm trừ bỏ cha mẹ thân nhân ở ngoài người hương vị, có chút nhàn nhạt phiền muộn, Tuy rằng loại này xa lạ cảm xúc làm nàng sẽ không lại cái kia tiêu sái lưu loát, nhưng giống như cũng còn hảo. Ít nhất ở cái này xa lạ thời không, nàng giống như tìm được rồi một chút lòng trung thành. Đúng lúc này ngao nhân hàm một bó nhánh cây khô chạy tới, nó đi nhánh cây đặt ở trên mặt đất, nhìn mắt tần nhược, thầm nghĩ, nữ nhân này là nhớ tới cái kia ai. Thật sự tưởng niệm ta có thể giúp ngươi thắt giấc mộng, đây là ta nghề cũ nha. Nhìn mấy nhẫn, Ngao nhân vẫn là nói ra. Tần nhược cười lắc lắc đầu, mới sáu ngày mà thôi, xác thật vừa mới nhớ tới hắn, nhưng không cần, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Thận quy lúc này đem rửa sạch sẽ cá cũng dùng phao phao trang đẩy lại đây, phao phao tùy tiện ở các vàng phía trên, tránh cho mang thủy cá dính lên hạt cát. Nhớ tới ở Thanh Hà Thôn khi lạc lão sư nướng gà rừng cùng con thỏ, tần nhược học bộ dáng nhặt căng nhánh cây đem cá mặt vào đi, tới, ta cấp chúng ta cá nướng ăn. Đầu ngón tay bắn lên phù hỏa bật lửa nhánh cây, sau đó bắt đầu cá nướng. Tần nhược hết sức chăm chú chú ý cháy chờ cùng trong tay xuyến cá nhánh cây, khi nghiêm túc kính nghi thật sự so năm đó học vẽ bùa còn chuyên tâm. Nhưng hiển nhiên có một số việc là muốn xem thiên phú, tỉ như nấu nướng chuyện này, chẳng sợ tần nhược đôi tay không ngừng phiên nhánh cây, cá vẫn là cháy đen một mảnh, nhưng tin tức cốt là nướng chín một cổ thịt cá tiên hương xông vào mũi đem cá trên người cháy đen bộ phận cạo cạo tần nhược đem nơi đó thịt để lại cho chính mình không phải nàng vô tư mà là nàng cảm thấy nơi này là nướng chính này hai cái đều có thể ăn sống gia hỏa ăn nửa sống nửa chín cũng không quan hệ đem thịt cá phân cho ngao nhân cùng thận quy thận quy đậu đen mắt nhỏ hiện lên kinh ngạc chi sắc ngay sau đó hai chỉ trước chân ôm chậm rãi ăn cá ngao nhân vốn dĩ tưởng nuốt tính vừa thấy thận quy nó cảm thấy nó không thể quá thô lỗ, cũng thông thả ung dung nếm một ngụm, di so sinh ăn ngon. Ta tới nướng, người này tay nghề không quá hành, nó hai ba ngụm ăn xong, nhìn mắt tần nhược trong tay biến thành màu đen thịt cá, đừng ăn ta tới nướng. Thân ảnh đã so lúc đầu ngưng thật rất nhiều ngao nhân học tần nhược bộ dáng kết qua nhánh cây bắt đầu cá nướng, sau đó, chỉ thấy ăn xong ăn chính thận quy yên lặng xoay người nhanh chóng triều trong nước chạy tới, tần nhược nhìn thoáng qua cũng không để ý, chỉ đương nó về nhà đi, kết quả chỉ chốc lát sau. Thận quy mang theo nó chuyên chút bọc khí tới, bọc khí kéo suốt 10 con cá. Hảo huynh đệ. Cá nướng sư phó ngao nhân thấy vậy khen ngợi một tiếng, một con cá đều không đủ tắc kẻ răng, hiện giờ rốt cuộc có thể ăn no. Tần nhược ôm một cái nướng ngoại tiêu lý nộn không có một tia hắc hồ cá căm giận cắn một ngụm, xác thật hảo hảo ăn, nàng nấu nướng tay nghề liền một con ăn sinh thực hung thú đều so bất quá, này cũng quá đã kích người bất quá nàng tiểu đồng bọn có thể làm nàng không chịu đói đây là kiện đại hỷ sự ăn cá tần nhược quyết định tìm một chỗ ngủ thận quy bò lại đây nhẹ nhàng chụp nàng chân sau đó phun ra cái đại phao phao nó ý tứ là ngươi ngủ ở nơi này trời đã sáng cũng sẽ không bị thái dương phơi đến chờ hạ tắc hỏa cũng sẽ không lãnh ngao nhân giải thích xong thận quy gật gật đầu tần nhược tùy ý kia trong suốt phao phao bao phủ chính mình, sau đó nàng thử nằm ở các vàng thượng, phao phao cũng tùy theo kéo duỗi, tựa như một cái thần kỳ túi ngủ giống nhau. Không bao lâu, tần nhược ngủ rồi. Ngao nhân qua đi bò đến bên người nàng ngày sơ phục ở phía trước chi thượng nằm sấp xuống dưới, ngươi đi trong nước đi, nữ nhân này người thực hảo, đi theo nàng sẽ không có hại, nửa năm phía trước ta bị nàng bắt được thu phục, nàng luôn là cho ta ăn vặt nhi ăn, hiện tại ta đều có thể mở miệng nói chuyện ngươi xem ta thân thể càng ngày càng ngưng thật ta biết chúng ta này đó thượng cổ tới mặc kệ thần thú yêu thú vẫn là hung thú đều sẽ không có thật thể nhưng tóm lại hiện tại có thể ăn có thể uống đã thực không tồi nó giải thích xong cũng lười nhác đã ngủ thận quy chậm rì rì bò lại trong nước chậm rãi trầm tiếng đáy hồ phun ra cái phao phao nó xác thật đến ngẫm lại nó mệnh nên như thế nào mới có thể bảo vệ Ngày hôm sau, Tần Nhược một giấc ngủ tỉnh thời điểm, sa mạc tại hạ mưa nhỏ, nhưng là nàng ở thận quy phao phao, cũng không có đã chịu thời tiết ảnh hưởng. Nhìn thời gian, đã một giờ rưỡi. Phao phao tự động tan vỡ, cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện mưa bụi cấp nóng bức sa mạc mang đến một cổ lạnh lẽo. Cùng các thượng phóng một mảnh to rộng lá cây, mặt trên phóng bảy viên nắm tay đại quả tử, màu vàng hơi đỏ nhan sắc, mặt danh quen thuộc đây là thận quy cho ta chỉ lộ ta trích tới, có thể giải khác, ta có thể no bụng. Ngao nhân cũng không kể công, đem thận quy chỉ điểm cũng nói ra. Cảm ơn các ngươi, ai nha, bị nhà mình tiểu đồng bọn nhi dưỡng cảm giác thật tốt. Tần nhược cầm lấy một cái quả tử đang muốn cắn, rốt cuộc là không xúc miệng không rửa mặt, nàng nghĩ thận quy đều khắp nơi này ao hồ tẩy cá, xúc cái khẩu tẩy cái mặt hẳn là không thành vấn đề đi, vì thế đi đến ao hồ bên cạnh nâng lên thủy giặt sạch mặt xuất khẩu, thủy còn rất ngọt, nàng lại không nhịn xuống uống lên hai khẩu. Lúc này mới trở về cầm lấy một cái quả tử cắn một ngụm, chua ngọt nước sốt chảy vào đầu lưỡi, nàng rốt cuộc biết đây là cái gì quả tử, trước kia thấy thời điểm là rậm rạp từng cùng, hiện giờ đơn cái lớn như vậy vóc nàng không dám nhận. Đối, chính là sa gai quả. Ăn một đốn đặc biệt bữa sáng, tần nhược cảm thụ được trong không khí mưa bụi, khe khẽ thở dài nàng không khỏi nhìn mắt nằm ở bên người nàng ngao nhân hỏi kia hàng đàm rốt cuộc như thế nào mới có thể phá ngao nhân ngươi biết không ngao nhân không nói chuyện thận quy chậm rì rì tiến lên miệng một trương học ra một viên màu lam hạt châu đúng là tầng nhược ngày hôm qua vũ lực chinh phục này chỉ thận quy lúc sau cưỡng bức nàng lấy ra tới chìa khóa nàng cho rằng đây là cực luyện chi hải chìa khóa kết quả lại là mỏ diều hâu ẩn thân chỗ hạt châu này. Trừ bỏ mở ra này đáy hồ địa cung môn, còn có mặt khác tác dụng. Thận quy thông thả gật gật đầu, nhìn mắt ngao nhân, ngay sau đó, ngao ngao, kêu vài tiếng. Này đáy hồ địa cung vốn dĩ chính là thận quy địa bàn nhi, liền tương đương với nó gia tầng hầm ngầm, hiện giờ linh khí loãng thận quy tu luyện thực thông thả, bị mỏ diều hâu họa bánh nướng lớn thuyết phục, liền đem tầng hầm ngầm làm ra tới làm mỏ diều hâu ở xuống dưới, kia hàng đàm, một nửa sa mạc một nửa cực kỳ lãnh thủy Là bởi vì bãi có một khối hàng tuyền tinh phách Này thận châu có thể hiệu lệnh trăm xuyên Tự nhiên có thể đem kia khối hàng tuyền tinh phách băng hóa giải Ngao nhân nói xong Tần nhược mày một chọn Nhìn về phía đêm vùi đầu cực thấp thận quy Nếu ngươi quyết định nói Ta đây tới đoán một cái ngươi làm như vậy nguyên nhân Ngày hôm qua còn ở thiết ảo cảnh phục kích ta Lúc sau phản bội quy phục Là bởi vì cái kia thời không chi kính đi đây là tầng nhược có thể đoán được duy nhất nguyên nhân, mỏ diều hâu nhắc tới thời không chi kính phía trước, vị này còn không tình nguyện, là ngao nhân cưỡng chế khống chế được, chính là lúc sau, nó chính mình hao phí pháp lực khôi phục hành động năng lực, triều tầng nhược tỏ vẻ chính mình có thể hạ hàng đàm. Lúc sau đầu tiên là dựng thẳng lên võng thuẫn bảo hộ tầng nhược soát hảo cảm độ, sau lại càng là tự mình hạ một chuyến hàng đàm, bối hồ niệm ân hồn phách đi lên, làm trò tầng nhược mặt suy yếu hòa tan chính mình trên người băng thậm chí cụ ra mang huyết băng tra tử. Làm tần nhược đem nó thi triển hai trọng ảo cảnh khó xử nháy mắt đã quên không còn một mảnh. Hảo vừa ra khổ nhục kế. Thận quy, ngao, một tiếng, gật gật đầu, đậu đen mắt nhỏ hiện lên hổ thẹn chi sắc, kỳ thật ở tần nhược cho nó phân cá nướng thời điểm nó liền tưởng nói, nhưng là nó sợ tần nhược quái nó lừa gạt nàng. Nó nói nó là trước mắt nó biết đến duy nhất ở thiên địa đại kiếp nạn sống sót có thật thể thượng cổ yêu thú, nó mai rùa là nó truyền thừa cùng nền móng nơi, chính là luyện chế thời không chi kính một trong số đó tài liệu chính là thận quy sát. Đã không có mai rùa, nó này thượng vạn năm thọ mệnh nháy mắt liền không có, liền chỉ nhân gian bình thường nhất rùa đen đều không bằng, mệnh cũng chưa nó làm sao dám lại mơ ước trở về thượng cổ tùy ý tu hành. Tần nhược suy đoán thành thật, quả nhiên là mỏ diều hâu sau lưng vị kia nguy hiểm cho tới rồi thận quy nó mới bằng lòng quy phục đây cũng là mỏ diều hâu trước khi chết điên cùng trả thù thận quy nguyên nhân nó biết thận quy phản bội lúc sau hàng đàm phía dưới hồn phách sớm hay muộn sẽ bị thận quy mang ra tới mỏ diều hâu có lẽ không biết thời không chi kính luyện chế tài liệu cũng có lẽ biết chỉ là vẫn luôn gạt thận quy ngày hôm qua bị chọc giận lúc sau trong lúc vô tình nói ra chân tướng chính là thận quy làm linh quy nhất tộc hậu duệ quy mệt yêu thú lấy huyền vũ vi tôn đều là thượng cổ thời kỳ số tuổi thọ dài nhất chủng tộc sống được lâu tự nhiên biết đến nhiều, cho nên thận quy vừa nghe thời không chi kính lập tức sẽ biết chính mình là bị quyển dưỡng lên luyện chế tài liệu, vì bảo mệnh, nó tự nhiên muốn đầu nhập vào mỏ diều hâu mặt đối lập tần nhược. Chính là nó cùng tần nhược mới đại động can qua kết thúc, bình thường quy phục cũng không đạt được nó muốn kết quả, hơn nữa. Nó lúc ấy còn không có xác định muốn hay không cùng Tần Nhược nói rõ ngọn ngành đem thân gia tánh mạng áp ở trên người nàng, bởi vậy tự mình hạ hàng đàm là nó lựa chọn tốt nhất, đã có thể thi triển khổ nhục kế soát hảo cảm độ cũng có thể giữ được nó thận châu có thể thao tác hàng đàm bí mật. Hiện giờ hai bên ngã bài, tần nhược có thể đoán được nó quy phục là bởi vì thời không chi kính, thận quy ngày hôm qua chơi tiểu tâm tư nguyên nhân nàng tự nhiên cũng đoán được. Ta có thể nói cho ngươi, không có khả năng thời gian chảy ngược trở về thượng cổ thời kỳ, bàn cổ trên đời đều làm không được, sở hữu ngươi yên tâm, ngươi mệnh hẳn là giữ được, nhà của ngươi đế ta sẽ không nhớ thương bao gồm kia đóa tuyết phách băng liên, ta chỉ là vì hàng đàm phía dưới hồn phách mà đến, tần nhược một đốn. duỗi tay sờ sờ ngao nhân trên đầu giác, ta lý giải ngươi ngày hôm qua hành vi ước nguyện ban đầu, nhưng là nếu ngươi muốn làm ta hợp tác đồng bọn hoặc là như ngao nhân giống nhau làm bằng hữu của ta thậm chí người nhà, như vậy hai bên thẳng thắng thành khẩn là tất nhiên. Trong lúc nguy hiểm ta có thể đem phía sau lưng yên tâm phó thác đồng bọn mới đáng giá ta động thân đi chiến đấu ngao nhân nhẹ nhàng cọ cọ nàng chân trong lòng thập phần vui mừng nữ nhân này thiệt tình đối nó hảo cho nên rõ ràng nó là cái hung thú lại nguyện ý cho nàng tìm quả tử cá nướng tần nhược tiếp tục nói ta thương tiếc vạn vật nhưng không đại biểu ta là cái bị tùy ý lợi dụng coi tiền như rác ta hôm nay tỉnh lại liền đoán được có thể mở ra này đáy hồ đi địa cung người thủ vệ sao có thể không làm gì được một cái hàng đàm đáy đàm hồn phách ta là nhất định phải mang đi nhưng là ngươi như thế nào quyết định xem chính ngươi chờ nàng mới nói xong thận quy nhanh chóng vương tả trước chân đem nó thận châu hướng tới tầng nhược đẩy sau đó đầu nằm ở trên mặt đất lại lần nữa làm ra tuyệt đối thần phục tư thái ta muốn ngươi thận châu làm gì tầng nhược cười khẽ chính ngươi bảo mệnh đồ vật ngươi cầm nhất thích hợp chỉ là làm phiền ngươi đem địa cung đáy đàm những cái đó hồn phách dẫn tới thận quy gật đầu một cái nhanh chóng hướng bên hồ chạy tới Ngao nhân chán đến chết ngáp một cái, sau đó đi theo nó đi xuống. Đối với có tiền án vị này, nó muốn nhìn thẳng. Ước chừng qua nửa giờ, ngao nhân cùng thận quy mới đi lên. Thận quy bò đến tầng nhược trước mặt, há mồm vừa phun, 29 cái hồn phách một cái không ít, này đó màu xám thân ảnh thượng chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng miếng băng mỏng, thận quy chỉ chỉ thái dương, tầng nhược gật đầu, ta biết, ngươi lưu lại tầng này miếng băng mỏng là phòng ngừa bọn họ bị ánh mặt trời bỏng rác. Tần nhược còn không có tưởng dùng tốt thứ gì chịu tải này đó hồn phách, đúng lúc này, hồ niệm ân quỷ hồn mở mắt tỉnh táo lại. Bị hàng băng tổn thương do giá rét suy nhược bóng xám thập phần suy yếu, hắn nhìn tầng nhược há miệng thở dốc, thanh âm mỏng manh khàng khàng, nữ đồng chí, là ngươi đã cứu chúng ta. Hắn nói nhìn mắt ngao nhân, ánh mắt ở chạm đến đến thận quy khi co rụt lại, hiển nhiên hắn gặp qua thận quy vội vàng ngao một tiếng ngao nhân buông trong miệng ngậm cá hảo tâm thế nó phiên dịch nó lúc ấy chỉ là thấy cũng không có làm thương tổn những người này sự tần nhược gật đầu nhìn về phía hồ niệm ân các ngươi các ngươi đã hy sinh ngươi hiện giờ là hồn phách trạng thái cái này quy ngươi coi như là nó bỏ gian tà theo chính nghĩa đi hồ niệm ân cười một cái lại đầy mặt khẩn cầu nói này không quan trọng ta chỉ là sợ nó thương tổn ân nhân ta biết chúng ta huynh đệ đã hy sinh, chỉ là doanh trưởng. Cầu ân nhân đem hắn cũng tìm trở về đi. Tần Nhược nói, ta là hạ quân kiếm thê tử, hắn còn sống, ta chạy đến thời điểm hắn liền dư lại một đường sinh mệnh, ta đi chậm không có có thể cứu các ngươi mạng sống. Tẩu tử hảo, hồ niệm ân trên mặt biểu tình buông lỏng, trong mắt nổi lên vui mừng, hắn còn sống, thật tốt. Nhất định là doanh trưởng làm tẩu tử tới đi. Hắn nhẹ giọng nói, chúng ta ở kia mộ địa ngầm sông ngầm thời điểm nguyên lai cũng đã chú định muốn chết, cho rằng quỷ hồn cũng không cơ hội còn hương, kết quả bị tẩu tử cứu ra tới, là tẩu tử cùng doanh trưởng đại ân, làm chúng ta có cơ hội về nhà, cảm ơn tẩu tử. Hắn triều tần nhược một cuối chào, tần nhược lắc mình tránh đi, đây là ta đáp ứng hắn đáp ứng liệt sĩ gia quyến của người đã chết nhóm, ta nhất định đem các ngươi hồn tìm trở về, ngươi không cần cảm tạ ta, chờ trở về lúc sau ta đưa các ngươi đầu thai phía trước, cho các ngươi ở trong mộng cùng người nhà cáo biệt. Đây là các ngươi kêu ta một tiếng tẩu tử ta có thể thế các ngươi làm sự. Đa tạ tẩu tử thành toàn. Hồ Niệm Ân buông cúi chào tay, cùng mặt khắc lục tục thanh tỉnh các huynh để nói tiền căn hậu quả. Mọi người vừa nghe hạ quân kiếm tồn tại, đều vô cùng cao hứng. Ta hiện tại phải đi về, các ngươi không thể ở Thái Dương hạ bạo phơi, các ngươi hồn phách thực nhược chịu không nổi này hàng băng lại đông lạnh một hồi, ta tìm cái đồ vật các ngươi trước tạm thời ủy khuất sống nhờ đi vào, tới rồi địa phương lại làm tính toán. Hồ Niệm Ân dẫn đầu nói, tẩu tử khách khí, hết thảy toàn bằng tẩu tử an bài. Tần nhược gật đầu, nàng tới thời điểm tính sai, nhiều mang một quả đồng tiền cũng là tốt, kết quả ngũ đế tiền tích tà kiếm khắc hết thảy âm hồn, tề quốc sáu tự đao tệ. Lại không thích hợp, la bàn cũng không thích hợp, trong khoảng thời gian ngắn tần nhược có chút khó xử thận quy đem đầu súc tiếng mai rùa ba giây sau lại lần nữa vương tới khi há mồm vừa phun học ra một cái màu trắng vỏ trai sau đó triều tần nhược một bát kia vỏ trai bất quá bóng bàn lớn nhỏ nhưng là đặc biệt trắng tinh tần nhược nhận được trong tay mở ra lúc này mới nhìn đến này vỏ trai kỳ diệu chỗ bên trong toát ra một chuỗi bọc nước một cổ nhàn nhạc, nhạc âm khí đánh úp lại này cấp quỷ hồn sống nhờ chính vừa lúc đa tạ tần nhược trong lòng vui vẻ cùng thận quy nói lời cảm tạ lúc sau trên tay kháp cái dẫn hồn quyết triều hồ niệm ân đám người nói các ngươi vào đi chờ những người đó gật đầu một cái tần nhược đem phù quyết bắn ra sau đó hồn phách nhất nhất vào kia vỏ trai vỏ trai khép lại lúc sau tần nhược cất vào túi áo sau đó đối thận quy nói ngươi mượn ta dùng một chút ta dùng xong rồi còn cho ngươi thận quy lắc lắc đầu cùng truyền phiên dịch ngao nhân lập tức nói nó ý tứ là đây là tặng cho ngươi không cần còn ta dùng không đến là ta tới thời điểm sơ sót không có mang lên một quả đồng tiền kia võ trai âm khí tựa hồ cuồn cuộn không ngừng ngươi có thể tu luyện ngươi lưu trữ tần nhược nói xong không đợi thận quy chối từ nói sang chuyện khác nói kia tuyết phách băng liên đâu thận quy không đợi nàng nói xong xúc cổ trở lại mai rùa lại lần nữa ra tới há mồm vừa phun một cái phao phao bao vây lấy một khối bàn tay đại ô lam sắt khối băng sau đó kia tuyết phách băng liên hảo hảo ở kia khối băng thượng nở rộ đâu ngươi thu hồi đến đây đi tần nhược gật gật đầu nói thận quy do dự một chút lại há mồm một nuốt hàm phao phao lùi về mai rùa lại lần nữa đem đầu vương tới khi nó há mồm hộc ra một con nhân sâm một viên lớn bằng bàn tay nhưng màu đỏ giống như hồng bảo thạch giống nhau sang hô tần nhược dở khóc dở cười thận quy mai rùa giống như cái hộp bách bảo giống nhau ngươi không cần lại lấy ta không cần nếu ta dùng được đến ta sẽ cùng ngươi đổi thận quy lắc lắc đầu lại gật đầu tần nhược trực tiếp bị nó này phiên thao tác xem ngốc nó ý tứ là không cần đổi ngươi dùng thượng liền trực tiếp tìm nó lấy ngao nhân kịp thời phiên dịch nga kia cảm ơn ngươi tần nhược không lại nhiều làm rối rắm dù sao nàng cũng không dùng được đúng rồi còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi về thời không chi kính ngươi còn biết nhiều ít tần nhược nói thận quy nhìn mắt ngao nhân lại nhìn xem tần nhược từ đỉnh đầu bứt ra một giọt huyết kia huyết tích triều tần nhược bay đi ngao nhân nhìn thấy một màn này cũng chấn kinh rồi vị này đại huynh để trực tiếp chủ động giao ra thần hồn khế ước đương nhiên nó có thật thể nói nó khả năng cũng nguyện ý bất quá nó trên cổ khóa hồn liên có nữ nhân này huyết nó cùng nữ nhân này liên hệ cũng đủ thâm tần nhược đem kia huyết tích bắn trở về nhìn thấy thận quy trong mắt vội vàng nàng nói ta cho ngươi tiếp theo nói khóa hồn liên đi không thương ngươi tu vi cùng ngao nhân giống nhau chỉ là có thể cùng ta tâm ý tương thông tuy rằng là cái trói buộc nhưng ta cũng không có trói buộc quá nó chờ đã đến giờ cho các ngươi cởi bỏ là được nàng nói xong thận quy gấp không chờ nổi gật đầu Tần Nhược vẽ một đạo khóa hồn phù bức ra một giọt huyết triều thận quy bắn ra, thận quy chủ động đón đi lên, sau đó trên cổ xuất hiện một cái màu đen xiền xích, so với lúc trước thu phục ngao nhân đơn giản rất nhiều. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng một mạc, giải khai xiền xích. Đây là nền móng ưu việt chỗ tốt, nàng có thể cùng 600 năm cây liễu thông qua thông linh phù tiến hành câu thông, nhưng là thận quy cùng ngao nhân loại này cấp bậc nàng liền làm không được, một trương thông linh phù có thể làm nàng bị thương lần này thận quy ngao ngao tiếng kêu tần nhược nghe hiểu được thời không chi kính tại thượng của thời kỳ cũng là cấm thần khí ta nghe chúng ta thận quy nhất tộc tộc trưởng nói qua bởi vì chúng ta có thận long chế tạo ảo cảnh năng lực lại có linh quy nhất tộc mai rùa cất chứa vạn vật đặc tính cho nên thận quy xác là luyện chế thời không chi kính một loại tài liệu ta còn biết một loại nữ hoa thạch còn lại còn có năm dạng tài liệu ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì Năm đó thiên địa đại kiếp nạn thời điểm ta còn chỉ là cái mới sinh ra 300 năm còn không có phá xác trứng, bởi vậy mới tránh thoát một kiếp, chúng ta thận quy nhất tộc truyền thừa ta trong trí nhớ để lại cực nhỏ bộ phận, ta tỉnh lại liền tại đây sa mạc, này trong hồ năm đó có một cái ngàn năm trai tinh, cùng ta đánh nhau đánh thua. Nơi này thành ta động phủ, nó biến thành vừa rồi cái kia võ trai. Có thể câu thông lúc sau, thận quy nói chính mình lai lịch. Tần nhược gật gật đầu, lại nói, kia nữ hoa thạch là thứ gì? Nữ hoa bổ thiên chuyện xưa mỗi cái hoa hạ người đều nghe qua, nhưng là nữ hoa bổ thiên chân đang dùng ngũ thải thạch lại là cái gì đâu? Thận quy nói, nữ hoa bổ thiên dư lại một cục đá, là màu đen, dùng các ngươi nhân loại nói, chính là một khối hát ngọc, mỏ diều hâu chúng nó cũng ở tìm. Đúng rồi, còn có một chút manh mối. Cái kia đồng thau trong quan tài công chúa, là cực âm chi mệnh cực âm chi mệnh. Có thể hay không cùng mặt khác năm kiện đồ vật có quan hệ?" Tần Nhược nói, "Về mỏ diều hâu sau lưng cái kia muốn luyện thời không chi kính người, Người biết nhiều ít?" "Ta suy đoán cực âm chi mệnh nữ tử khả năng cùng trong đó một thứ có quan hệ, nhưng là ta đoán không ra là cái gì." Theo lý mà nói, hẳn là đều là thượng cổ chi vật, tỷ như ta mai rùa, thận quy thở dài, ta làm luyện khí tài liệu bị chúng nó lừa chúng nó tự nhiên sẽ không nói cho ta sau lưng người là ai, ta chỉ biết, vị kia cùng Long có quan hệ. Tần Nhược nhớ tới địa cung hạ kia lớn lên nhìn không tới đầu bích họa thượng Long đồ đằng, nhất thời cũng không có manh mối. Không nghĩ ra liền không nghĩ, nguyên lai không chỉ có có, còn có phục hồi chư thần thời đại đâu, thật là sống lâu thấy. Nhưng là Tần Nhược xác định cùng với khẳng định, thời không chi kính nhất định luyện không thành, bằng không nào có nàng sinh hoạt công nghệ cao hiện đại đi một bước xem một bước đi, hiện giờ tới khi mục đích đạt tới, là nên trở về lúc, nàng ánh mắt liếc hướng thận quy phía sau ao hồ, chợt nghĩ tới lan tộc trong sơn cốc kia một quân thanh tuyền. Chương 68 Tần Nhược rốt cuộc biết lan tộc hẻm núi kia ẩn chứa linh khí nước suối là từ đâu nhi tới, là hai cái trận pháp chi gian truyền quá khứ, nếu thận quy là làm tài liệu bị nuôi dưỡng ở chỗ này, như vậy Bạch Lan Vương đâu? Nếu không có tuyền đế cái kia trận pháp, Tần Nhược còn có thể nói là Bạch Lan Vương vận khí tốt tìm được rồi một chỗ bảo địa, chính là nếu Lan tộc cùng thận quy tác dụng là giống nhau đâu. Nàng là thời điểm đi hỏi một chút Bạch Lan Vương che giấu bí mật. Khi cái này gương là cái gì địa vị? Tần Nhược móc ra kia cái mở ra Lan tộc tuyền đế trận pháp đồng thao kính, này gương còn đem một quả Phật điêu ngọc bài cắn nuốt. Thận quy thở dài, nói, này gương đồng không chỉ có là mở ra trận pháp chìa khóa, cũng là tìm kiếm cực âm chi mệnh pháp khí ta thấy mỏ diều hâu đem nó vứt đi nhân gian cái thứ nhất bắt được nó chính là đồng thao trong quan tài cái kia công chúa này gương đồng là chôn cùng ở cái kia đồng thao trong quan tài còn có một quả phật tổ chạm ngọc mục đích này đây mộ trung những người đó oán khí ăn mòn phật tổ kim thân nghe được nơi này tần nhược trong lòng vừa động lần thứ hai bắt được nó là đường ý tông nữ nhi cùng xương công chúa lý ngọc nô có phải hay không Thận Quy gật đầu lúc sau, Tần Nhược nhớ tới chính Loan Thoa Trung Phan Ngọc Nhi, bị Phật trước khai quan Phật Di Lạc Phật Điêu Ngọc bài bảo dưỡng Lý Ngọc Nô, lại từ nhỏ thân thể không tốt, Thoa Trung Hồn Phan Ngọc Nhi trong mộng sát Lý Ngọc Nô, nói không chừng trời xuôi đất khiến phá hủy mỏ diều hâu sau lưng người nọ kế hoạch. Bởi vì Phan Ngọc Nhi nói, cùng xương công chúa là trong mộng mà chết, so với đồng thao trong quan tài bị đinh ở thước trường đồng đinh thượng oán khí tận trời đời nhà hán công chúa. Lý Ngọc Nô kết cục đã thực hảo. Lý Ngọc Nô là kế kia đời nhà Hán công chúa lúc sau trăm cây ngàn đắng mới tìm được cực âm chi mệnh, lại bị Phan Ngọc Nhi cái này biến số trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch, mỏ diều hâu vì bổ cứu cái này ngoài ý muốn, khuyến khích cùng xương công chúa phò mã vi bảo hành gián ngôn làm 300 người chôn cùng, đừng ý tông ái nữ sốt ruột. Thương dẫn dưới tự nhiên hạ lệnh 300 người chôn cùng, đáng tiếc Phan Ngọc Nhi cái này gửi thân ở chính loan thoa trung quỷ hồn, lại một lần phá hủy mỏ diều hâu kế hoạch. Vốn nên ở mộ trung tụ tập oán khí 300 chôn cùng giả, bởi vì Phan Ngọc Nhi sợ hãi kia Phật Di Lặc chạm ngọc Phật bài, không chờ này đó chôn cùng giả oán khí bốc lên nàng liền đem bọn họ huyết hút khô rồi. Cùng xương công chúa mộ nhất định có kỳ quặc, chính là ngàn năm trước đã bị hoàng sào người trộm, hiện giờ đã vô pháp đi khảo chứng. Phan Ngọc Nhi không đề cái này gương đồng, lại nói tới rồi Phật Di Lặc Phật Điêu Ngọc Bài, hơn nữa mỏ diều hâu tàn hồn ở luyện hồn phù hỏa trung hiện lên tình cảnh, cùng với thận quy lời nói mới rồi, còn có một chút, Phật Di Lặc Phật Điêu Ngọc Bài cùng cái này gương đồng không có phản ứng, chỉ có châm đèn của Phật Ngọc Bài có phản ứng. Đó có phải hay không thuyết minh, chỉ có châm đèn của Phật Ngọc Bài nơi các vàng cổ mộ mượn mệnh tà trận có hiệu lực, trở lên đủ để bằng chứng tần nhược suy đoán không có sai. Mạnh An Nhiên khi còn nhỏ ở trên phố Ngô Gương Đồng, ở nhà thả 20 năm, chẳng lẽ mạnh an nhiên chính là kế lý ngọc nô lúc sau cực âm chi mệnh nữ tử hơn nữa không chỉ có là gương đồng ngay cả phật di lặc phật điêu ngọc bài đều là ở mạnh an nhiên nơi đó được đến tuy nói mỏ diều hâu cùng chuyên ngư đã chết nhưng là chưa chừng còn có mặt khác chó săn ngựa con cấp sau lưng người nọ bán mạng tần nhược quyết định phải về yến thành tìm mạnh an nhiên một chuyến về thời không chi kính sau lưng sự một chốc cũng tìm không thấy manh mối chúng ta đi về trước đi thận quy ngươi nói như thế nào? Là theo ta đi vẫn là lưu tại nơi này. Thận quy tả trước chân nhẹ nhàng một phách, nói, ta đi theo ngươi, ta sợ chúng nó tới đoạt ta xác muốn ta mệnh. Lời này có thể nói là nói thập phần trắng ra thản nhiên. Vậy ngươi rời đi đựng linh khí thủy có thể sống sao? Ta tìm không thấy có linh khí đến thủy cho ngươi trụ. Tần Nhược nói chính là sự thật, khoảng cách quân khu không đến 5 phút lộ trình liền có con sông, toàn quân khu ăn nước sông đánh giếng trồng rau sự cũng không biết thông không thông qua thận quy lắc lắc đầu nâng lên hữu trước chân một lóng tay ao hồ ta có thể ở bình thường trong nước sinh hoạt chính là tăng trưởng tu vi quá chậm nhưng là ta có thể đem này ao hồ mang đi lớn như vậy diện tích ta trụ địa phương không có phương tiện phóng người có thể thiếu mang điểm sao tần nhược nghĩ nghĩ quân khu hoàn cảnh nàng dưỡng cái bạch lan ấu tể đã ra một đợt nổi bật may mắn ngao nhân người bình thường nhìn không thấy, này muốn lại đào cái đại hồ nước dưỡng cái trong suốt rùa đen, này. Này không phải cho nàng gia trưởng quầy lên chức trên đường phóng chướng ngại vật đâu sao. Có thể, thận quy gật đầu đáp ứng lúc sau, đi đến ao hồ bên cạnh, phun ra thận châu, chỉ thấy màu lam thận châu vẫn luôn phù đến ao hồ trung ương trên không, sau đó thận quy há mồm một hút. Ao hồ thủy giống long hút thủy giống nhau cuốn lên một đạo lốc xoáy vẫn là triều không trung thận châu chảy ngược mà đi, đợi ước chừng 5-6 giây thời gian, thận quy tả trước chân hướng trên mặt đất một phát, như là cách không rút đao chặt đứt kia long hút thủy giống nhau, còn lại máng xối hồi ao hồ, thận châu chợt lóe Hút khô không trung thủy, về tới thận quy trong miệng, nó đem đầu lùi về đi, phóng tới chính mình hộp bách bảo mai rùa, lúc này mới toát ra đầu nhìn về phía tầng nhược. Tần Nhược nhìn mắt ao hồ thủy, mực nước cơ hồ nhìn không ra giảm xuống. Ngao nhân nói, quy lão đệ, đêm này đó cá mang lên bái. Chúng ta hiện giờ đều là người một nhà, cũng không thể ăn mảnh, chúng ta này chủ nhân nam nhân còn không có ăn thượng một ngụm đâu. Tần Nhược nhìn trên mặt đất kia một đống cá, trừng nó, ngươi thèm ngươi nói thẳng, thiếu làm nhà ta nam nhân bối nồi, còn có, toàn quân khu hơn 200 hào người, hơn nửa quân tẩu đều mau 300 người, muốn ăn cá nướng đó là không có khả năng, điểm này cá cũng liền đủ ngao canh. Sinh hoạt ở một cái tập thể hoàn cảnh hạ, đặc biệt làm lãnh đạo, không làm đặc thù là cơ bản nhất, hạ quân kiếm ngao kia nồi canh gà, toàn nói xuất khẩu chính là la tuyết nga, nhưng chưa chắc không có đem nghị luận nói ra người. Nhớ tới này cá tươi ngon, nhìn nhìn lại mắt trong mông ngao nhân cùng thận quy, tần nhược lại nghĩ tới trong nhà hạ quân kiếm cùng tiểu sói con, kia, chúng ta lưu cái mấy cái, còn lại đưa đi thực đường, đến nỗi như thế nào ăn, khiến cho thực đường sư phó quyết định đi. Quy lão đệ, ngươi lại đi cấp chúng ta bắt mấy cái đi, dù sao phía dưới còn rất nhiều. Ngao nhân vừa nghe nói động tần nhược, một bộ anh em tốt bộ dáng đem chân trước đáp ở thận quy bối thượng cùng nó thương lượng, thận quy thông thả gật gật đầu, một cái vịt liền xuống nước đi. Không bao lâu, thận quy kéo một cái đại thủy phao đi lên, bên trong ước chừng 30 điều cá lớn. Ngao nhân nháy mắt ngậm khởi nó dẫn tới cá, ân cần quá khứ đặt ở thận quy trước mặt, quy lão đệ A, à, chúng ta có thể mang đi ra ngoài này còn phải dựa ngươi A. À. Thận quy thêm lui vừa nhất, ngao nhân buông cá cũng vào kia bọc nước, sau đó nó ngửa đầu một tiếng kêu to, móng trái vỗ nhẹ, kia bọc nước dần dần thu nhỏ lại, nó há mồm một nuốt, ngay sau đó suốt lần đầu đi mai rùa, trở ra khi, đã an trí thỏa đáng. Trận pháp tại đây đáy hồ, thận quy nhìn cách đó không xa tầng nhược, nâng trảo chỉ chỉ phía sau ao hồ. Hảo, chúng ta trở về đi. Tần nhược gật đầu đi qua. Thận quy chờ ngao nhân cùng tần nhược đứng ở chính mình bên người, nó hướng tới hồ nước há mồm một hút, móng trái nhẹ nhàng đánh ra vài cái dưới chân hồ ngạn, trên mặt hồ xuất hiện một cái lốc xoáy, một cái cùng lan tộc sơn cốc tuyền đế cái kia khe lõm giống nhau khắc đá ở lốc xoáy nổi lên mặt nước, tần nhược đang muốn lấy ra kia gương đồng tới thận quy liếc nhìn nàng một cái lắc lắc đầu không cần ngay sau đó móng trái vung lên một đạo lam nhạc quan ảnh đánh vào kia khe lõm ngay sau đó khe lõm bỗng nhiên quan mang bắn ra bốn phía mãnh liệt cuộc sáng đem tần nhược cùng ngao nhân cùng với thận quy toàn bộ bao phủ ở bên trong ngủ một giấc đi sáu ngày sau tỉnh lại liền đến đây là tần nhược cảm giác bị hắc ám cắn nuốt phía trước nghe được cuối cùng một câu lại lần nữa khôi phục ý thức tần nhược nghe được một tiếng lang hào nàng mở to mắt, xác thật nằm ở lan tộc trong sơn cốc nước suối biên, ngày ảnh tây nghiêng, đã là buổi chiều, bên cạnh lan hào đúng là bạch lan vương phát ra tới, thận quy cùng ngao nhân canh giữ ở bên người nàng. Nguyên lai là Bạch Lan Vương cảm nhận được uy hiếp cho nên thép dài một tiếng triệu hoáng lan tộc con dân cùng này hai cái yêu thú dằn co đâu. Tần Nhược tỉnh lại, chạm vào là nổ ngay tranh đấu tự nhiên biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi đây là, Tần Nhược vô ngữ nhìn xem hai bên, ngay sau đó đứng dậy, nói, ta về trước gia, Bạch Lan Vương, các ngươi lan tộc trong bộ lạc này một nguồn mang linh khí thanh tuyền như thế nào tới ta đã biết, sau lưng liên lụy sự ta tạm thời không hỏi, nhưng là nhìn đến thận quy, ngươi hẳn là minh bạch, bạch đến chỗ tốt không có hảo lấy. Nghĩ đến khi đó không chi kính luyện chế tài liệu trong đó giống nhau là thận quy sát, tần nhược lại nghĩ tới lì lợm la liếm cũng muốn đi theo nàng tham lang ấu tể, bạch lan vương huyết mạch thuần tịnh nhi tử, là có khả năng nhất giống thận quy giống nhau làm luyện chế tài liệu bị nuôi dưỡng bạch lan vương triều tần nhược gật đầu một cái tỏ vẻ nguyện ý suy xét liền đưa tới đại nhi tử muốn đưa tần nhược về nhà tần nhược vốn dĩ phải đáp ứng trong lòng vừa động lại cự tuyệt tới đón ta người liền ở sơn cốc bên ngoài không phiền toái bạch lan vương cùng vị này bằng hữu cáo biệt bạch lan vương mang theo ngao nhân cùng thận quy đi ra lan tộc sơn cốc quả nhiên bên ngoài bóng cây lý chính chờ năm cái lệ quỷ. Nhìn thấy Tần Nhược hiện thân, bọn họ trên mặt vui vẻ đang muốn chào đón, chính là một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi sợ tới mức bọn họ thiếu chút nữa hét lên một tiếng tứ tán chạy trốn. Dẫn đầu lệ quỷ bằng vào đối Tần Nhược hiểu biết mới gắt gao đinh ở thân ảnh không có chạy trốn, còn lại bốn cái sợ tới mức hai đùi run rẩy hận không thể tại chỗ đầu thai. Ngao nhân ngươi thu liễm điểm, Tần Nhược một phách ngao nhân đầu, Triều mấy cái lệ quỷ nói các ngươi như thế nào biết ta trở về ta ta chờ mỗi ngày năm người một vòng đều tới đây chờ đại sư dẫn đầu lệ quỷ không người nhất bái nói nơi này linh khí so tầm thường địa phương đủ chút chúng ta tới không chỉ có không vất vả còn được lợi vô cùng mặc kệ nói như thế nào thật cao hứng các ngươi có thể tới đón ta cảm ơn các ngươi tần nhược nói tạ ngồi trên năm lệ quỷ chuẩn bị nhân quả cổ kiệu Triệu Bạch Lan Vương vung tay lên, nhanh chóng hạ sơn. Phía sau, vẫn luôn chậm rì rì thận quy cũng thế nhưng thần kỳ không tụt lại phía sau. Tần Nhược quay đầu một nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện thận quy là ghé vào ngao nhân bối thượng mới không tụt lại phía sau, nàng không mắt thấy quay đầu, không cần phải nói khẳng định là lấy ăn vặt nhi hối lộ. Có lẽ là phía sau theo cái hung thú, năm cái lệ quỷ hôm nay dốc hết sức lực một đốn chạy, nửa giờ thời gian liền đến chân núi, nơi này ly quân khu cũng liền 10 phút lộ trình, ngủ 6 ngày tần nhược hạ nhân quả cổ kiệu, bắn ra một sợi sát khí cấp dẫn đầu quỷ, nói, mấy ngày này các lượt chờ ta đều có, các ngươi năm cái hơi chút nhiều một phân. Ta chờ cảm tạ đại sư đại ân, chúng ta vốn dĩ ở lan tộc lãnh địa ngoại được lợi rất nhiều, đại sư đối chúng ta có đại ân, này sát khí chúng ta thẹn không dám thu. Dẫn đầu lệ quỷ lại không có nhận lấy, tần đại sư đối bọn họ đã thực hảo, người muốn thấy đủ quỷ cũng muốn thấy đủ, kẻ hèn việc nhỏ đều nói thù lao, này không phải ở chung chi đạo. Tần Nhược cười, nhận lấy đi, ta này có rất nhiều, không phải thù lao, là tặng cùng. Lệ Quỷ lúc này mới không người nói tại lúc sau nhận lấy, ngay sau đó đang nhìn theo Tần Nhược đi xa, lúc sau hắn lúc này mới mang theo còn lại bốn quỷ xoay người trở về núi rừng chỗ sâu trong. Ngao Nhân đem thận quy thả xuống dưới, hai cái thượng cổ cư dân làm mặt quỷ nhìn thấy đi, nữ nhân này chính là mềm lòng. Ngao nhân rống lên một tiếng nói. Thận quy gật đầu, ngao ngao cứng hòa, đúng vậy. Ngươi hai có phải hay không đã quên ta khóa hồn liên? Tần nhược nhướng mày. Còn dám bố trí ta, nếu không phải lòng ta mềm, hiện tại có hai ngươi chuyện gì? Ngao nhân hóa thành một đạo hắc ảnh vào tần nhược trong túi khắc gỗ giả chết, lưu lại thận quy mắt choáng váng. ngay sau đó nó đem đầu hướng mai rùa một chôn, một bộ ta nghe không thấy bộ dáng các ngươi tần nhược khí hung hăng uy hiếp cá nướng không các ngươi phần thận quy nhanh chóng đem đầu vương tới ta sai rồi ta không nên gật đầu ngao nhân cũng nói ta sai rồi ta không nên nói ra một người hai thú một bên vui đùa ầm ĩ vừa đi vừa lúc nhìn đến nơi xa hạ quân kiếm mang theo thủ hạ binh giả ngoại huấn luyện giả ngoại trở về tẩu tử đã về rồi không biết là cái nào nghịch ngợm binh rống lên một giọng nói, còn lại binh lính đi theo cùng nhau ồn ào, nên đón tẩu tử về đơn vị, mau đi A đoàn trưởng. Đều thiếu chút nữa chờ thành vọng thê thạch lúc này rụt rè cái gì. Đoàn trưởng, mau đi A, đem tẩu tử ôm trở về. Ríu rít vui đùa ầm ĩ thanh, mang theo cái này quần thể đặt có sang sản. Hạ quân kiếm nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, sau đó bỗng nhiên hạ lệnh nói, toàn thể đều có, về phía sau chuyển, 5 km phụ trọng việc giả, đúng hạn không hoàn thành liền không cần ăn cơm. A. À, đoàn trưởng, đoàn trưởng chúng ta sai rồi. Một cái binh xin tha nói. 6 km. Tẩu tử cứu mạng. Một cái khác binh kêu lên. 8 km. Hạ quân kiếm này một tiếng thành công làm kêu trên xin tha các binh lính đánh lên tinh thần nháy mắt chạy đi ra ngoài, nói giỡn, nói thêm nữa một câu liền thêm 3 km bọn họ căn bản không thể trêu vào. Chờ thủ hạ binh đi rồi, hoàng hôn hạ, hạ quân kiếm quay đầu lúc này mới ánh mắt làm càng lại bướng bỉnh nhìn tần nhược, nhược nhược, ta tưởng ngươi. Tần nhược sớm tại những cái đó binh ồn ào thời điểm liền đứng lại bước chân, hiện giờ, nàng ở trên sườn núi mở ra cánh tay, mỉm cười nhìn cái kia bị phơi hắt nam nhân. Hạ quân kiếm cất bước, lao tới, bằng mau tốc độ triều tần nhược chạy đi, Gặp ghềnh đường núi không thể làm hắn giảm tốc độ mảy may, thẳng đến hắn thân ảnh từ xa đến gần từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng đứng ở tầng nhược bên người, sau đó duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. 13 thiên linh 4 cái giờ Hạ quân kiếm nặng nề thanh âm từ tầng nhược hõm vai truyền đến, hắn đầu để ở nàng hõm vai thượng hung hăng hít một hơi, ta còn có một phút thời gian, ta tưởng nói, 13 thiên linh 4 cái giờ thật dài, ta rất nhớ ngươi ông Tần Nhược ôm ấp một thân bụi đất mỏi mệt, ở nhìn đến Tần Nhược triều hắn giang hai tay cánh tay kia một khắc, hạ quân kiếm liền cái gì cũng đành phải vậy, chỉ nghĩ đem người ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được nàng hơi thở, xác định nàng thật sự đã trở lại. Ta cũng tưởng ngươi. Tần Nhược nhẹ nhàng vỗ về hạ quân kiếm rộng lớn bối, một phút quá ngắn, ta muốn cả đời, ngươi đi vội ngươi đi, lúc này đến lượt ta chờ ngươi. Hạ quân kiếm thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu xem nàng, hảo, chờ ta trở lại. Ngay sau đó, ở tầng nhược đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, hắn nhẹ nhàng hôn một chút cái trán của nàng, sau đó xoay người đuổi theo đã nhìn không thấy việc giả đội ngũ chạy như bay mà đi. Lưu lại tầng nhược, đứng ở hoàng hôn hạ mỉm cười nhìn hắn bóng dáng. Đi lạp, về nhà. Bọn người nhìn không tới, nàng lúc này mới tiếp tục hướng quân doanh đi. Những cái đó cá vừa lúc đêm nay thêm cơm từ trên sườn núi xuống dưới tần nhược lúc này mới nhìn đến quân doanh phía tây đất hoang đã khai khẩn ra tới thổ nhưỡng chỉnh lý sang bằng lại cân xứng bờ ruộng thượng tựa hồ đã loại thượng đồ ăn đi vào quân doanh cửa đứng các đồng chí thấy là nàng triều nàng một cúi chào cho đi tần nhược đi vào đi lúc sau dọc theo đường đi không có thấy một cái quân tẩu về đến nhà thuộc khu cách vách trịnh sông hoa gia sơn môn đóng lại tựa hồ không có người nàng đẩy ra nhà mình viện môn, lúc này mới đem cất vào trong bọc trà trộn vào tới thận quy thả ra, trong nhà tham lang nhãi con cũng không ở. Quân khu phòng cũng đều không khóa lại, tần nhược trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, vừa nhấc đầu liền thấy được trong phòng khách thải liên đồ. Cách vách quân tẩu đều đi đâu vậy? Tần nhược hỏi nàng. Nhà đại sư rốt cuộc đã trở lại, nô gia này sương có lễ, liễu như ngọc quyến rũ thanh âm truyền đến, ước chừng xuống đất trồng rau đi đi, sáu giờ rưỡi liền đã trở lại cũng liền vài phút thời gian bắc cương xuân mùa hè hắc vãng ánh sáng mặt trời thời gian trường sáu giờ rưỡi cũng không chậm ân ta đã biết tần nhược gật gật đầu nhìn mắt thận quy ngươi trước nhẫn nhẫn ta ngày mai đem trong viện đất trống cũng khai khẩn ra tới đến lúc đó ngươi ở bên cạnh an gia cũng làm cho ta loại đồ ăn dính điểm quan thận quy gật gật đầu tỏ vẻ không nóng nảy ta mấy trăm thiên không dưới thủy cũng không chết được Vậy là tốt rồi, không cần ra sân, tuy rằng ngươi cơ hồ trong suốt, nhưng vạn nhất bị đôi mắt lượng thấy cũng là phiền toái." Tần Nhược nói như vậy, trong lòng lại ở suy nghĩ, trước sau đến ở trong sân đào cái hồ nước, sớm hay muộn phải bị người biết đến, ai trước đẩy một ngày tính một ngày đi. Nàng đi trước tắm rửa một cái, mặt khác lúc sau lại nói: "Hiện giờ ở Bắc Cương, dùng thủy cũng thập phần không có phương tiện." tự nhiên không có khả năng có nước máy toilet cùng xả nước bồn cầu. Người nhà khu có cái công cộng đại nhà tắm, nói là đại nhà tắm, cũng chính là gạch cùng xi măng xây tám cách gian, ngăn cách chỉ có tường không có môn, chuyên môn cung gia đình quân nhân nữ quyến tắm rửa. Về đúc xê cũng là hố xí, Tần Nhật tuy rằng đời trước trong nhà điều kiện không tồi, nhưng bà ngoại quê quán cũng ở nông thôn, khi còn nhỏ nàng đi bà ngoại gia cũng dùng quá hố xí huống chi xuyên thư chi sơ ở Thanh Hà Thông sinh sống gần một tháng, cũng còn thích ứng tốt đẹp. Đúng rồi, đem cá lấy ra tới đi, ta cấp thực đường đưa đi, vừa lúc làm thêm luyện vất vả những người này đêm nay đều có thể nếm thử mới mẻ. Tìm ra quần áo vừa ra đến trước cửa, tần nhược nhìn nằm ở cửa phơi nắng thận quy, lại buông xuống chậu. Đi phòng bếp cầm cái đại bồn tráng men, ra tới đặt ở trên mặt đất, đem cá đặt ở nơi này đi. Thận quy gật đầu một cái, Phun ra một cái phao phao, kia bọc nước càng lúc càng lớn, ngay sau đó bồn sứ, trong khung loãng xoảng thang một trận động tỉnh, thận quy đem sở hữu cá đều phun ra, trang tràn đầy một chậu còn không có chứa, trong suốt phao phao rõ ràng còn có mấy cái. Này mấy cái chúng ta lưu trữ nướng, Tần Nhược nói xong, cố sức bưng lên một đại bồn cá hướng thực đường phương hướng đi đến. Trên đường, nàng đi vài bước nghỉ một chút, chính trực khởi eo quan ngã đau nhức cánh tay, phía sau một tiếng kinh hô tẩu tử, ngươi đã trở lại. Là đường nhị ni, thanh âm mang theo kinh hỷ. Tần nhược xoay người, cười nhìn nàng, đúng vậy, đã trở lại, này không, phải cho thực đường đưa cá đi, ta đều đoan bất động. Ta đây tới, im sức lực đại. Đường nhị ni cầm trong tay cái quốc hướng ven đường một phóng, liền mạc khởi tay áo đi lên hỗ trợ. Phía sau một trận tiếng bước chân truyền đến, làm việc kết thúc quân tẩu nhóm cũng đều thấy được tần nhược sôi nổi kinh hỉ tiến lên hỗ trợ. Tẩu tử, chúng ta tới, ngươi mau nghỉ ngơi. Trịnh song hoa cùng một cái khác tuổi trẻ quân tẩu cùng nhau tiến lên, ba người nâng một đại bồn cá, vây quanh tầng nhược cùng nhau hướng thực đường đi. Ta liền nói trên đường sao không gặp các ngươi, các ngươi đây là khai hoang đi sao? Tần nhược cũng là mừng rỡ nhẹ nhàng, đi theo các nàng vừa đi một bên dò hỏi. Đúng vậy, tẩu tử ý tưởng hảo, Im đã sớm tưởng khai khẩn một chút mà trồng rau, đốn đốn khoai tây miếng ăn im đủ đủ. Đường nhị ni cười nói, im còn không có nghĩ tới đời này có thịt nhật tử im còn sẽ đốn đốn nghĩ dùng bữa, im thật là nghèo mệnh. Tần nhược cười nói, mới không phải đâu, chỗ nào liền nghèo mệnh, nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, ăn nhiều rau dưa mới có thể thân thể khỏe mạnh. Đám người bên ngoài, là tuyết nga cởi đại lãnh áo sơ mi, cũng mặc vào củ sim y, cầm cái quất cũng là một bộ mới lao động trở về bộ dáng. Nàng nhìn bị vây quanh tầng nhược, cắn chặt răng chen vào trong đám người, chắn tầng nhược trước mặt. Lần này làm nói giỡn đám người nháy mắt đều tức thanh, mỗi người thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Tiểu tầng, vì này trước ta ghen ghét toan lời nói ta hướng ngươi xin lỗi, la tuyết Nga nắm chặt cái quất một đêm, triều tầng nhược không người chào, lại ngồi dậy tới nhanh chóng nói, cảm tạ ngươi hơn phân nửa đêm đi trên núi cứu ta là ta một lòng trước tiêm nhi muốn cường không tưởng hậu quả. Ta đã cùng các chiến sĩ cùng quân tẩu nhóm kiểm điểm qua, duy nhất một tiếng cảm tạ cùng xin lỗi là thiếu ngươi. Nói nàng lại là cúc một cung. Nhìn ngươi cũng cùng mọi người làm việc mệt mỏi một ngày, chúng ta bản thân chính là một cái quần thể, ai cũng không có so với ai khác nhược. Ta khả năng sẽ chúc các ngươi sẽ không, nhưng ta liền bồn cá đều đoan bất động, cũng sẽ không khai hoang trồng rau, sông hoa nhị ni cùng mặt khác tẩu tử nhóm khả năng có chút niệm thư thiếu có chút lời nói thiếu tính tình trầm ổn chút nhưng nấu cơm tay nghề hảo còn sẽ trồng rau người có học thức cũng luôn có dùng võ nơi chúng ta nếu đi vào nơi này liền phải đem nhật tử quá hảo hai vợ chồng đều có cãi nhau huống chi chúng ta cũng mới ở chung như vậy mấy ngày đều là bình thường đi qua liền qua đi về sau hảo hảo mà đem nhật tử quá hảo tần nhược cười đỡ lấy nàng cánh tay chúng ta nữ nhân gia cùng nữ nhân so cái gì, đều là tỉ muội đều các có ưu điểm các có không đủ, nhưng tóm lại đều là lao động quan vinh dựa vào chính mình độc lập nữ tính, muốn so A, khiến cho các nam nhân đi so, xem ai đánh bia chuẩn, xem ai luận võ được đệ nhất. Tần Nhược nói tới rồi quân tẩu nhóm tâm khảm nhi thượng, các nàng tụ tập ở bên nhau lúc sau mới biết được, có người liền chính mình tên đều sẽ không viết, có người liền quần áo đều sẽ không tẩy, hiện giờ nghe Tần Nhược lời này, các nàng kích động thẳng vỗ tay. La Tuyết Nga cũng chậm rãi cười, nguyên lai like đừng một mạch tưởng hạt trong bầy gà chính mình sai như vậy thái quá, quân doanh là một cái tập thể sinh hoạt, ai cũng có sở trường riêng nhưng ai cũng không ngắn, từng người có thể đều là hạt, ở tập thể cho dù là một đám gà cũng là cộng đồng tiến bộ một cái quần thể. Trịnh Song Hoa cười nói, tuy nói hai vợ chồng đều cãi nhau, nhưng ta cảm thấy đi, đoàn trưởng cùng tẩu tử liền không xảo, về sau hy vọng tẩu tử nhiều giáo giáo chúng ta vậy làm các nam nhân nhàn hạ rất nhiều đi đua đòi nhà ai vụ làm tốt lắm đem thê tử quần áo tẩy sạch sẽ chờ bọn họ liền điểm này cũng so thời điểm liền không cãi nhau tần nhược cười nói chủ tịch đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời chúng ta có thể khai hoang trồng rau cũng không phải chờ bọn họ tiền trợ cấp nuôi sống các ngươi phải biết rằng mặc kệ các ngươi tới hay không bọn họ nội vụ đều phải chính mình sửa sang lại tiểu tần nói rất đúng. La Tuyết Nga cười, ta đuổi theo lão triệu phải gả chuyện này đại gia nói vậy hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua, ta trước kia tổng đem hắn đương ân nhân, hận không thể đỉnh ở trên đầu, chính là từ ta từ trên núi xuống tới về sau ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, ta đều là hắn lão bà, hắn giúp ta không phải hẳn là sao. Ta nam nhân nhà mình ta còn một ngày mang ơn đội nghĩa, kia không phải sinh hoạt đó là cầu thần bái Phật kính tổ tông, ta thử đi sửa, đi sửa chính mình tôn kính hắn tâm thái, hắn ngược lại. La Tuyết Nga nói sắc mặt đỏ lên, nói không được nữa, Đường Nhị Ni cố ý cười nói, ngược lại làm sao vậy? La Tẩu tử ngươi nhưng thật ra nói xong nha. Lão nam nhân ngược lại càng hiếm lạ ta. La Tuyết Nga cầm Dương lên, chịu đựng mặt đỏ nói, cho ta đảo nước rửa chân, săn sóc thực, khi đó ta mới hiểu được tiểu tần hạnh phúc, ta ngay từ đầu lộ liền đi nhầm. Thấy La Tuyết Nga cũng như vậy dáng địa khí đàm tiếu, một chúng nữ nhân cười ha ha. Tần Nhược cũng cười hì hì nói, La tổ tử này không phải tìm được bí quyết sao, đau lòng nam nhân nhà mình không ảnh hưởng làm hắn săn sóc ngươi, đại gia nhớ kỹ Nga. Mọi người đem cá đưa đi thực đường, thực đường sư phó nhóm vừa nghe đêm nay thêm luyện, đánh nhịp nói, vậy đêm nay thêm đồ ăn hầm cá. Từ thực đường ra tới, Tần Nhược nhìn các nàng vẻ mặt mỏi mệt lại tinh thần ngẩng cao, không khỏi nói ta ra làm mọi người trồng rau chủ ý có thể hay không cho đại gia gia tăng lao động lượng không có mọi người sôi nổi cướp trả lời ăn đều ở thực đường ăn trừ bỏ cho ta gia nam nhân giặt đồ giống như một ngày không chuyện gì làm ta nhưng một chút không thích nhàn rỗi đường nhị ni nói đúng vậy bọn im ở trong nhà khi kia đều là lao động phần tử tích cực ai một ngày tùy tiện đỉnh đại thái dương nhàn được nha trồng rau bọn im chính mình ăn Thật tốt sự. Tần Nhược lại hỏi, kia đánh giếng sự thế nào? Xem ra tẩu tử là chưa thấy được chúng ta đoàn trưởng, Trịnh Song Hoa cười một cái, mới nói, giếng đều đánh hảo, liền ở thực đường phụ cận đâu. Nàng nói duỗi tay một lóng tay thực đường phía đông nam hướng, Tần Nhược xem qua đi, nàng thấy được còn mới tinh giếng bánh xe. Kia, địa phương cư dân lại lại đến quá sao? Tần Nhược nói. Đã tới chỉ có thể nói tẩu tử liệu sự như thần. Một cái quân tẩu nói, ngươi lưu lại tin nói đem tiểu bạch lan ôm đi ra ngoài thấy bọn họ tộc trưởng, là có thể giải quyết, kết quả thật đúng là như vậy. Lúc ấy Tần Nhược đi rồi ngày thứ 8 sáng sớm, tới một đám địa phương cư dân, lấy một cái tuổi già tộc trưởng cầm đầu, nói bọn họ hơn phân nửa đêm vào núi quấy nhiễu bọn họ dân tộc lan thần, muốn quân doanh thủ lĩnh cấp cái cách nói. Sau đó, hạ quân kiếm liền ôm tiểu bạch lan ra tới tộc trưởng cùng những người đó vừa thấy tiểu bạch lan đầy mặt nhìn thấy thần minh cuồng nhiệt thậm chí lập tức quỳ xuống hạ quân kiếm làm trò những người đó mặc hỏi tiểu bạch lan nhãi con chúng ta quấy nhiễu ngươi sao sau đó kia tiểu bạch lan thập phần nhân tính hóa nhanh chóng lắc đầu một hồi quân dân mâu thuẫn liền như vậy hóa giải khi giáo hóa bản địa thôn dân sự đâu đây là tần nhược nghĩ ra đệ tam điểm gọi bọn hắn nói tiếng hán viết chữ hán là dung hợp dân tộc tất nhiên xu thế cũng là lâu dài đoàn kết ổn định bảo đảm quân nhân họng súng không thể đối với quốc gia đồng bào nhưng là ngoan cố không hóa đồng bào tìm ra nháo sự cũng đủ làm người đau đầu ta ở xuống tay làm chuẩn bị giáo tài còn có người được chọn ta đã lý ra manh mối tới la tuyết nga nói chỉ là hiện tại ở gieo trồng kỳ hai bên đều bận rộn thời cơ không thích hợp đây là tầng nhược điểm danh muốn la tuyết nga phụ trách đệ nhất là nàng học thức đủ cao, đệ nhị, quân dân mâu thuẫn đạo hỏa tác chính là nàng khiến cho, đệ tam, tần nhược cũng có ma một ma nàng tính tình ý tứ. Hiện giờ thấy nàng tính tình đã chuyển qua tới, kia vừa lúc. Vậy là tốt rồi, các vị quân tẩu đều các tư này chức làm được thực hảo, ta không đuổi kịp khai khẩn ta cũng sẽ không, nhưng là ta cấp mọi người làm bảo đảm, tất nhiên được mùa. Nàng xác thật sẽ không khai hoang trồng trọt, nhưng là nàng sẽ vẽ bùa nha, lưỡng đạo tụ linh phù bày ra, nhậm ngươi thổ địa ở càng cỗi, liền tính loại không được nhân sâm linh chi, cũng có thể đem rau xanh củ cải được mùa. Mọi người liếc nhau, trịnh Sông hoa cùng La Tuyết Nga đã đem tần nhược ở lan tộc lãnh địa sự tình trải qua cho người ta đều nói, mọi người trong lòng đều có cái suy đoán, các nàng cái này tẩu tử không phải người bình thường, nhưng ai cũng chưa nói. Tỷ như tần nhược lấy tới này một chậu cá, nàng đều đoan bất động nàng chỗ nào tới nghe nàng như vậy bảo đảm, mọi người cùng kêu lên hoang hô, lấy cái khăn tay động động đầu ngón tay liền tính đến La Tuyết Nga nơi người hiện giờ nói có thể được mùa, đó chính là thiết tranh tranh sự thật a, à, các nàng như thế nào có thể không cao hứng? Được rồi, mọi người đều mệt mỏi một ngày, rửa mặt một chút chờ ăn cơm đi. Ngày mai đại gia đi trồng rau ta cũng cùng đi. Tần Nhược nói, quân tẩu nhóm đồng thời lên tiếng, một đám người hướng người nhà khu đi đến. Tần Nhược về nhà bưng chậu ra tới, vừa lúc gặp gỡ mấy cái quân tẩu, mọi người cười cười nháo nháo cùng đi nhà tắm. Qua, tẩu tử này trắng nõn da, này eo nhỏ này dáng người. Im nhìn đều hiếm lạ hận không thể thượng thủ sờ. Đường nhị ni cùng một cái khác quân tẩu cùng nhau đứng ở vòi nước hạ, một bên tẩy một bên hiếm lạ nhìn đối diện Tần Nhược. Đoàn trưởng có thể vui. Ngươi nhìn đã mắt là được. Trịnh song hoa cũng cười nói. Dựa vào cái gì hắn không vui. Tần nhược dương lên mi, tới nhị ni, cho ta xoa xoa bối, ta cũng cho ngươi xoa. Khi tẩu tử kia thấp im sờ một chút eo không. Đường nhị ni là trời sinh màu đồng của làng da, một đôi mắt dính ở tần nhược trên người hận không thể chảy nước miếng. Cấp sờ. Tần nhược cười. Chờ đường nhị ni vui mừng đến gần, tần nhược dẫn đầu sờ soạn nàng một phen, ta trước thảo cái lợi tức mọi người sung sướng tắm rửa xong, ra tới khi thiên sát đen, hạ quân kiếm mang theo huấn luyện giả ngoại đội ngũ cũng vừa vặn trở về. Biết được tần nhược mang về tới cá cho bọn hắn thêm cơm, mọi người hoang hô hướng thực đường dũng đi. Hạ quân kiếm về đến viện người nhà, tần nhược đang ở đối với gương chải đầu, tóc ướt còn tích thủy. Hắn rửa tay cầm lấy sát tóc khăn lông đi đến nàng sau lưng, bàn tay to cho nàng xoa tóc, hai người ở trong gương ánh mắt gặp phải, phản phất chưa thấy qua giường như nhìn chầm chầm lẫn nhau thật lâu không muốn dịch khai tầm mắt. Tần nhược chậm rãi sau này một dựa, sắp tới đem dựa vào hắn ngực thượng thời điểm, hạ quân kiếm đè lại nàng cánh tay, ta thân mình một thân thổ, nhược nhược mới tắm rồi, để ý lại nhiễm ô uế. Vậy ngươi buổi chiều ôm ta thời điểm sẽ không sợ nhiễm ta một thân thổ. Tần nhược quay đầu đối mặt hắn, hôm nay mệt mỏi đi. Khi đó nhược nhược còn không có tắm rửa, ta cũng nhất thời không khống chế được, hạ quân kiếm buông thăng long, cầm lấy kia đem bạch ngọc lược nhìn mắt, hơi hơi nhíu hạ mi, lúc này mới tiếp tục trên tay động tác cho nàng chải đầu, không mệt, nhìn đến nhược nhược trở về, ta cả người sức lực, còn có thể việc giả 30 km. Chính là ta càng muốn chạy nhanh trở về gặp ngươi. Hạ quân kiếm nói xong, lại giống như vô tình nói, này lực thượng như thế nào có cái kiều tự đây là hán vũ đế cái thứ nhất hoàng hậu trần a kiều lượt cái này tự là hán vũ đế tự mình khắc tần nhược từ trương phát tài chuyện tới sừng trâu sơ vỡ ra thả ra trần a kiều hồn phách trần tình sự đều giảng yếu cùng hạ quân kiếm nói một lần ta cấp nhược nhược cũng làm một cái đi hạ quân kiếm nói ta biết nhược nhược không chú ý cái này chính là ta muốn cho nhược nhược dùng ta cho ngươi làm lượt chải đầu tốt nha ta đây chờ tần nhược từ trong tay hắn gỡ xuống lượt sau đó dắt lấy hắn tay đi thôi ăn cơm đi ân ừ, ăn cơm đi hạ quân kiếm cười xem tiểu cô nương nắm hắn tay một đường đi đến thực đường cửa tần nhược lúc này mới buông ra tay hạ quân kiếm lại chủ động dắt lấy nàng đi thôi không cần buông ra hiện tại là nghỉ ngơi thời gian hai người dắt tay đi vào thực đường chúng binh lính thấy hai người thân ảnh sôi nổi cao giọng nói đa tạ tẩu tử thêm cơm tần nhược triều bọn họ hồi chi nhất cười sau đó đi theo hạ quân kiếm đi đánh cơm triệu chính ủy triều bọn họ vẫy tay tới nơi này tới tiểu tần a cảm ơn ngươi ngày đó ta đầu não phát hôn lời nói chưa nói hảo ngươi đừng để trong lòng thấy hai người lại đây triệu ái quốc chủ động nói tạ lại xin lỗi rốt cuộc cũng là làm tư tưởng công tác nhận sai cũng thập phần thẳng thắn thành thẩn. chuyện quá khứ cũng không nhắc lại chúng ta ăn cơm đi Tần Nhược gật gật đầu, cùng La Tuyết Nga song song ngồi ở cùng nhau, hạ quân kiếm ở nàng đối diện ngồi xuống, bên người là triệu chính ủy. Tiểu sói con đâu, ta như thế nào trở về đã nửa ngày không gặp nó. Tần Nhược mới vừa hướng trong miệng uy một ngụm cơm, đột nhiên dừng lại chiếc đũa nhìn hạ quân kiếm. Hạ quân kiếm nói, đi ra ngoài chơi đi, 9 giờ rưỡi liền đã trở lại, hai ngày này đi theo chúng ta đi Tây Sơn Thượng huấn luyện giả ngoại, tự hồ tìm được rồi vồ mồi địa phương nó còn không cho ta cùng kia tây sơn chúng ta đều chuyển biến không nguy hiểm nghe hắn nói như vậy tần nhược lúc này mới yên lòng tiếp tục ăn cơm chầu này cơm chiều bỏ thêm một đạo dưa chua miếng hầm canh cá thịt cá tuy rằng không ăn nhiều ít nhưng tiên hương canh cá quản đủ bọn lính đã lâu không ăn thịt cá một đám đều bỏ thêm một chén cơm dùng canh cá phao ăn cơm nước xong Tần Nhược chờ hạ quân kiếm đi giặt sạch chén, hai người trở về đi trên đường, tiểu tham lan nhảy nhót xuất hiện, bụng ăn tròn vo, đứng ở Tần Nhược trước mặt chặn đường đi, sau đó hướng nàng trên chân một chuyến, lộ ra cái bụng bất động. Ta còn đương đem ngươi ném, răng sữa liền ta thủ đoạn nhi đều cắn không phá, ngươi thượng chỗ nào ăn như vậy no. Tần Nhược không lưng đem chơi xấu tiểu sói con bế lên tới, cử ở trước mắt một bên đùa với nó một bên trở về đi hạ quân kiếm đem người đưa đến trong phòng mới bưng lên chậu đi rửa mặt tiểu sói con ăn vạ tần nhược trên người lăn lộn làm ầm ĩ tần nhược cùng nó chơi trong chốc lát liền đem nó ném cho ngao nhân cùng thận quy các ngươi mang nó chơi đi ta ăn liền tưởng nằm đúng lúc này chờ đại môn bị gõ vang một tiếng dứt khoát thanh âm nói báo cáo tần nhược vừa nghe này không phải la cà đây là có chính sự nàng đứng dậy đi mở cửa Vừa lúc lúc này hạ quân kiếm bưng chậu đã trở lại, cửa binh lính triều hạ quân kiếm kính cái lễ, đoàn trưởng, quân doanh cửa đã xảy ra chuyện. Chương 69 Xảy ra chuyện gì? Hạ quân kiếm trong tay bưng chậu là mới rửa sạch sẽ sim y, hắn dán da đầu phát ra nhi nửa làm, không có chụp mũ cũng xuyên thường phục, không giống trên sân huấn luyện như vậy có uy nghiêm. Khi binh lính nói, địa phương tộc trưởng mang theo người tới, nói là bọn họ tín ngưỡng chủ mộ địa bị người phiên, hiện giờ mang theo một đám người cầm vũ khí không chịu bỏ qua. Tần Nhược tiếp nhận hạ quân kiếm trong tay chậu, ngươi đi xem đi. Hạ quân kiếm nói, không cần động thủ trước, tận lực không cần khởi xung đột, nhưng cũng không cần bó tay bó chân bị uy hiếp ở, ta đổi cái sim y liền tới. Binh lính được mệnh lệnh liền chạy đi ra ngoài, hạ quân kiếm cùng Tần Nhược trở lại trong phòng, lại thay đồ tác chiến, Tần Nhược thấy vậy, nhướng mày ngươi này toàn bộ võ trang như thế nào cảm giác quái quái đây là đối địa phương cư dân tôn kính hạ quân kiếm cười một cái nhược nhược ngươi nằm nghỉ ngơi đi không cần chờ ta nói xong mang lên mũ liền ra cửa đám người đi rồi tần nhược nhìn mắt ngoan ngoãn nằm ở trên giường chân trước che mặt sói con ngươi làm chuyện tốt gì nhi mà ngao nhân cùng thận quy một cái ngoan ngoãn trở về khắc gỗ một cái cách khá xa xa mà súc ở góc tường Tự hồ đều không nghĩ lây dính tiểu sói con. Tiểu Tham Lang cả người cứng đờ, sau đó đem vùi đầu đến càng sâu. Biết gây ra họa hại ẩn nấp rồi. Tần Nhược đem nó ôm lại đây đối với mông chính là hai bàn tay, đi thôi, ai chọc sự ai giải quyết. Nói mặt vào sim y bế lên tiểu Tham Lang, cũng hướng quân doanh cửa đi đến. Nàng trong tay sờ sờ tiểu sói con bụng, còn tròn trịa ở nóng lên, không có bất luận cái gì tiêu hóa xu hướng ra cửa đi đến quân doanh cửa, hạ quân kiếm cùng triệu chính ủy đang ở cùng tộc trưởng giao thiệp, bên cạnh có cái binh lính tự cấp hai bên làm phiên dịch. Tần Nhược nghe xong mấy lỗ tai, minh bạch tranh cãi đại khái. Cái này dân tộc tín ngưỡng nơi cũng chính là tộc trưởng nói bọn họ Thánh A-La dán xuống dự báo Thánh địa bị đào lên, sau đó Thánh A-La dán xuống trừng phạt, hiện tại trong tộc hảo những người này đều được quái bệnh, sốt cao không lùi hôn mê bất tỉnh. Tộc trưởng cho rằng này hết thảy dị thường đều là hạ quân kiếm dẫn người đi tây sơn luyện binh tạo thành bởi vì bọn họ thánh a la thánh địa liền ở tây sơn tộc trưởng thoạt nhìn tuổi đã thập phần lớn râu quai nón có nhị thước trường hoa râm râu rủ ở trước ngực chỉ có thể nhìn đến thâm thúy trong ánh mắt ánh mắt nghiêm túc lại mang theo kính sợ đương nhiên này kính sợ không phải đối quân doanh người hắn phía sau vô số thanh tráng năm nam nhân trong tay cầm thổ bước thương Hai bên dằn co dằn co, cũng không có khai hỏa, triệu chính ủy đang ở giải thích bọn họ là hợp pháp luyện binh cùng địa phương dân tộc cũng không có xung đột, sẽ không làm ra bào người phần mộ tổ tiên sự. Tần nhược tốt nhất trước, đang muốn nói chuyện, kia lão tộc trưởng cao mày thập phần chán ghét liếc nhìn nàng một cái liền nhanh chóng dời đi ánh mắt, nữ nhân, tóc lỗ tai cổ là xấu hổ thể, không thể dễ dàng kỳ người, chỉ có trượng phu có thể thấy, còn có, nam nhân chi gian sự nữ nhân không cần nhúng tay, xuất đầu lộ diện. Không khiêm tốn không trinh tiết không tự trọng. Phiên dịch binh lính há miệng thở dốc, có chút không dám nói. Tần nhược cười lạnh một tiếng, một ngụm lưu loát bọn họ dân tộc ngôn ngữ há mồm mà ra, ta tôn trọng các ngươi dân tộc tín ngưỡng, nhưng là, ta là dân tộc Hán, ta cũng có ta tín ngưỡng, ta tín ngưỡng nam nữ bình đẳng, cho nên ta xem ở ngươi một phen tuổi phần thượng ta không so đo ngươi vô lễ nàng lời nói khí lão tộc trưởng thẳng thổi râu tần nhược cũng không để ý hắn tiếp tục nói còn có các ngươi cái gọi là các ngươi thánh a la giáng xuống dự báo địa phương kia đồ vật chưa chắc là điềm lành kia địa phương bị tiểu bạch lan tự tiện đào lên thượng nó không đúng nhưng nó cũng là vì cứu các ngươi các ngươi thờ phụng bạch lan thần cho nên nó đào lên kia địa phương cứu các ngươi một mạng ngươi trở về hỏi một chút những cái đó phát suốt người có phải hay không lúc trước mai tán kia đồ vật người Tần Nhược nói xong, không đợi kia lão tộc trưởng phản ứng, nhẹ nhàng một phách tiểu tham lang mông, nhổ ra. Tiểu tham lang tất cả không tình nguyện, chính là khuất phục với Tần Nhược dâm uy nó vẫn là đáng thương chíp chíp cụ hai tiếng, sau đó, phốc, vừa phun, một cái bóng bàn lớn nhỏ thập phần trơn bóng giống đá cụi giống nhau cục đá rơi xuống đất. Khi cục đá hắc thực quỷ dị, rõ ràng nhìn giống tinh oánh dịch thấu hắc ngọc, chính là một chút đều không ra quan. Cũng không dính bụi trần, trải qua tiểu sói con dạ dày từ trong miệng thốt ra lại rơi trên mặt đất đừng nói lây dính một chút nước bọt hoặc là bụi đất bóng loáng nhìn không tới một tia dơ bẩn này cục đá bị tiểu sói con vừa phun ra tới lão tộc trưởng hô thiên thưởng địa mang theo người triều cục đá quỳ xuống thánh a la a thỉnh tha thứ ngài con dân a hạ quân kiếm còn không có từ tần nhược sẽ nói dân tộc thiểu số ngôn ngữ khiếp sợ hoàng hồn liền thấy cùng hắn dương cung bạc kiếm một bước cũng không nhường lão tộc trưởng phần Phật dẫn người quỳ xuống. Này không phải các ngươi thánh A-la dự báo, đây là nữ hoa bổ thiên lưu lại một cục đá, các ngươi ở Tây Sơn gặp được nó, là thương hải tan điền biến hóa thông qua vỏ quả đất vận động làm nó xuất hiện ở trên mặt đất mà thôi. Tần Nhược nói làm lão tộc trưởng trợn mắt giận nhìn, ngươi nữ nhân này, không cần nói bậy, đây là chúng ta tộc thánh vật, là thánh A-la dán xuống dự báo bị bạch lang vương nhảy con nhổ ra bọn họ cũng không hảo lại tìm những người này phiền toái chính là thánh vật là nhất định phải mang về chậm đã tần nhược một tiếng lệ a à, muốn nhặt kia nữ hoa thạch lão tộc trưởng theo bản năng một đốn ngươi nếu không tin ngươi chạm vào nó thử xem ngay sau đó nàng lại lão tộc trưởng mang đến những người khác cao giọng nói các ngươi tộc trưởng chỉ cần dám chạm vào này nữ hoa thạch hẳn phải chết không thể nghi ngờ đến lúc đó các ngươi đừng tới tìm quân khu phiền toái là chính hắn không nghe khuyên bảo tìm chết. Nói xong, nàng tránh ra lộ. Như thế, kia lão tộc trưởng lại ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem vị này lão nhân gia lời nói đều cho ta phiên dịch một lần. Hạ quân kiếm căn cứ tần nhược phản ứng có thể suy đoán cái đại khái, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem cái này lão tộc trưởng rốt cuộc nói gì đó, hắn nhìn mắt kia khó xử binh lính liếc mắt một cái, không cần viễn chuyển, trực tiếp phiên dịch, đây là quân lệnh, là Khi binh lính theo bản năng đứng thẳng, sau đó một chữ không rơi phiên dịch lão tộc trưởng nói Hạ quân kiếm sắc mặt âm trầm xuống dưới, tần nhược triều hắn cười, không có việc gì, người khác tôn trọng có thể có có thể không, người rất tốt với ta đủ để chữa khỏi trên đời hết thảy ác ý. Tần nhược nói xong, năm ngón tay một trương kia cục đá nháy mắt tới rồi nàng trong lòng bàn tay, trắng nõn bàn tay kéo kia nữ qua thạch, triều bọn họ cười, liền ở chỗ này không sợ chết tới bắc Nàng phát hiện hạ quân kiếm cùng triệu chính ủy định ra quân dân dung hợp dụ dỗ chính sách quá chậm, nàng an bài giáo hóa kế hoạch cũng quá chậm, làm những người này có thể nương một chút gió thổi cỏ lay liền bành trướng dám dẫn theo thương tới cửa. Các chiến sĩ họng súng không thể đối với nhân dân, nàng không phải, nàng đầu ai dám lấy thương đỉnh, nàng nhất định trước đem hành hung người thu thập phục tùng. Tần nhược chiêu thức ấy, trong lúc nhất thời trấn trụ mọi người, chỉ hạ quân kiếm lo lắng nhìn nàng trong tay cục đá nhược nhược này cục đá ta không có việc gì tần nhược triều hắn cười một cái ngươi làm ngươi các binh lính giúp ta trảo một con lão thử tới ai tính làm cho bọn họ chính mình trảo bọn họ mới có thể tinh phục nàng nói nhìn về phía đã mang theo người đứng lên lão tộc trưởng cho các ngươi nghiệm chứng một chút này nữ hoa thạch có thể hay không người chết nó mang đến tử vong nguyền rủa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem, ai tới trảo một con lão thử lại đây. Lão tộc trưởng đã bị tần nhược khí vẽ mặt sát khí, nhưng tần nhược căn bản không sợ hắn, không thử cũng không cái gọi là, các ngươi không phải nói đây là các ngươi thánh vật sao. Ngươi cầm đi đi, nàng nói, dương bàn tay hướng lão tộc trưởng trước mặt duỗi ra, cấp, cầm đi nha. Lão tộc trưởng theo bản năng lui về phía sau một bước, mãn nhãn kinh nghi chi sắc lại chính là duỗi không ra cái tay kia tới hắn triều phía sau nhìn thoáng qua, vung tay lên, một người tuổi trẻ tiểu tử nhanh chóng thoát ly đội ngũ, hiển nhiên là đi bắt lão thử đi. Còn chưa tới 15-16, trong trời đêm ánh trăng chỉ là một vòng tàn câu, nhưng Nguyệt Huy vẫn phải có. Hai bên dằn con người ở ban đêm lâm vào ngắn mũi bình tĩnh, Tần Nhược cũng là không nghĩ tới, mới nhắc tới nữ hoa thạch thế nhưng đã bị tiểu sói con cấp tìm được rồi. Nàng nhìn mắt ghé vào nàng trong lòng ngực héo rũ còn dùng mông đối với nàng tiểu sói con, về một sợi sát khí đúc cho nó, nhẹ nhàng hống nói, cái này thật là không thể ăn. Ngươi ăn cũng tiêu hóa không được, ta còn giữ hữu dụng, ngươi nói một chút ngươi có thể ăn sao. Tiểu sói con há mồm ăn tần nhược cấp sát khí, phiết đầu liếc nhìn nàng một cái, lại một quay đầu không để ý tới nàng, tuy nói như thế, nhưng vẫn là chọc ở nhân gia trong lòng ngực không ra đi, có chí khí nhưng không nhiều lắm. Bắc cương phong mang theo các vàng đặc có diện tích rộng lớn cùng hoang vắng, thổi đến trên người tần nhược chỉ xuyên kiện trường tụ sam không có mặc áo khoác có chút hơi có chút lãnh đánh cái rùng mình hạ quân kiếm cởi quân trang đem huân chương hái được lúc sau khoác ở tần nhược trên người ban đêm như vậy lãnh cũng không nhiều lắm xuyên cái áo khoác đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ rõ ràng dặn dò nói hắn lại nói thập phần ôn nhu này không phải có ngươi sao tần nhược mỉm cười xem hắn thấp giọng nói đúng lúc này chờ đi bắt lão thử cái kia tiểu tử đã trở lại. Hắn tàn nhẫn nhìn Tần Nhược, giữ tận cười, đem trong tay hắn nhéo bảy tất một cái gần một mét lớn lên màu đen xà đưa tới nàng trước mặt, khiêu khích nói, các ngươi người hán nữ nhân không phải có thể đỉnh nửa bầu trời sao. Dùng xà thí cũng là giống nhau đi, có dám hay không tiếp. Vốn dĩ bị chế trụ bảy tất thập phần an tĩnh xà lại liều mạng run rẩy bắt đầu giãy giụa, tựa hồ bị dọa tới rồi dường như, thà rằng tánh mạng không cần cũng tuyệt không đi phía trước một bước hạ quân kiếm tuy rằng nghe không hiểu hắn ngôn ngữ nhưng hắn trên mặt khiêu khích lại là xem hiểu tiến lên một bước đang muốn thế nhà mình tức phụ nhi xuất đầu tần nhược lại đem tiểu sói con hướng trong lòng ngực hắn một tắc triệu hắn lắc đầu đưa cho hắn một cái đừng lo lắng ánh mắt tiểu sói con tuy rằng trời xuôi đất khiến cứu người nhưng là bào nhân gia tín ngưỡng thánh địa mộ so đào người phần mộ tổ tiên còn khó giải quyết đào người phần mộ tổ tiên đắc tội chính là một nhà, nói đây là trực tiếp chọc phải nhất tộc, này nữ hoa thạch bị tiểu sói con đưa tới bên ngoài thượng. Một cái xử lý không tốt này tử vong nguyền rủa liền phải uy hiếp càng nhiều người, tiểu sói con rốt cuộc là dưỡng ở quân khu, vô luận là hạ quân kiếm vẫn là triệu chính ủy, đều xử lý không tốt chuyện này. Một là bọn họ sẽ không huyền học vô pháp xử lý, nhị là lập trường vấn đề cũng xử lý không tốt, khi nàng nhất thích hợp, nàng chính là cái vì nhà mình gây chuyện hùng hài tử xử lý cục diện rối rắm lão mẫu thân. Này có cái gì không dám? Ta mãn xà giao long đều chế quá, tần nhược cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhéo lên một tia linh khí vẽ cái khóa hồn liên hướng kia thân rắn thượng một chút, ngay sau đó lệ A nói, nằm sấp xuống. Nàng giọng nói mới lạc, kia bổn bị chế trụ bảy tất động lại dãy dụa không thôi xà, tránh thoát kia nam nhân khống chế, mang theo một cổ thấy chết không sờn quyết tuyệt bàn làm một đoàn dừng ở tầng nhược mở ra tay trái. Tần nhược khiêu khích liếc hắn một cái, ta không véo nó bảy tất có thể chế phục nó, ngươi có thể sao? Nói, nàng tay phải nâng màu đen nữ qua thạch hướng tay trái một phóng, kia bị khóa hồn liên chế trụ hắc xà đột nhiên thân thể cứng đờ, đột nhiên duỗi thẳng thân thể rơi xuống ở trên mặt đất, tiểu tử kinh hải, ngồi sổng xuống đi xem xét thời điểm còn cẩn thận niết xà bảy tất, lại không nghĩ rằng hắn thân thủ trảo xà trong chớp mắt đã chết. Tuy rằng tần nhược kia một tay lệnh hắt xà bàn ở nàng lòng bàn tay bản lĩnh làm người khiếp sợ, nhưng rõ ràng khi đó xà là tồn tại, chính là hiện giờ, này xà đã thành một cái chết xà. Mọi người hoảng hốt, tần nhược trào phúng cười, nâng kia nữ qua thạch đi phía trước đưa, các ngươi còn muốn chạm vào sao? Lúc trước, lúc trước chúng ta nhặt được nó thời điểm, chạm vào người đều không có chết, là ngươi giết kia xà lão tộc trưởng tưởng tượng đến chính mình lúc ấy cũng là chạm qua, càng thêm chắc chắn Tần Nhược là ở hù dọa bọn họ, nghiêm sắc mặt tự tin 10 phần liền phải tới bắt này cục đá. Tần Nhược nói, ngươi mệnh ở 30 năm trước ngươi 32 tuổi kia một năm liền đã xảy ra biến hóa, ngươi nhớ rõ ngươi ở núi sâu đánh xài uống kia nước miếng sao. Minh Sa trấn một mặt sa mạc một mặt sơn, bởi vì diện tích lãnh thổ mở mang có nơi hiểm yếu sa mạc làm cái trắng, cũng không có đã chịu quỷ tử chiến hỏa xâm lược, vẫn là giải phóng lúc sau mới dần dần cùng tỉnh ngoài cùng với Trung ương nhiều giao lưu. Hiện giờ râu nhị thước lớn lên lão tộc trưởng, 30 năm trước vẫn là cái độ sâu sơn đánh xài thanh tráng năm. Tần Nhược nói làm lão tộc trưởng vốn dĩ sắp đụng tới nữ hoa thạch tay bỗng chốc trụt trở về. Hắn nhớ ra rồi. Năm đó hắn còn không phải tổ trưởng, một lần địa chấn lúc sau, trong tộc có người ở Tây Sơn Thượng phát hiện một khối hắc cục đá, Tây Sơn là bọn họ này nhất tộc mỗi một đời tộc trưởng sau khi chết mai tán địa phương, kia cục đá liền ở tán mà bên ngoài, lúc đó, kia cục đá phạm vi 5 mét không có một ngọn cỏ, 5 mét ở ngoài cỏ cây sinh trưởng tốt. Ngay lúc đó tộc trưởng là hắn Gia Gia, niệm kinh lúc sau thỉnh Thánh A-La dự báo, cuối cùng nói cho bọn họ, này cục đá là Thánh A-La ban cho các cường, muốn chôn ở Thánh Địa. Lúc ấy Gia Gia chỉ hắn cùng hắn ba cái bằng hữu phụ trách đào hố chôn này cục đá, cuối cùng là Gia Gia thân thủ bỏ vào hố. Không quá mấy ngày Gia Gia liền qua đời, 80 tuổi lão nhân qua đời ai cũng không cảm thấy có dị thường, lúc sau hắn cũng sinh một hồi bệnh, chính là làm trong nhà tráng lao động, trong nhà không thể thiếu hắn, phát sốt loại này tiểu bệnh cũng liền cùng cấp với không bị bệnh. Hắn cùng vài người cùng nhau vào núi đi đánh xài, trong đó liền có kia ba cái cùng hắn cùng nhau chôn cục đá người, ở một cổ thanh triệt dòng suối trước uống nước xong, hắn uống nhiều chút, còn lại mấy người từng người uống một ngụm hắn gánh hai gánh xài về đến nhà phát xuất ngược lại hảo chỉ cho là làm việc ra hãng thấy hắn sắc mặt biến tần nhược nói xem ra là nghĩ tới đi chính là kia suối nước cứu các ngươi một mạng các ngươi đem này cục đá chôn ở các ngươi thánh địa làm nó hấp thu tử khí khiến cho nguyền rủa chi lực càng ngày càng cường trước kia các ngươi tuổi trẻ sinh mệnh lực tràn đầy không nhanh như vậy tử vong cho nên mới có cơ hội gặp gỡ kia suối nước cho các ngươi sống mệnh, hiện giờ ngươi một phen tuổi, một chạm vào liền chết. Nói là tử vong nguyền rủa, kỳ thật thông tục giảng chính là cắn nuốt sinh cơ, năm đó lão tộc trưởng đã 80 tuổi hạt, tự nhiên sinh mệnh lực so ra kém hơn 30 tuổi thanh tráng năm, cho nên hắn không quá mấy ngày liền đã chết. Vô mới bổ thiên một khối đá cứng, bị đại địa chi mẹ con qua tự mình nhặt lên đã khiến cho bình thường cục đá thành thần vật, đáng tiếc lại bị thân thủ vứt bỏ, khắc đồng loại thành chân trời ráng màu, nó như cũ là đá cứng một khối, tại thượng cổ chư thần ngã xuống thiên địa đại kiếp nạn, một khối đá cứng tự nhiên không ở thiên đạo trong kế hoạch. Cho nên nó bình yên vượt qua thiên kiếp, hấp thu vô số chư thần oán khí cùng không cam lòng, thêm chi nó vô mới bổ thiên bị vứt bỏ trên lệch, nếu không thể tượng trưng sinh, vậy tượng trưng chết, trải qua vạn năm thương hải tan điền, nó thành một khối tượng trưng tử vong cùng nguyền rũ tà vật chôn ở ngầm nhiều năm, một sớm xuất thế liền phải năm đó kia 80 tuổi tộc trưởng mệnh. Chúng ta trong tộc ba người kia xác thật chạm qua nó, nhưng sinh bệnh không ngừng ba cái. Lão tộc trưởng không lại chấp nhất với lấy về kia hắc cục đá, chỉ là nhìn Tần Nhược, hiện giờ hôn mê bất tỉnh sốt cao không lùi có hơn 40 cá nhân. Đều là nam tính đi. Tần Nhược nói, bọn họ cũng là đi các ngươi thánh địa tế bái quá này cục đá đi hai câu này hỏi chuyện nhìn như đang hỏi kỳ thật lại thập phần chắc chắn lão tộc trưởng không ra tiếng sau một lúc lâu hắn mới nói này cục đá ngươi cầm đi nhưng ngươi muốn cứu chúng ta này cục đá cho các ngươi ngươi dám muốn sao tần nhược bỗng dưng cười các ngươi trong tộc quái bệnh ta xác thật có thể trị nhưng là đây là ngươi cầu người thái độ sao ngươi trảo xà tuổi trẻ tiểu tử một tiếng cười lạnh nắm chặt nắm tay triều tần nhược công tới hắn muốn cướp trước chế phục tần nhược hạ quân kiếm ra tay nhanh như ti chớp nhất chiêu liền đem người lượt ngã xuống trên mặt đất muốn làm gì giải phóng quân đánh người lạp hắn còn chưa từ bỏ ý định mặt dáng trên mặt đất một tiếng hô to lại là dùng hán ngữ hô lên tới câm miệng tần nhược cười lạnh thanh nhìn lão tộc trưởng đây là các ngươi nghĩ ra biện pháp ta cho rằng một cái có tính ngưỡng dân tộc là phân rõ thiện ác là có hạn cuối lão tộc trưởng lạnh lùng tầm mắt đảo qua bị đè ở trên mặt đất kia tuổi trẻ tiểu tử, người sau một sợ, ngượng ngùng im miệng. Ngươi như thế nào mới bằng lòng cứu người? Lão tộc trưởng hỏi Tần Nhược, lúc này mới hắn thanh âm chậm lại rất nhiều, mắt thường có thể thấy được thái độ biến hảo. Muốn cho ta cứu người, đáp ứng ta ba cái điều kiện, đệ nhất, các ngươi dưới chân dẫm lên mà là chúng ta nữ đồng chí quân tẩu nhóm mạo đại thái dương khai khẩn sang bằng loại thượng đồ ăn đất trồng rau, không phải các ngươi la lối khóc lóc chiến trường cho ta suốt đêm khôi phục nguyên dạng đệ nhị muốn tới giao thiệp nói tiếng hán lại động bất động lấy thương đối với người ngươi nổ súng thử xem viên đạn cuối cùng đánh tới ai đệ tam vì ngươi vô lễ hướng ta cùng ta phía sau các chiến sĩ xin lỗi tần nhược nói một câu kia lão tộc trưởng sắc mặt khó coi một phân chính là nàng chút nào không thèm để ý tiếp tục nói chú ý là ai dẫm đến ai thu thập không cần phái một đám nữ nhân tới nơi này đạo đức bắt cóc ta, còn có, phàm là một cái làm không được, không bàn nữa. Những người này bảo hộ quốc gia yên ổn, hoa Nga biên cảnh chiến thời điểm là bọn họ ở trên chiến trường ở đối mặt mưa bom bão đạn đánh giặc, không có quốc liền không có gia, liền mệnh đều không có truyền thừa chặt đức căng chặt đức, người cùng người chết cho cốt nói tính ngưỡng hữu dụng sao. Bọn họ có kỷ luật, cho nên nơi chốn chịu đựng các ngươi mấy phen làm càng, các ngươi tìm tra chặn lại đưa tiếp viện xe, các ngươi vô cớ gây hấn nói nửa đêm vào núi quấy nhiễu các ngươi bạch lang thần, này đó bọn họ đều nhịn, ngươi đoán này một cái đoàn binh lực diệt không được các ngươi một cái ngăn cách với thế nhân trấn nhỏ sao? Không phải bọn họ sợ các ngươi, cũng không phải sợ các ngươi trong tay này mấy côn phá, là bọn họ đem các ngươi đương đồng bào, không muốn lây dính đồng bào huyết, mà ta liền không giống nhau, ta không phải quân nhân, quân nhân điều lệ cùng kỷ luật ước thúc không được ta các ngươi còn dám tới làm càng một hồi, ngươi có thể thử xem. Tần nhược một phen đạo lý lớn cùng uy hiếp cùng tồn tại nói, làm lão tộc trưởng lâm vào trầm mặt. Thấy vậy, tần nhược ngáp một cái, xoay người đối hạ quân kiếm nói, buông ra hắn đi, đá cứng thôi, ta mệt nhọc, về nhà đi. Hạ quân kiếm buông ra người đứng lên, đang muốn hạ lệnh mang về. Từ từ, lão tộc trưởng ra tiếng nói. Ta đáp ứng, ngươi trước cứu người. Ta không nghĩ lặp lại yêu cầu của ta, đáp ứng rồi ta điều kiện làm được ta tự nhiên sẽ cứu, ngươi yên tâm, trong vòng ba ngày ta bảo đảm một người đều sẽ không chết, đương nhiên, làm hạ ác sự gặp phản vệ ném mệnh kia không liên quan chuyện của ta. Tần Nhược nói xong, bế lên vẫn luôn túng nàng quần bò đến nàng trong lòng ngực ăn vạ không đi rồi tiểu sói con, cũng không quay đầu lại vào quân doanh. Ai nắm giữ quyền chủ động ai chính là lão đại, có bản lĩnh lại đến cùng nàng ngạnh cương, những cái đó dụ dỗ chính sách bọn họ không muốn, vậy nắm tay tới nói chuyện. Hạ quân kiếm cùng triệu chính ủy liếc nhau, hạ lệnh nói, thu đội, mang về. Là, quản hoành địch kính cái quân lễ, toàn thể đều có, hồi doanh. Hạ quân kiếm là tới luyện binh, tự nhiên này đó bọn lính trước kia quân hàm đều thành binh nhì, một cái bang 20 người, một cái lớp trưởng mang đội, cùng sở hữu 10 cái bang, đây là khai sáng tính nhóm đầu tiên đại diện tích phục chế đặt một doanh 30 cái đặc chủng tác chiến chiến sĩ huấn luyện, hắn cũng là vuốt cục đá qua sông. Nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đêm nay tới Quảng Hoành Địch làm lớp trưởng nhất bang, 20 cá nhân, hiện giờ toàn bộ mang về. Tộc trưởng Khiến cho bọn họ như vậy đi rồi sao? Bị hạ quân kiếm nhất chiêu chế phục tiểu tử không cam lòng một quyền nện ở trên mặt đất, nghẹn khuất hỏi, chúng ta trong tộc người làm sao bây giờ còn có thể làm sao bây giờ tình thế sau người cường trừ bỏ ấn nàng yêu cầu làm còn có biện pháp sao lão tộc trưởng hạ lệnh trở về đổi trái quốc cho người ta đem mà khôi phục nguyên dạng hắn tưởng tượng đến trong tộc người đại đa số đều đi qua thánh địa tế bái quá kia cục đá trong lòng càng là trầm xuống chạy nhanh đi trở lại gia đình quân nhân trong đại viện hạ quân kiếm cởi quần áo thay đổi ngũ áo ngủ Tần Nhược nằm ở trên giường còn trợn tròn mắt cũng không ngủ, tiểu sói con ủy ủy khuất khuất ghé vào đáy giường hạ, lại không dám lên giường. Gặp người lên giường, Tần Nhược nhẹ nhàng dựa qua đi, hôm nay mệt mỏi đi. Huấn luyện một ngày lại thêm luyện, còn như vậy vãn không có thể nghỉ ngơi. Hạ Quân kiếm đem người ôm vào trong ngực nằm xuống, không mệt, Nhược Nhược đã trở lại ta có thể ngủ ngon, ngày mai một chút đều không mệt. Ta tức phụ nhi thật lợi hại chúng ta một đám đại nam nhân không chỗ hạ trảo vấn đề, người dứt khoát lưu loát giải quyết, hạ quân kiếm nghiêng đầu nhìn trong lòng ngực người, mãn nhãn ôm nhu tự hào. Mờ nhạt ánh đèn cấp tầng nhược độ một tầng ôm nhu lụa mỏng, mang theo một loại làm hạ quân kiếm cảm thấy tới gần đều là kinh nhờn Mỹ. Hắn ánh mắt tiệm thâm, trong mắt ấp ủ khởi lý trí gắt gao áp chế thâm trầm dục niệm, ôm trong lòng ngực người nhắm hai mắt lại. Không muốn nghe ta nói nói ta lần này hiểu biết sao. Tần Nhược nhẹ giọng nói, ta biết ngươi ngủ không được. Hạ quân kiếm không mở mắt ra, lại nói, Nhược Nhược nói đi, ta nghe đâu. Ngươi mở to mắt nhìn xem ta, Tần Nhược không thuận theo không buông tha, ngươi nhắm mắt lại ta liền không biết tâm tư của ngươi sao. Nàng khuỷu tay chống giường ngồi dậy, nghi người xem hạ quân kiếm. Hạ quân kiếm bất đắc dĩ trợn mắt, lại mãn nhãn đều là nàng, nhược nhược. Đừng nháo, ngoan ngoãn nghe lời thanh âm khàn khàn kỳ cục, lại vẫn là rụt rè lý trí đem người cách chăn ôm chặt, ở quân doanh ngoại nàng nhất tầng nhất tiếu kiệt ngạo khó thuần lại không chịu thua tư thái, thật là mỹ đến câu hồn đoạt phách, làm hắn căn bản không rời được mắt. Hắn thích ở bên người nàng bảo hộ nàng, cũng thích đứng ở nàng phía sau nhìn lên nàng vạn trượng quan mang. Ta chỗ nào liền náo loạn? Tần nhược cười, chỉ là ở bên ngoài khi ta liền cảm giác được người nào đó cực nóng ánh mắt mà thôi. Hạ quân kiếm mặt đỏ lên, ngay sau đó lại nói, ta xem ta tức phụ nhi nói vung vào pháp. Là là là, hợp pháp, tần nhược lại lần nữa vương đầu, nhẹ nhàng hôn hắn khóe môi một chút, kia khen thưởng một chút, sau đó ngủ. Ân, ngủ. Được khen thưởng hạ quân kiếm thỏa mãn, hít sâu mấy hơi thở, bình phục trong lòng sao động, ôm người nhắm hai mắt lại. Tần nhược chậm rãi cùng hắn nói đi xa mạc sự, từ đầu tới đuôi không hề giấu giếm vốn dĩ muốn lâm vào giấc ngủ hạ quân kiếm đột nhiên mở mắt ra phiên đứng dậy bế lên nàng cái kia mạnh an nhiên nếu là cực âm chi mệnh kia nhược nhược đâu hiện giờ cái kia phá gương ở trong tay ngươi hắn là các vàng cổ mộ tự mình trải qua giả hắn gặp qua kia chủ mộ thất quỷ dị kia đồng thau trong quan tài tình hình nhược nhược cũng nói qua nếu có người như vậy nhớ thương hắn tiểu cô nương hắn thật là một khắc cũng khó có thể yên giấc Hạ Quân kiếm một câu kinh khởi ngàn tầng lãng, Tần Nhược lúc này mới sáng tỏ, nàng trong lòng kia cổ bị nàng xem nhẹ dự cảm rốt cuộc là cái gì, nàng cũng là cực âm chi mệnh. Cũng ở sau lưng người nọ săn thú trong phạm vi, là nàng chính mình mà không phải trong sách nguyên chủ Tần Nhược. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, như vậy Thật Thể thư, vừa thấy tên nàng đều không thể mua, đừng nói Thật Thể thư, liền một kẻ cặn bã làm nam chủ điện tử thư nàng đều khinh thường với phiên kia quyển sách như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà nàng trên sofa đâu. Cho nên, ngay cả nàng xuyên thư, cũng là một cái âm mưu, vì đoạt nàng mệnh đi luyện kia cái gì phá gương, tự như bị một cái không hề điểm mấu chốt kẻ điên nhớ thương thượng, mẹ nó có bệnh, vẫn là bệnh tâm thần. Không có việc gì, vốn dĩ ta trộn lẫn đến chuyện này là bởi vì nguyên nhân khác, hiện giờ nhưng thật ra ta cũng thân ở trong cục, vậy đem vật kia tìm được lộng chết không phải được rồi sao? Tần Nhược cười một cái, nhẹ nhàng dựa vào hạ quân kiếm trong lòng ngực, duỗi tay vuốt phẳng hắn mày, ngươi không tin ta sao? Nhược nhược, ta. Ta không biết thế nào mới có thể tẩn ta một phần lực lượng đem ngươi bảo hộ hảo hảo, chính là. Chính là chuyện này phạm trù ta lại bất lực, hạ quân kiếm trong lòng thập phần thống khổ, trước mắt một cây đao treo ở hắn tiểu cô nương trên cổ, hắn lại căn bản không có năng lực đẩy ra kia lưỡi dao, thậm chí gặp đều không gặp được. Ta nên như thế nào bảo?" Hạ Quân Kiếm nói còn chưa nói xong, Tần Nhược nhẹ nhàng hôn lên hắn môi mỏng, ngăn chặn Hạ Quân Kiếm trong lòng lo âu, hồi lâu hai người cũng chưa động. "Ngươi tin tưởng ta, ngươi hảo hảo luyện ngươi binh đưa ngươi đoàn trưởng, về sau chấp hành nhiệm vụ đừng bị thương, đừng làm cho ta tuổi còn trẻ liền thủ tiết, ta liền nhất định có thể thắng, ai nhớ thương ta mệnh cũng chưa dùng." Tần Nhược buông ra hắn, mỉm cười nói hòa bình an ổn hạnh phúc lại khiến cho hạ quân kiếm trong lòng vô tận chua xót hắn trừ bỏ hảo hảo đồng ý không có bất luận cái gì biện pháp khác cho nên hiện tại ngủ đi tần nhược dựa vào trong lòng ngực hắn nói một đêm kia ngủ ở sa mạc hạt cát thường, vẫn là giường thoải mái vẫn là ngươi ôm thoải mái hảo ngủ hạ quân kiếm trong mắt lo lắng tạm thời rời rạc hai phân ông tần nhược một lần nữa nằm xuống hắn với tới đầu giường đèn dây thừng kéo đèn thật lâu lại không thể nhắm mắt. Ngươi hảo hảo ngủ. Tần Nhược Lâm vào ngủ say phía trước, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, nàng ngày mai còn muốn đi cùng Bạch Lan Vương ngã bài. Trong bóng tối, Hạ Quân Kiếm nhìn trong lòng ngực người, thật sâu mà thở dài. Chương 70 Ngày hôm sau, Tần Nhược là bị đường nhị ni đánh thức tới. Tẩu tử, người tối hôm qua uy phong sự tích bọn im nhưng đều đã biết, đường nhị ni so cái ngón tay cái, ngươi thật đúng là giỏi lắm ân nhị ni ngươi như vậy sớm như vậy tới tần nhược xoa xoa đôi mắt duỗi người khi lão tộc trưởng chờ ngươi rời giường đi cứu người đâu bữa sáng im cho ngươi đánh tới chạy nhanh rời giường đi bọn họ đem mà một lần nửa phiên một lần suốt đêm phiên đường nhị ni nhớ tới chuyện này liền che miệng cười khẽ hảo đi ta đây rời giường cảm ơn nhị ni cho ta từ lâu cơm tần nhược đánh ngáp nhìn mắt đồng hồ 9 giờ rưỡi, hạ quân kiếm khi nào rời giường nàng cũng không biết. Lên mặt xong quần áo rửa mặt, Tần Nhược cùng đường nhị ni cùng nhau ăn bữa sáng, cầm chén cuối cùng một ngụm cháo ăn xong, Tần Nhược nhanh chóng giặt sạch chén, nhìn mắt súc trên giường chân diện bích tư quá tiểu sói con, hừ, khi ta không biết ngươi tối hôm qua lên giường ngủ. Tiểu sói con lấy ra trên mặt trảo trảo, lấy lòng ngao ngao hai tiếng. Ta tha thứ ngươi, tới. Tần Nhược vỗ vỗ tay mở ra bàn tay, tiểu sói con thả người nhảy nhảy vào nàng trong lòng bàn tay. Này tiểu lan thật nghe ngươi lời nói, Đường Nhị Ni tán thưởng một câu. Hiện giờ tiểu sói con ở quân doanh hỗn chính, thông minh nghe hiểu được tiếng người lại không cắn người, đều rất hiếm lạ nó. Nó a, à, đừng nhìn còn không có chỉ miêu đại, nội tâm nhiều vô cùng. Tần Nhược cười cười, theo Đường Nhị Ni cùng nhau hướng quân doanh cửa đi đến. Cửa đã chờ mau trong mòn con mắt lão tộc trưởng trong chốc lát ngẩng đầu xem một cái thái dương, rốt cuộc mong ngôi sao mong ánh trăng giống nhau đem tần nhược thân ảnh mong ra tới. Ngươi! Khụ khụ! Lão tộc trưởng một tiếng ho nhẹ đánh gãy nhưng tuổi trẻ tiểu tử khó chịu nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiến lên đối tần nhược nói, ngươi hảo nữ đồng chí, ngày hôm qua là ta nói thất lễ. Trúc trách tiếng phổ thông, lại đại biểu cho hắn xin lỗi thành ý. Ta nhận lấy ngươi xin lỗi, tần nhược nói, đi thôi, đi chữa bệnh. Nàng nhìn mắt đường nhị ni, nhị ni ngươi muốn đi không? Đường nhị ni nói, im cũng đi, đoàn trưởng nói làm im bồi ngươi. Lão tộc trưởng gật gật đầu, mang theo tần nhược cùng đường nhị ni đi rồi hai bước, đột nhiên hỏi, kia cục đá, nữ đồng chí ngươi cầm không có việc gì đi. Không có việc gì, nó không gây thương tổn ta. Tần nhược tối hôm qua lấy về tới thận quy phun ra cái phao phao bao bọc lấy, liền sẽ không ảnh hưởng người chung quanh. Vậy là tốt rồi, lão tộc trưởng tự hồ yên tâm, cái này chuyên chú với lên đường. Đi rồi đại khái nửa giờ, tới rồi tháp nham thôn, trong thôn người tò mò ánh mắt đánh giá tần nhược cùng đường nhị ni, đường nhị ni cũng là cái lá gan đại, thoải mái hào phóng mặt cho bọn hắn xem, tần nhược càng là bình chân như vậy. Ở nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu bạch lan nhảy con khi, mọi người ánh mắt từ tò mò biến thành kính sợ bệnh người đều ở nhà ta, thỉnh ngươi cùng ta tới, lão tộc trưởng tiếng Hán không quá sẽ nói, vẫn là nói bọn họ bổn tộc ngôn ngữ, cũng may Tần Nhược nghe hiểu được. Tới rồi lão tộc trưởng gia, toàn bộ sân đều là thập phần truyền thống thả có dân tộc đặc sắc kiến trúc, Tần Nhược đi vào, mấy gian phòng động đông đến Tây Thông trên giường đất, tranh đầy người. Thượng phòng trên giường đất nằm ba cái râu bạc lão nhân, chính là năm đó kia chỉ uống một ngụm thủy ba người bọn họ hôn mê bất tỉnh sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại cả người nóng bỏng ở phát sốt, trừ bỏ trái tim ở mỏng manh nhảy lên, liền hô hấp cũng chưa. Tần nhược một phách tiểu sói con mông, đi, đem bọn họ trong cơ thể tử khí đều ăn đi, ngươi hôm nay ăn vặt nhi. Tiểu sói con giống mô giống dạng gật gật đầu, sau đó nhảy nhảy tới trên giường đất, tiếp theo nhảy đến người đầu tiên trên người, móng trái vỗ vỗ, động động miệng, thỏa mãn nhấm nuốt hai hạ, lại nhảy đến hạ một người trên người này liền xong rồi. Lão tộc trưởng nhìn này nhẹ nhàng bân quơ thao tác phương pháp, nhất thời kinh nghi bất định. Tần Nhược nhìn mắt ngoài phòng vạn dặm không mây không trung, nói, đúng vậy, đám người tỉnh lại không cần ăn cơm, hôm nay có thể tiếp theo tràn mưa to, tiếp điểm nước mưa uống lên tắm rửa một cái liền không có việc gì. Kia, kia nữ đồng chí ngươi không cần ra tay sao? Lão tộc trưởng vẫn là có chút hoài nghi. Tần Nhược nói, ngươi yên tâm nếu là tốt đẹp ngươi mang theo người lại đến tìm ta ta tuyệt đối nhậm ngươi xử trí nghe nàng như vậy bảo đảm lão tộc trưởng có chút xấu hổ nhưng hơi yên tâm tiểu sói con vô dụng bao lâu liền ăn xong rồi bọn họ nội thể tử khí sau đó thỏa mãn đánh cái ở nhảy vào tầng nhược trong lòng ngực chờ bọn họ đi thời điểm vừa mới quá giữa trưa đã có người lục tục đã tỉnh thấy vậy lão tộc trưởng cuối cùng yên tâm Tần Nhược cùng Đường Nhị Ni mới vừa trở lại Quân Doanh, một hồi mưa to tầm tả tùy theo mà đến. Quân Doanh thực đường cho các nàng hai cái còn cố ý để lại cơm. Hai người ở thực đường ăn cơm thời điểm. Một cái trưởng muỗng đại sư bưng một đĩa nhỏ xào đậu hũ cấp hai người thêm cơm. Cảm tạ a sư phó. Tần Nhược nói quá tạ. Hai người liền cơm ăn. Cấp Tần Nhược cùng Đường Nhị Ni khai xong tiểu táo đại sư phó cũng không có đi. Triều Tần Nhược cười chà sát tay. Tần đồng chí ta đều nghe quân doanh các đồng chí nói, ngươi là bà cốt tử đi, ta có chuyện tưởng làm ơn ngươi thỉnh thần hỏi một chút. Nơi này thực đường trưởng ngũn sư phó không phải bộ đội bếp nút bang, là từ tiệm cơm quốc doanh điều động đầu bếp. Đại sư phó tên là Lữ Đại Quân, là cái 40 tới tuổi nam nhân, lớn lên cao lớn, hai tấn lượt có đầu bạc, ngày thường nhìn tổng cười tủng tỉm. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Nhược dừng lại ăn cơm động tác, đã không có phủ nhận hắn câu kia nàng là bà cốt tử hỏi chuyện cũng không có thừa nhận ngươi ăn cơm trước ngươi ăn xong rồi lại nói ta đây đều là việc nhỏ đại sư phó có chút ngượng ngùng xoa xoa tay co quắp triều tần nhược cười cười tần nhược thấy vậy gật gật đầu kia hành ngươi nếu không sốt ruột ngươi gì thời điểm phương tiện gì thời điểm hỏi ta đều được đại sư phó thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi ta đây đi trước phòng bếp thu thập chờ ngươi ăn xong rồi ta lại đến phiền toái ngươi chờ người đi rồi đường nhị ni hỏi tẩu tử này đại sư phó muốn hỏi cực a chờ hắn há mồm hỏi ta lại tính sao có thể gặp người liền đoán mệnh nhân quả nhưng không như vậy hảo bối nàng một quẻ như vậy quý trừ bỏ cùng nàng nổi lên tranh cãi còn lại em đẹp nàng mới sẽ không gặp người liền đoạn nhân mệnh vận đâu nga thì ra là thế đường nhị ni gật gật đầu đè nặng lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ bắt đầu ăn cơm. Các nàng cơm nước xong, đại sư phó tới thu chén, hắn nhìn mắt đường nhị ni, vài lần muốn nói lại thôi, tần nhược cho nàng đưa mắt ra hiệu, nhị ni, ngươi đi cửa chờ ta một chút. Hảo đi. Muốn nhìn náo nhiệt đường nhị ni bởi vì xem không được có chút vẻ oải, nhưng vẫn là nghe lời nói đi rồi. Đại sư là cái dạng này, 35 năm trước chiến loạn ta cùng ta muội muội đi rời ra, lúc ấy ta 8 tuổi nàng 5 tuổi, hiện giờ nàng người còn sống sao? Lữ đại quân là năm đó chịu quá chiến loạn ai quá đói người, hắn giúp lòng nhất định phải mang theo muội muội ăn no bụng, chính là muội muội ném, hắn học thành đầu bếp nhưng thật ra không chịu đói. Nga đúng rồi ta muội muội kêu lữ tiểu hoa, đại sư phó lữ đại quân lại bổ sung một câu. Tần Nhược nói, ngươi muội muội sinh thần bác tự đâu? Lữ đại quân nói, ta muội muội là một năm tám tháng mười buổi sáng 8 giờ sinh mấy năm nay ta cũng vẫn luôn ở tìm nàng lại không cái âm tính tần nhược nói tồn tại đâu sống cũng không tệ lắm nhưng là các ngươi cũng không cơ hội tương nhận bởi vì nàng bị người hảo tâm nhận nuôi mang theo ra quốc lữ đại quân bởi vì ném muội muội hơn 40 tuổi ấy nấy quấn thân cũng không kết hôn, nghe thấy lời này nháy mắt lão lệ tung hoành. Chiến loạn nguyên nhân cũng không phải ngươi sai, Ngươi năm đó cũng là cái hài tử, ngươi muội muội cũng hy vọng ngươi quá đến hảo. Tần Nhược khuyên hai câu, xoay người ra cửa. Đường Nhị Ni chờ ở thực đường cửa, thấy nàng ra tới đôi mắt đều sáng, Tần Nhược không đợi nàng mở miệng lại giành nói, loại sự tình này đều sự tình quan nhân quả liên lụy người khác mệnh số, bất luận buồn vui ta đều không thể nói, ngươi cũng không cho hỏi. Một cổ mưa to tầm tả hạ một bữa cơm thời gian liền ngừng, đường nhị ni vừa nghe như vậy nghiêm trọng hoàn toàn đánh mất dò hỏi ý niệm đi đến gia đình quân nhân đại viện tần nhược nói ta muốn đi ra ngoài một chuyến nếu hạ quân kiếm trở về ta còn không có trở về thay ta nói cho hắn một tiếng ta đi lang tộc đường nhị ni cũng muốn đi nhưng biết tần nhược làm đại sự nàng trộn lẫn không được vì thế gật gật đầu nhìn theo tần nhược ôm tiểu sói con đi rồi vào núi triệu hoáng lệ quỷ Tần Nhược ngồi nhân quả cổ kiệu tới rồi lan tộc sơn cốc ngoại, tiểu Bạch Lan nhảy con nhảy nhót chạy đi vào. Không bao lâu, Bạch Lan vương đỉnh đầu ngồi tiểu Bạch Lan nhảy con phía sau đi theo mẫu lan, một nhà ba người xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài tới đón tiếp Tần Nhược. Người nhi tử đem địa phương cư dân phần mộ tổ tiên thánh địa cho nhân gia bào, chọc đến 40 cá nhân phát sốt thiếu chút nữa cùng quân khu đánh lên tới, Bạch Lan Vương, này ngươi dù sao cũng phải cho ta cái cách nói đi, ta thấy ngươi dưỡng nhi tử, ngươi này cái gì đều gạt ta, cũng không phải là minh hữu hành vi a. Tần Nhược nói thẳng trực tiếp thẳng đến chủ đề, không có một câu vô nghĩa, mở miệng chính là hỏi trách. Tiểu sói con một lòng hư, đánh nhà mình lão cha đầu một trảo trảo, Bạch Lan Vương yên lặng nhìn Tần Nhược, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có thể bảo con ta bình an sao? Là tang thương ngạnh lãng nam nhân thanh âm, không phải Lan Hào, cũng không phải thận quy giống nhau cùng linh hồn của nàng giao lưu là thật thật tại tại đang nói chuyện ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện tần nhược nói sớm tại tiểu tham lang muốn theo ta đi thời điểm ngươi liền biết có ngày này chính là ngươi không có nói cho ta thậm chí ta mượn ngươi lang tộc tuyền đế trận pháp rời đi thời điểm ngươi đều không có nói cho ta nếu ta không đoán sai ta tồn tại từ khi trận pháp trở về mới là ngươi suy xét cùng ta hợp tác thời điểm đi Bạch Lan Vương trực tiếp gật đầu thừa nhận, là, ta thừa nhận, ta đánh đích xác thật là cái này chủ ý, chúng ta một cái tộc đàn, tuy rằng bọn họ vô pháp mở miệng nói chuyện, nhưng bọn hắn là ta con dân, ta phải vì ta tộc nhân phụ trách, ngươi một cái nhỏ yếu nhân loại, có thể tồn tại trở về, ta mới có thể nhìn đến hy vọng. Mà ta cùng ngươi nói điều kiện tư cách, chính là bởi vì, ngươi cũng ở cục trung, ngươi cũng vô pháp đứng ngoài cuộc, điều kiện này đủ sao? Bạch Lan Vương chắc chắn hỏi lại. Từ thấy Tần Nhược trong tay lấy ra tới kia mặt đồng thau kính, hắn sẽ biết, này nhân loại cũng không phải người ngoài cuộc, hắn có thể nhìn ra trên người nàng cổ quái, nhưng là muốn hay không hợp tác, còn phải nhìn nhìn lại thực lực của nàng. Tần Nhược lạnh lùng nói, ta đúng là cục trung, nhưng là này cùng ta muốn hay không bảo ngươi Bạch Lan nhất tộc, không có trực tiếp quan hệ đi, mệnh ta do ta không do trời, càng không phải ngươi cùng ta nói điều kiện lợi thế. Bạch Lan Vương thấy vậy, lại lần nữa mở miệng, kia, hơn nữa chúng ta toàn tộc chi lực nghe ngươi hiệu lệnh đâu. Cái này lợi thế có đủ hay không? Nghe hắn nói như vậy, Tần Nhược gật đầu hòa hoãn thần sắc, ta không cần hiệu lệnh các ngươi làm cái gì, ta chỉ nghĩ làm ngươi không hề giấu giếm nói cho ta sở hữu về chuyện này tin tức, nàng thần sắc một đốn, tiếp tục nói, cùng với các ngươi là làm cái gì luyện khí tài liệu bị nuôi dưỡng. Khi mời vào trong tộc một ôn chuyện. Bạch Lan Vương nhìn mắt lo lắng không thôi mẫu lan, một móng vuốt đem đỉnh đầu bất hiếu tử bác xuống dưới đưa cho thê tử, thấp hào một tiếng, mẫu lan gật gật đầu, mang theo nhi tử đi trước. Chờ mẫu lan cùng tiểu sói con đi rồi, Bạch Lan Vương mới phun ra bốn chữ, tham Lang chi tâm. Chương 71 Chương 71 Tham Lang chi tâm Tần nhược mới vừa ngồi ở kia thanh tuyền bên rìa, Nghe thấy Bạch Lan Vương phun ra kia bốn chữ đột nhiên đứng lên một tiếng kinh hô, ngay sau đó lại lập tức ngăn chặn thanh âm, tiểu Bạch Lan trái tim. Bạch Lan Vương gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt hối hận, là ta năm đó quá mức lòng tham đem tộc nhân mang vào như vậy hoàn cảnh. Bạch Lan Vương sinh ra thời điểm liền cùng huynh đệ tỉ muội nhóm không quá giống nhau, bởi vì chúng nó mau đều là màu xám, chỉ có nó, màu lông xám trắng, bởi vì lớn lên cùng khác sói con không giống nhau, nó khi còn nhỏ không có bạn chơi cùng, trừ bỏ ca ca tỷ tỷ, không có người nguyện ý cùng nó chơi. Đến một tuổi có thể một mình đi đi săn thời điểm, nó phải bị đuổi đi ra bầy sói, bởi vì nó trên người bạch mau quá nhiều, vừa thấy liền cùng các đồng bạn không giống nhau. Rời đi trước, nó mẫu thân nói cho nó, nó không phải dị loại, là thân cụ thượng cổ tham lan huyết mạch, cho nên màu lông cùng bình thường cùng tộc không giống nhau, nó mẫu thân còn nói mỗi cái tham lang huyết mạch thức tỉnh lang, đều sẽ trở thành vĩ đại nhất lang vương chờ nó trở thành bạch lang vương kia một ngày sẽ thoát ly giả thú phạm trù thậm chí có thể cùng nhân loại giao lưu nó khi đó không hiểu cùng nhân loại như vậy hai chân lưu có cái gì tốt nhưng trở thành vĩ đại nhất bạch lang vương cái này tín niệm làm nó trong lòng nóng bỏng nó mang theo như vậy tín niệm một người rời đi tộc đàn lãnh địa trèo đèo lội suối đi tới một cái tân bầy sói lãnh địa đầu lan là một con mẫu lan rất cường hãn trên người có cùng lão hổ đánh nhau lưu lại vết sẹo mang theo nữ nhi thống lĩnh tộc đàn nó mới đầu bởi vì quái dị diện mạo bị xua đuổi nó cùng đầu lan đánh một trận đánh cả người thương cũng không có đánh thắng nhưng là đầu lan để lại nó cứ như vậy qua 10 năm trong lúc nó cùng đầu lan đại nữ nhi cũng chính là nó hiện tại thê tử thành phu thê đầu lan già đi thời điểm nó thành tân đầu lan dẫn theo tộc đàn cùng nó thê tử cùng trưởng tử đi săn di chuyển bọn họ xuyên qua sa mạc đi tuyết sơn trên đường, ở sa mạc gặp gỡ một cái hồ nước. Nó mang theo tộc đàn đi uống nước thời điểm, đáy đàm nổi lên một cái quái dị cá, kia cá cả người trường màu đen trường mau, tựa như lợn rừng lông mau lợn. Hơn nữa, có thể nói, rất kỳ quái nó có thể nghe hiểu kia cá nói chuyện. kia cá hỏi hắn, có nghĩ thức tỉnh tham lan huyết mạch, trở thành có pháp lực thần thú mà không phải dựa nanh vuốt đi săn giả thú. Khi một khắc, Bạch Lan Vương nhớ tới mười mấy năm tiến đến khai tộc đàn khi mẫu thân nói, nó có tham lan huyết mạch, nó sẽ là vĩ đại nhất Bạch Lan Vương. Ở nó do dự khoảnh khắc, khi cá học ra một cái màu đỏ hạt châu, sau đó nó tận mắt nhìn thấy đến kia hồ nước biến thành sa mạc, khi cá nói cho nó, nơi này, trước kia là một ngọn núi, biết vì cái gì thành sa mạc sao? Bởi vì ta, thượng cổ chuyên ngư, sợ đến nơi không có một ngọn cỏ, đây là pháp lực ta đây muốn làm cái gì? Bạch Lan Vương nghe thấy chính mình như vậy hỏi, nó tim đập có bao nhiêu mau ngữ khí có bao nhiêu vội vàng nó đến nay nhớ rõ. Ngươi yêu cầu mang theo tộc đàn di chuyển đi một chỗ, đến nơi nào, các ngươi trách nhiệm là bảo hộ một thứ, chờ kia kiện đồ vật xuất thế thời điểm, ngươi tham lan huyết mạch không chỉ có sẽ hoàn toàn thức tỉnh, ngươi hậu thế, đều đem là huyết thống thuần khiết tham lan, sống cái một hai ngàn năm không là vấn đề. Nghe kia quái ngư nói lời này, Bạch Lan Vương ngược lại trong lòng chợt lạnh, ta đây thê tử đâu? Nó thê tử cũng không phải tham Lan, Lan tộc suốt cuộc đời chỉ có một bạn lữ, nó vốn chính là người từ ngoài đến, là lão nhân Lan thiện tâm để lại nó, vô luận xuất phát từ đối thê tử tình nghĩa vẫn là đối lão nhân Lan ân nghĩa. Nó đều không thể bỏ xuống tộc đàn chính mình khôi phục huyết mạch đạt được ngàn năm thọ mệnh. Này ngươi liền suy nghĩ nhiều, đến lúc đó làm bồi thường sẽ cho ngươi tộc đàn lãnh địa một ngụm linh tuyền kia thủy không chỉ có có thể khép lại miệng vết thương, còn mang theo linh khí, quanh năm suốt tháng uống linh thủy, có thể làm ngươi tộc đàn hoàn toàn thoát ly giả thú phạm trù, ngươi suy xét suy xét. Khi quái ngư nói thập phần có lực hấp dẫn, nó nhìn mắt phía sau tộc đàn, nó rõ ràng biết, nhìn như tốt như vậy sự sau lưng nhất định có bẫy rập, chính là nó không có ngăn cản trụ dụ hoặc, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó kia quái ngư mang theo nó rời đi kia phiến sa mạc, đi thời điểm nó quay đầu lại nhìn thoáng qua nó cùng nó tộc đàn thành viên uống qua thủy hồ nước, chỉ có đầy đất cát vàng, kia một khắc nó trong lòng vô cớ trầm trọng, chính là nó biết nó đã không có đường rút lui có thể đi. Nó đi theo kia quái ngư đi tới minh sa trấn núi sâu, phát hiện ngày đó nhiên hình thành sơn cốc, trong sơn cốc có một ngụm tuyền, nước suối so nó uống qua bất luận cái gì thủy đều hảo uống, kia quái ngư nói cho nó, khoảng cách nơi này cách đó không xa, chung giống nhau thần vật, Đến khi thần vật xuất thế thời điểm, sẽ đất trung núi chuyển, khi đó là nó tham lan huyết mạch chân chính thức tỉnh thời điểm, lúc sau, nó tự nhiên sẽ được đến tân chỉ thị. Cứ như vậy, ta mang theo ta tộc đàn tại đây phiến trong sơn cốc yên ổn xuống dưới, ta ở phát sinh biến hóa, cuốn này nước suối lan đều ở phát sinh biến hóa, ta trên người lại không một ti hôi mau, biến thành toàn thân tuyết trắng, thành này tòa liên miên ngàn dặm núi sâu bá chủ ta tộc đàn thành viên càng ngày càng nhiều. Chúng nó thọ mệnh cũng từng ngày siêu việt bình thường giả thú cực hạn, sinh mệnh đều đạt tới 120 năm, chúng nó cũng đều trở nên thập phần thông minh, ta đại nhi tử cùng thê tử của ta, thọ mệnh càng là, hiện giờ đã 1.200 năm, nhưng là đến 30 năm trước mới thôi, thê tử của ta không có tái sinh quá hài tử. Ta không biết có phải hay không ta huyết mạch biến hóa làm chúng ta vô pháp lại có hài tử, 30 năm trước, nó bỗng nhiên lại có thai năm mạc cuối cùng một ngày ở một hồi đại tuyết tây nam trên núi đất trung núi chuyển ta biết đã đến giờ đêm đó ta thê tử sinh hạ ta cái thứ hai hài tử một con toàn thân tuyết trắng so với ta còn huyết mạch thuần khiết tham lang ta vừa thấy liền biết nó không phải giả thú mà là thượng cổ thần thú bạch lan vương vui sướng còn không có rơi xuống tâm khảm nhi ngoài động nước suối bắt đầu sôi trào quay cuồng trên cao vốn không nên là trăng tròn ánh trăng lại lượng lại viên thậm chí phím huyết sắc, quay cùng nước suối phân hai bát, lộ ra tuyền đế cái kia khe lõm. Liền ở trong nháy mắt kia, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, Bạch Lan Vương cảm thấy chính mình trên người đã xảy ra biến hóa, nó trong đầu, ông, một tiếng vang nhỏ, xuất hiện rất nhiều đồ vật, nó sau lại mới hiểu được, đó là tham lang nhất tộc truyền thừa, là tu luyện pháp môn. Đồng thời, nó sẽ nói nhân loại ngôn ngữ. Nó cũng biết, chỉ cần đối nguyệt tu luyện, nó thậm chí có thể ngự phong, còn có thể bỏ đi giả thú túi gia hóa thành hình người. Nhưng là tại đây phía trước, nó gặp phải một cái lựa chọn. Khi linh tuyền thủy như là bị người tách ra giống nhau, liền như vậy chấp nhất lộ ra tuyền đế khe lõm, tự hồ đang đợi nó làm chút cái gì, nó đã sớm biết, thiên hạ không có tốt như vậy sự, chỉ là nó cho rằng, đại giới nó nhất định có thể thừa nhận. Sau đó, Bạch Lan Vương đối với ánh trăng đem lan trảo cách không triều kia tuyền đế nhấn một cái, nó trong đầu xuất hiện kia quái ngư theo như lời chỉ thị. Thần vật xuất thế, yêu cầu đại lượng mạng người hiến tế, hoặc là, chính là muốn tham lan trái tim làm tế phẩm. Nếu nó không bỏ được nó kia tham lan tiểu nhi tử, như vậy cái này trấn trên người sống, đều đem là thần vật tế phẩm. Bạch Lan Vương dẫn theo tộc đàn ở chỗ này sinh sống 1.230 năm, bao gồm ở lão nhân lan bộ tộc sinh hoạt mười mấy năm, chúng nó đi săn sinh sản, có vô số con mồi tán với chúng nó chi nanh vuốt hạ, cũng có vô số lan ở đi săn trung chết đi, ở cùng hổ báo trâu rừng tranh chấp khi bỏ mạng, nhưng là, duy độc cùng nhân loại. Nước giếng không phạm nước sông, không có thương tổn qua nhân loại tánh mạng cũng không có ăn qua người. Hiện giờ lấy nhi tử mệnh tới làm tiền đặt cược, nó không có ngày hôm sau lộ có thể đi nhưng may mắn không phải nó tự mình đi bắt giết nhân loại, mà là đem cái kia cái gọi là thần vật đưa ra núi sâu đưa đến nhân loại địa bàn nhi thượng. Ngày hôm sau, nó tìm được kia đen thui cục đá, hiện giờ nó đã không phải bình thường giả thú, nó có thể cảm nhận được kia cục đá âm u tà ác hơi thở, nó tự mình đem cục đá đặt ở Tây Nam Biên lấy Tây Sơn Thượng đám kia người thường xuyên tới tế bái địa phương. Sau đó nó không có rời đi, nó vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm nhìn, nó cũng tưởng tìm tòi nghiên cứu rõ ràng này thần vật rốt cuộc là làm gì đó. Nó thấy được một đám người thập phần cung kính đối đãi này cục đá, thậm chí nói đây là bọn họ thánh A-la dự báo, cuối cùng đào hố chôn, tiếp xúc quá cục đá tóm lại có 5 người, một cái râu bạc lão hán, này tác dụng tựa như cái này dưới chân núi trong nhân loại người lãnh đạo, còn có bốn cái người trẻ tuổi. Thẳng đến chôn cục đá, cũng không sự phát sinh, liền ở nó cho rằng sẽ không phát sinh chuyện gì thời điểm, ngày thứ bảy, đồng dạng địa phương, đào đồng dạng hố, mai táng lại là cái kia râu bạc lão hán, lần trước nó nhìn đến thời điểm rõ ràng người nọ tinh thần nhìn thập phần hảo. Bạch Lan Vương cảm thấy có kỳ quặc, đặc biệt chú ý mặt khác bốn cái chạm qua kia cục đá người trẻ tuổi, nghe bọn hắn nói đều phát sốt, sinh bệnh, Bạch Lan Vương ở bọn họ vào núi đánh xài thời điểm, tránh ở chỗ tối vừa thấy, này bốn người trên người hắc khí quấn thân, kia hắc khí giống như ở cắn nuốt bọn họ sinh mệnh được đến một bộ phận tham lan truyền thừa Bạch lang Vương Minh Bạch một đạo lý, phàm là bị thương mạng người nhiễm sát nghiệt, không chỉ có tu hành vô vọng còn sẽ ở sát nghiệt tích góp đến trình độ nhất định thời điểm bị xét đánh chết, nó sống 1.200 nhiều năm, thật vất vả thoát ly giả thú phạm trù, nó không cam lòng như vậy sa đọa Khi tuyền đế chỉ thị là làm nó đem kia quá dị cục đá đưa đến nhân loại địa bàn thượng, hiện giờ nó đã làm, nhân loại trông liền sẽ không thương đến bọn họ, vừa lúc. Khi một cái râu bạc lão hán đã chết, nó không thể làm bốn người loại cũng đã chết. Bạch Lan Vương nhớ tới chảy ra hẻm núi kia đạo nước suối. Nó lần đầu tiên sử dụng thuật pháp, mê hoặc bọn họ đi lan tộc lãnh địa sau núi, uống lên nơi đó thủy, tuy rằng là nó lan tộc tắm rửa lúc sau chảy ra, nhưng rốt cuộc vẫn là linh tuyền thủy, có ba nhân loại uống đến thiếu ngại trong nước một cổ mùi lạ nhi, một cái khác phát sốt nghiêm trọng lại đi rồi trường lộ, uống thập phần nhiều sử dụng thuật pháp tiếp tục mê hoặc bọn họ tới rồi nguyên lai like bọn họ đánh xài địa phương, Bạch lang Vương lúc này mới rời đi. Qua mấy ngày, canh gác tộc đàn thành viên nói không có lại người chết, nó mới rốt cuộc yên lòng. 30 năm đi qua, tiểu nhi tử thân thể vẫn là cùng mới lúc sinh ra giống nhau đại, theo nó đem tham lang trong tộc truyền thừa hóa giải càng ngày càng nhiều, nó đã biết một cái tham lang nhất tộc bí mật. Tham Lan nhất tộc tương truyền là bầu trời một viên tên là Tham Lan tinh tú rơi xuống truyền thừa mà đến, sinh mà thất khiếu tâm, thượng của thời kỳ Tham Lan nhất tộc thập phần cường hãn, nhưng cũng tránh không được bị đại năng bắt giết vận mệnh, bởi vì, tương truyền Tham Lan kia viên thất khiếu tâm đựng sao trời chi lực, là luyện thần khí tài liệu. Khi một khắc, Bạch Lan Vương cơ hồ minh bạch, cái kia quái ngư dụ hoặc chính là một hồi âm mưu, nhằm vào nó trong cơ thể thưa thất Tham Lan huyết mạch âm mưu linh tuyền là vì tinh luyện nó tham lang huyết mạch hoặc là nó trở thành thuần túy nhất tham lang do đó mọc ra thất khiếu tâm hoặc là nó con nối giỏi sẽ sinh ra huyết mạch thuần khiết tham lang tới cho nên ở tới rồi này trong sơn cốc bắt đầu uống linh tuyền thủy lúc sau nó thê tử không tái sinh quá hài tử thẳng đến hắn huyết mạch độ tinh khiết đạt tới yêu cầu khi nó thê tử mới có thể thụ thai sinh hạ nó tiểu nhi tử huyết thống thuần túy nhất tham lang sinh mà liền có thất khiếu tâm mà nó tiểu nhi tử, vừa sinh ra nó tham lang thất khiếu tâm liền phải bị làm luyện khí tài liệu bị người nhớ thương thượng. Chính là này hết thảy, là nó 1.200 nhiều năm trước tự mình tuyển, không có hối hận đường sống. Bạch Lan Vương nghĩ, nó đã sống cũng đủ lâu rồi, nó trái tim đổi nhi tử tâm tổng nên có thể đi, nó thử đi dựa theo trong trí nhớ lộ đi tìm kia quái ngư, vào sa mạc lại không có tìm được nó tung tích, cuối cùng, bất lực trở về nó đã từng cũng nghĩ tới, mang theo tộc đàn rời đi nơi này, chính là nó mang theo tộc đàn rời đi một tháng, tộc đàn thành viên nhanh chóng già nua chết đi, mắt thấy diệt tộc họa liền ở trước mắt, nó vì giữ được nhi tử muốn trơ mắt nhìn cùng tộc toàn bộ chết đi sao. Năm đó nó nhất ý cô hành tham lam đã thế nó con dân làm quyết định, hiện giờ không thể lại lần nữa làm ra sai lầm quyết định. Đúng lúc này, nó tiểu nhi tử dùng kia 30 năm cũng chưa biến quá răng sữa gặm nó trở về kéo tự hồ nó biết, này một đường là vì nó. Tiểu nhi tử thế nó làm quyết định, Bạch Lan Vương một người gánh vác này sở hữu khổ sở cùng sau lưng ẩn tình, mang theo tộc nhân lại quay trở về hẻm núi, kia một chuyến trong khi hai tháng chạy trốn chi lộ, đã chết 136 đầu lan. Cái kia con số giống cảnh cáo lại giống cười nhạo, cảnh cáo nó tự tiện làm bậy, cười nhạo nó ngu xuẩn cùng không biết tự lượng sức mình. Bạch Lan Vương trở lại sơn cốc lúc sau, gặp qua chuyên ngư một lần, Truy ngư cũng cùng hắn trực tiếp thừa nhận nó muốn chính là một viên tham lang thất khiếu tâm mà tham lang lớn lên lúc sau nó thất khiếu tâm mới chân chính có thể sử dụng bạch lan vương chính mình trái tim đều không được nhưng là ở bạch lan vương bảo nổi phía trước nó lại nói nó cấp ra này linh tuyền ban ơn cho toàn bộ lan tộc luyện chế thời không chi kính tài liệu khả năng một chốc cũng tìm không đồng đều nói không chừng mấy ngàn năm sau mới có thể luyện thành này mấy ngàn năm số tuổi thọ hơn nửa linh tuyền còn chưa đủ mua một viên tham lang thất khiếu tâm sao. Bởi vì chúng nó lan tộc đã quay đầu lại không đường, cho nên kia chuyên ngư không có chút nào giấu giếm, nói thẳng chỉ cần nó rời đi sơn cốc vượt qua ba tháng, đừng nói cùng tộc, chính là Bạch lang Vương Đại Nhi Tử, nó thê tử thậm chí nó chính mình, đều sẽ nhanh chóng già nua tử vong. Đến lúc đó tồn tại chỉ có một tia pháp lực cũng không có tiểu tham lang, thậm chí đều không cần chuyên ngư xuống tay, là có thể bị giả thú nhẹ nhàng cắn chết. Từ kia lúc sau, Bạch Lan Vương đã biết chính mình chạy không thoát, đơn giản cũng bất chấp tất cả yên ổn xuống dưới, chỉ là nó phá lệ sủng tiểu tham lang, cơ hồ đem nó sủng vô pháp vô thiên, gặp rắc rối không ngừng, bởi vì nó sợ nó tiểu nhi tử ngày hôm sau liền phải bị chọc tới moi tim. Ngươi xuất hiện một đêm kia, ta thấy được hy vọng, bởi vì ta đã nhận ra ngươi giấu đi kia một mặt hơi thở trên người của ngươi như vậy hơi thở so với kia chuyên ngư còn cường nhưng là ngươi bản nhân không đủ cường thẳng đến lần thứ hai gặp ngươi ngươi lấy ra kia gương ta tức khắc minh bạch ngươi cùng ta tiểu nhi tử giống nhau cũng là mệnh không khỏi mình ta nghĩ tới nếu ngươi có thể tồn tại từ trận pháp ra tới có lẽ có thể cho ta nhi tử tránh một đường sinh lộ ta đương nhiên biết tham lang không chỉ có muốn ăn thịt còn muốn linh khí cùng ta ám âm khí nuôi nấng mới được trấn nhỏ này thượng bị kia cục đá nguyền rủa mà chết người sinh ra âm túy sát khí chính là ta nhi tử trưởng thành chất dinh dưỡng chính là ta không thể làm hắn đi ăn nhưng trên người của ngươi có sát khí cho nên ta tiểu nhi tử dính ngươi ta cũng thấy vậy vui mừng bạch lan vương thở dài từ ngươi trở về kia một khắc ta liền biết khoảng cách lúc này đây gặp mặt sẽ không lâu lắm nghe bạch lan vương hoàn toàn nói rõ ngọn ngành tần nhược lúc này mới minh bạch chuyên ngư sau lưng người vì một viên tham lang chi tâm bố trí bao lâu cục. Sở dĩ đem linh tuyền thiết lập tại nơi này là bởi vì bọn họ biết nữ hoa thạch lại ở chỗ này xuất thế. Nữ hoa thạch tử vong nguyền rũ sẽ đem nơi này người đều hại chết, phi tự nhiên tử vong người sinh ra âm sát khí chính là tiểu tham lang đồ ăn, mà Bạch Lan Vương đem kia cục đá lấy ra núi sâu phóng tới nhân loại địa bàn thượng kia một khắc đã bối thượng này trấn nhỏ thượng mọi người mệnh nhân quả liền tính nó có tham lan bộ phận truyền thừa cũng đã chặt đứt tu thành chính quả khả năng. Chính là Bạch Lan Vương sau lưng cứu kia nhóm đầu tiên muốn chết người, cho nên tiểu sói con tự nhiên cũng không có chất dinh dưỡng. Cái này liên hoàng cục cơ hồ là đem Bạch Lan Vương nhất tộc gắt gao vây ở nơi này, 30 năm không có ăn no quá tiểu sói con 30 năm còn không có lớn lên, tuy rằng tham lan thọ mệnh dài lâu sinh trưởng chu kỳ xác thật thông thả, nhưng cũng không đến mức 30 năm vẫn là mới sinh ra bộ dáng, bởi vì nó không ăn qua âm sát tà ám chi khí, cho nên nó chạy ra đi chính mình tìm ăn đã bị trong núi kẹp bảy thú bị thương chân mới có thể bị lên núi đào rau dại la tuyết nga gặp gỡ cứu, chính là nó chân sau miệng vết thương dùng linh tuyền khôi phục lại vẫn là vô pháp chiến lực, tần nhược dùng linh khí mới chữa khỏi. Bởi vì bạch lang vương suy nghĩ tận biện pháp ngăn cản nó lớn lên, ở trì hoãn nó bị moi tim thời hạn vốn dĩ chuyên ngư hoặc là nói mỏ diều hâu sau lưng nhân thiết kế tốt hết thảy, bởi vì Tần Nhược đã đến đánh vỡ tiểu tham lang khốn cục. Nếu không phải Tần Nhược cứu trở về hạ quân kiếm, tới nơi này hạ trại luyện binh sự tự nhiên sẽ không có, như vậy Bạch Lan Vương cũng không có cơ hội gặp gỡ Tần Nhược, nó tự nhiên cũng không cơ hội tại đây tràn tử cục nhìn đến nhi tử còn sống hy vọng. Tiểu sói con 30 năm tới ngươi cấp cưỡng chế trụ không ăn qua âm sát khí, thân thể đã tới rồi cực hạn, Tần Nhược cảm thán một câu, lại nói, kia về luyện chế cái kia thời không chi kính mặt khác tài liệu, ngươi còn biết cái gì? Bạch Lan Vương nói, kia chuyên ngư xác định ta đã vào tử cục, cho nên căn bản không có phòng bị ta, nó nói cho ta tài liệu tổng cộng 7 dạng, đã gom đủ tam dạng, còn dư lại 4 dạng, trong đó ngươi lấy ra tới cái kia gương đồng, chính là tìm đệ tứ dạng đồ vật mấu chốt. Giống nhau là thận quy chi xác, giống nhau là nữ hoa chi thạch, còn có giống nhau là tham lang chi tâm để tứ dạng trước mắt xem ra là cực âm chi mệnh chính là bắt được cái này gương đồng người tần nhược đem gương đồng lấy ra tới tổng cảm thấy không phải như vậy nữ hoa thạch cũng hảo tham lang cùng thận quy cũng thế đều là xuất từ thượng của thời kỳ chính là cực âm chi mệnh nữ tử cảm giác này không phải cùng cái cấp bậc bạch lang vương cũng gật gật đầu ta cũng có loại cảm giác này ta đã từng ý đồ lời nói khách sáo hỏi qua mặt khác tam dạng tài liệu, nhưng là chuyên ngư cũng không có nói cho ta. Chỉ hy vọng kia chuyên ngư vĩnh viễn cũng tập không đồng đều tài liệu, Bạch Lan Vương nói, nói vậy nhà ta tiểu tể tử có thể an toàn trưởng thành. Chuyên ngư cùng mỏ diều hâu đều đã chết, bọn họ sau lưng còn có tội khôi đầu sỏ, Tần Nhược đơn giản nói lần này đi sa mạc tìm được mỏ diều hâu chuyện sau đó, lại nói, bọn họ yêu cầu đại lượng uổng mạng hồn phách, theo ta trước mắt xác định bọn họ đã giết ba nghìn nhiều người truy ngư đã chết bạch lan vương trong mắt vui vẻ theo tần nhược nói nó trong mắt vui mừng dần dần mất đi tuy rằng truy ngư đã chết nhưng sau lưng lợi hại hơn người còn ở chúng nó lan tộc trên cổ gông xiềng để ở nó gia tiểu tể tử ngực thượng đao nhọn lại không có dời đi mảy may tần nhược nói nếu chúng ta đã từng người giao ra ác chủ bài ta đây cứ việc nói thẳng trừ bỏ đem sau lưng kia đầu sỏ gây tội lộng chết, nếu không chúng ta liền tính tồn tại cũng quá không an ổn, cho nên, hiện giờ chúng ta ở vào cùng một trận chiến tuyến thượng, nếu gặp nạn yêu cầu các ngươi ra tay, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Bạch Lan Vương gật đầu nói, đây là hẳn là, ta lan tộc trên dưới, bao gồm ta, toàn bộ nghe ngươi điều khiển chỉ huy. Hảo, chỉ cần ta tồn tại, ta nhất định giữ được tiểu sói con mệnh, tần nhược cũng làm ra bảo đảm ta đây liền đem nó phó thác cho ngươi, Bạch Lan Vương nhớ tới chính mình kia bướng bỉnh tiểu nhi tử, trong mắt từ ái chợt lóe mà qua. Ta lần này tới còn có chuyện, yêu cầu các ngươi này khẩu linh tuyền thủy giúp ta dưỡng một dưỡng mấy cái quỷ hồn. Tần Nhược nói tự nhiên là hồ niệm ân chờ 29 cái liệt sĩ hồn phách, bọn họ bị hàng băng đông lạnh đến lâu lắm, chẳng sợ thận quy cái kia võ trai có âm khí tẩm bổ, cũng khôi phục thực thông thả, căn bản không chịu nổi đi cho bọn hắn từng người người nhà báo mộng. Thận quy hồ nước an bài ở nơi nào Tần Nhược còn không có tưởng hảo, hiện giờ chỉ có thể trước tới lan tộc lấy một chút mang theo linh khí thủy tới giải lửa xém lông mày. Bạch Lan Vương một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo, không thành vấn đề, ngươi có thể đem bọn họ an trí ở chỗ này. Đã đến giờ ta phái ta đại nhi tử cho ngươi đưa qua đi Không cần như vậy phiền toái Ta múc một chút thủy là được Tần Nhược nói. Nàng nói xong, lấy ra kia thận quy cấp vỏ trai, mở ra không lưng mút nhìn chỉ có một ngụm thủy lượng, sau đó khép lại vỏ trai. Này 29 cái liệt sĩ kiếp sau tất nhiên là số tuổi thọ vô ưu phú quý mệnh, cho nên nàng chẳng sợ lấy ra công đức tiền tới khởi tác dụng cùng này một ngụm linh tuyền thủy linh khí cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy quá sốt ruột trở về không có suy xét đến này đó, bằng không, sớm tại sa mạc thận quy kia ao hồ liền hoàn thành chuyện này bất quá cũng may cũng không chậm, chỉ là muốn cho kia 29 vị liệt sĩ nhiều chờ đợi 3 ngày. Tần Nhược đem vỏ trai cất vào trong túi, đối Bạch Lan Vương nói, nếu chính sự xử lý xong rồi, ta đây liền đem tiểu sói con mang đi, có cái gì tin tức chúng ta kịp thời liên hệ. Hảo, Bạch Lan Vương triều nhà mình huyệt động thấp hào một tiếng, còn không có hai phút đâu tiểu sói con đã bị mẫu lan ngậm ra tới. Nó đi đến Bạch Lan Vương bên người, buông ra miệng buông ra nhà mình tiểu tể tử, sau đó tiểu sói con cũng không quay đầu lại nhảy vào tầng nhược trong lòng ngực, bị ôm lấy lúc sau, nó mới quay đầu triều cha mẹ vẫy vẫy trảo. Chúng ta đây liền đi rồi, tầng nhược phất phất tay, ôm tiểu sói con ra sơn cốc. Ngồi ở năm quỷ nâng kiệu thượng, tầng nhược điểm tiểu bạch lan cái tráng, ngươi nói ngươi đều 30 tuổi, so với ta tuổi còn đại, còn muốn ta ôm, ngươi đều không cảm thấy mất mặt sao. Tiểu sói con mông vừa chuyển đối với nàng, sau đó thập phần không biết xấu hổ ăn vạ nàng trong lòng ngực không ra đi. Tần nhược lại ôm sờ sờ nó, như vậy một cái tiểu khả ái, rốt cuộc cái nào tán tận thiên lương đồ vật có thể bỏ được đào nó tâm. Tưởng tượng đến kia đời nhà hán mộ rậm rạp cương thi, tần nhược liền hận không thể chạy nhanh phá cái này cục. Trở lại quân doanh, cửa trên đất trống quân tẩu nhóm đang ở một lần nữa gieo hạt tử tần nhược vẽ cái tụ linh trận đem này một khối to mà bao phủ ở tụ linh trận nàng làm này hết thảy thời điểm không có gạt các nàng quân tẩu nhóm cũng đã sớm đoán được nàng không phải người bình thường sôi nổi bội phục nhìn tần nhược làm này hết thảy tần nhược đem tụ linh trận chuẩn bị cho tốt lúc sau lại vụng về cùng quân tẩu nhóm cùng nhau rải trồng rau mặt trời chiều ngã về tây thời điểm cùng nhau kết thúc công việc hồi doanh trở lại quân doanh tần nhược mới biết được hạ quân kiếm cùng triệu chính ủy từng người mang theo năm cái ban đi giả ngoại đối kháng huấn luyện đi, trong khi một tháng. Tần Nhược trở lại trong viện, chỉ thấy trong viện xuất hiện một cái không lớn ao nhỏ, thận quy chính lười biến ở hồ nước bơi lội đâu, chỉ cần có cái này hồ nước ở, thận quy tổng hội đem nơi này cùng nước ngầm liền ở bên nhau, liền không cần nàng lo lắng nước chảy lưu động vấn đề. Nàng nhìn này hồ nước, khẽ cười, nàng do dự không biết như thế nào cho phải sự, có người thấy nàng đã làm tốt. Vào cửa, Tần Nhược nhìn đến hạ quân kiếm ở trên bàn để lại tin. Nhược nhược, ta đi ra ngoài huấn luyện đi, ít nhất một tháng mới có thể trở về, quân doanh lưu trữ thủ vệ người đâu, thực an toàn, còn có, người có bất luận cái gì quyết định nếu không phải tấp tốc, thỉnh nhất định chờ ta trở lại, đi được vội vàng chỉ có thể tin thượng cùng ngươi ngắn mũi cáo biệt, chờ ta trở lại. Tần Nhược đem tin chiếc hảo, bỏ vào trong ngăn kéo, tính toán đi thực đường cơm nước xong. Đi tới cửa, nàng lại chiếc thân trở về, mạnh an nhiên sự nếu không giải quyết nàng trong lòng không an bình. Tần nhược đang ở lục tung tìm cùng mạnh an nhiên có quan hệ đồ vật, lại nghe ngao nhân nói, hắn đi thời điểm nói, làm chúng ta nhắc nhở ngươi mặc kệ nhiều vội mặc kệ sự tình nhiều quan trọng, ngươi muốn đúng hạn đi thực đường ăn cơm. Thận quy cũng bò tiếng vào, nói, ta biết ngươi tưởng tính cái kia ngươi gặp qua có thể là cực âm chi mệnh nữ nhân, nhưng là ngươi sốt ruột này trong chốc lát giải quyết không được vấn đề, ngươi đi trước ăn cơm, trở về ta giúp ngươi. Nữ hoa thạch đã bị thận quy dùng phao phao bao vây lại bị tần nhược thu hồi tới, sẽ không khiến cho đại nhiễu loạn. Các ngươi như thế nào như vậy nghe lời hắn. Tần nhược ôm tiểu sói con nhướng mày xem ngao nhân cùng thận quy. Còn không phải bởi vì hắn là người nam nhân, ngao nhân thiếu thiếu nói một câu, lại khoe khoang nói, bất quá hắn đáp ứng ta, trở về cho ta cá nướng. Ta đây liền đi ăn cơm, Tần Nhược đem tiểu tham lan ném cho thận quy, này mau hài tử hai người mang đi trong núi cấp đánh cái con thỏ đi, ta đi ăn cơm. Chương 72 Chương 72 Có hai vị này mang qua, Tần Nhược an tâm đi thực đường, hôm nay thực đường đều là quân tẩu. Nhưng bếp thượng cũng không có bởi vì các chiến sĩ không ở mà hạ thấp thức ăn. Ăn cơm thời điểm, là tuyết Nga tìm được rồi nàng, Tiểu Tần, ta tính toán ở chúng ta quân doanh làm cái đơn giản biết chữ ban, cấp không biết chữ tẩu tử nhóm giáo một ít đơn giản biết chữ cùng tính toán, ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là La Tuyết Nga thông qua chấp hành tầng nhược cái kia giáo địa phương cư dân biết chữ nói tiếng Hán kế hoạch khi phát hiện vấn đề, nàng một người khẳng định làm không được chuyện này, kết quả sàng chọn quân tẩu thời điểm nàng phát hiện, hảo chút đều là không niệm quá thư liền chính mình tên đều sẽ không viết giáo hội người khác phía trước tổng trước đến giáo hội người một nhà vì thế la tuyết nga có cái này ý tưởng tần nhược vui vẻ tán thành thực hảo a đại gia một bên trồng rau một bên học tập đã lao động lại phong phú chính mình hai bên mặt đều không chậm trễ thực hảo mua sắm giáo tài cùng giấy bút linh tinh phí dụng tính ta một phần nhi la tuyết nga thấy nàng vui vẻ đồng ý cũng là thập phần cao hứng kia hảo ta kêu gọi lực không bằng tiểu tần ngươi chuyện này còn muốn ngươi cấp chúng ta dắt cái đầu. Đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, vậy hiện tại. Tần Nhược thấy La Tuyết Nga gật đầu, đứng lên vỗ vỗ tay, tới 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 các vị nữ các đồng chí, lại đây nơi này, ta có cái ý tưởng muốn cùng đại gia nói. Mọi người cũng đều mới vừa cơm nước xong còn chưa đi, nghe thấy nàng lời nói sôi nổi súng lại lại đây. Tần Nhược cũng không ôm công lao, trực tiếp kéo qua tới La Tuyết Nga đứng ở chính mình bên người, nói, là tẩu tử đề nghị ở chúng ta gia đình quân nhân viện nhi làm cái biết chữ ban, giáo đại gia biết chữ tính toán, đại gia cảm thấy như thế nào? Im nguyện ý học. Đường nhị ni cái thứ nhất nhất tay, khi còn nhỏ niệm thư, im đệ đệ đi niệm thư im ở phóng ngưu, im khi đó theo im nam nhân, một năm thấy không thượng một mặt, im tưởng cho hắn viết thư, chính là im chỉ biết viết một hai ba, bốn đều họa không đến hạn đi lên đường nhị ni nói chọc tới rồi rất nhiều quân tẩu trong lòng trừ bỏ số rất ít giống la tuyết nga như vậy niệm quá thư phần lớn đều là nông thôn nữ hài tử căn bản mỗi năm quá nhiều ít thư các nàng sôi nổi gật đầu ta cũng có thể giáo đại gia ta niệm quá cao trung ta còn sẽ nói tiếng nga lại một cái quân tẩu nói đòi tiền không một cái quân tẩu do dự đã lâu vẫn là nói ra chính mình lo lắng ta công công thân thể không tốt ta có thể tới tùy quân là ta bà bà khoan hồng độ lượng, ta không thể quá tiêu tiền. Tần Nhược nhìn về phía La Tuyết Nga cùng vừa mới nói chính mình cũng có thể giáo cái kia quân tẩu, hai người đồng thời lắc đầu, mọi người đều là tỉ muội chúng ta rất vui lòng giáo, quà nhập học một phân không thu. Nàng lúc này mới đối họ an quân tẩu nói, các lão sư không thu vất vả phí, đại gia chi ra cũng chỉ có mua giấy bút tiền, giống tiểu an như vậy có khó khăn có thể cùng ta nói, giấy bút ta tới cung cấp, đại gia trồng trọt vất vả, ta cái này sẽ không trồng trọt liền giúp đại gia làm điểm ta có thể làm sự. Kia, kia chỉ mua giấy bút ta chính mình liền có thể đào, cảm ơn tần tẩu tử, cảm ơn la tẩu tử cùng đại gia. Họ an quân tẩu vui mừng hận không thể không lưng, nàng muốn học viết chữ, nàng sờ sờ chính mình bụng, về sau có qua nàng cũng có thể qua qua giáo viết chữ. Tiểu An đây là song hỷ lâm môn, tần nhược cười xem nàng thật vậy chăng? Ta, ta cảm giác ta là có oa, chính là ta trên người tới không chuẩn, tiểu an vuốt bụng kinh hỉ nói. Tần nhược cực gật đầu, xem ngươi tướng mạo hoài chính là song thai. Chúng quân tẩu hoang hô, làm lao động đội trưởng trịnh song hoa nói, này vẫn là chúng ta tùy quân tẩu tử nhóm đầu một cái oa, tiểu an ngươi về sau cũng đừng xuống đất, mọi người đều giống nhau, ai có oa liền làm chút thoải mái sống, đại gia đồng ý sao? Hảo thật sự, đồng ý. Mọi người cùng nhau hoan hô. Thực đường đại sư phó bưng hai đĩa đậu phộng ra tới đặt ở trên bàn, nói, nghe các ngươi muốn biết chữ, hảo thật sự, chờ trong đất đồ ăn ra tới, ta mỗi ngày cho các ngươi khai đốn tiểu táo. Ở cái này theo đuổi ấm no niên đại, một đống tiểu táo tổng có thể làm người thập phần vui vẻ. Cứ như vậy, gia đình quân nhân đại viện biết chữ ban oanh oanh liệt liệt nhập học mỗi ngày ăn xong cơm chiều ở thực đường học tập một giờ tri thức, lão sư đoàn đội chủ yếu từ La Tuyết Nga tới phụ trách sàng chọn an bài, giáo người nhiệt tình 10 phần, học người nhiệt tình tăng vọt. Hạ quân kiếm cùng triệu ái quốc dẫn người đi ra ngoài giả ngoại đối kháng một tháng, thực mau liền như vậy đi qua. Tháng năm mặt một ngày, ban đêm, thận quy ghé vào hồ nước ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời tinh tú, đối tần nhược nói, ta hôm nay có thể bày ra ảo cảnh, làm ngươi nhìn xem mạnh an nhiên cùng chuyện này liên hệ. Lần trước Tần Nhược bị thận quy cùng ngao nhân khuyên lại lúc sau, trở về rốt cuộc lo lắng, liền cấp Tiều Văn Cường viết một phong thơ, thác Tiều Văn Cường đi ra một chút mạnh an nhiên rơi xuống, Tiểu gia địa chỉ nàng không biết, nhưng là lương hoang ở quân khu bệnh viện nàng là biết đến. Từ mạnh an nhiên trong tay được đến đồ vật, trừ bỏ cái này đồng thau kính cùng ngọc bội, lại liền mấy cái đồng tiền, trong đó một quả nàng luyện tới rồi ngủ đế tiền tích tà kiếm, mà này mấy thứ đồ vật bị luyện hóa sử dụng qua sau hiện giờ đều đã không có mạnh an nhiên hơi thở, còn lại nàng cũng không mang. Chính là trong nhà không ai đánh đến khai nàng cái rương, liền sản viết thư thác vô ước mai cho nàng mang tới Bắc Cương cũng làm không đến. Tiểu văn cường tinh còn không có tới, thận quy lần đó đáp ứng giúp nàng, kết quả vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời cơ, bởi vì khoảng cách quá xa mạnh an nhiên không ở nơi này, cho nên liền tính thận quy muốn bày ra hoàn cảnh cũng đến xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần nhược đóng lại viện môn, đêm nay thời tiết nhìn thập phần sáng sủa, màn đêm hạ, điểm điểm tinh quang cùng với Nguyệt Huy chiếu vào hồ nước, thận quy phun ra một cái phao phao, lây dính tinh quang cùng Nguyệt Huy phao phao dần dần kéo đại biến mỏng, cuối cùng biến thành một mặt cùng loại thủy mặt giống nhau đồ vật. Chung quanh tối sầm lại, tần nhược tiến vào ảo cảnh nàng nghe thấy một cái uy nghiêm lạnh băng thanh âm nói, Lý Ngọc Nô, số tuổi thọ 20 có nhị, sinh thời bá tánh khuyên một quốc gia chi lực cung cấp nuôi dưỡng với ngươi, ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, tiêu xài mồ hôi nước mắt nhân dân xa xỉ cực độ, dương thọ chưa hết đột tử, nhưng ngươi chi tử lưng đeo 300 nhân tính mệnh. Hiện trường ngươi thập thế lan bạc kỳ hồ lấy thường nhân quả. Ngay sau đó, tần nhược trước mắt hình ảnh nhanh chóng xoay tròn, Lý Ngọc Nô chuyển thế mỗi một đời, khai cục đều sẽ có viên mãn gia đình, tới rồi thích hôn tuổi đều sẽ gặp gỡ một cái cũng không tệ lắm trượng phu, kết hôn chính là nàng vận rủi bắt đầu, nàng sẽ nhanh chóng chết đi trượng phu, mất đi cha mẹ. Hoặc là nàng chính mình hoặc là nàng mang theo nàng hài tử, lan bạc kỳ hồ tao tẩn cực khổ. Mỗi một đời nàng đều là ngao làm tâm huyết hoặc là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà chết, cho tới bây giờ mạnh an nhiên, vừa lúc là đệ thập thế. Hình ảnh lại chợt lóe, Tần Nhược nhìn đến Mạnh An Nhiên ra Tân Nam Kiều ngõ nhỏ, sau đó thẳng đến bệnh viện, một bên khóc một bên cười cấp nữ nhi sơ tóc, cuối cùng, cùng mẫu thân của nàng cùng với nàng 6 tuổi nữ nhi cùng nhau xuất viện trở về nhà qua một cái náo nhiệt tân niên. Hình ảnh cuối cùng là Mạnh An Nhiên còn mượn tiền mang theo nữ nhi cùng mẫu thân trở về phương Nam một cái ven biển tiểu thành. Len Ken, một tiếng đại môn đẩy ra thiết xuyên đánh tới cửa gỗ thượng thanh âm truyền đến, đem lâm vào ảo cảnh tần nhược bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến hạ quân kiếm đạp chiều hôm đi tới, phi tinh đái nguyệt một thân phong trần. Tần nhược ngẩn ra, tiến ra đón, ngươi đã trở lại. Còn chưa đi đến hạ quân kiếm trước mặt, nàng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi nhi, ngươi bị thương. Hạ quân kiếm ôm lấy nàng, lúc này mới cảm giác chính mình rốt cuộc bò ra địa ngục sống lại đây. Không có. Hạ quân kiếm nặng nề thanh âm từ tần nhược đầu vai truyền đến, không có bị thương tần nhược tùy ý hắn ôm vỗ về hắn rộng lớn bối kia như thế nào có một cổ mùi máu tươi nhi luyện cái binh ngươi đi lão triệu cũng đi quân doanh tọa trấn đều không có ngươi cho ta là tiểu sói con hống đâu huyết đều là địch nhân chúng ta lần đầu luyện binh chính là chiến trường hiện giờ đã đã trở lại hạ quân kiếm cũng không có dấu diếm nữa chúng ta là đi biên cảnh làm đánh bất ngờ bộ đội đi đánh giặc may mắn không một thương vong như thế nào đóng lại viện môn đen như mực một mảnh. Chẳng sợ biết trong nhà giữ nhà phỏng chừng có thể trực tiếp xử lý một cái sư nhưng ta còn là theo bản năng lo lắng. Hạ quân kiếm ôm hồi lâu mới đem người buông ra, đôi tay phủng tầng nhược mặt, tinh tế nhìn quá nàng mặt mày, mạnh khỏe mỹ lệ không có u sầu, hắn rốt cuộc yên tâm. Nói tốt một tháng, đi rồi một tháng linh 12 thiên, ngày mai đều tháng 6 mùng 1. Tần nhược nhẹ nhàng chọc hạ hắn ngực, rõ ràng ở chất vấn lại thực tế ở kể ra tưởng niệm. Mịt mờ hàm xúc biểu đạt xong chính mình tưởng niệm, Tần Nhược lúc này mới nói chính sự, thận quy vừa rồi cùng ta nhìn ảo cảnh, ta lúc này mới minh bạch, mạnh an nhiên vì cái gì sẽ có cái kia gương, bởi vì nàng là cùng xương công chúa chuyển thế. Cho nên cùng xương công chúa làm cực âm chi mệnh không có hoàn thành mượn mệnh hoặc là nói kích khởi oán khí tà trận liền muốn cho mạnh an nhiên tới hoàn thành kết quả mạnh an nhiên là diêm vương khâm điểm thập thế đau khổ mệnh ít nhất mạnh an nhiên này một đời tuyệt đối sẽ không trở thành cái kia tà trận tế phẩm ta cũng ở biên cảnh phát hiện một sự kiện hạ quân kiếm dắt tần nhược tay một bên hướng trong phòng đi một lần nói trên chiến trường không có một tia quỷ khí cái gì tần nhược đột nhiên dừng lại bước chân ngươi xác định sao đúng vậy hạ quân kiếm gật gật đầu từ các vàng cổ mộ lúc sau ngươi đem ta cứu trở về tới ta liền thấy được quỷ bảy năm trước ta chiến hữu có chút chôn ở nơi đó không có trở về ta lần này đi ngang qua đi nhìn thoáng qua đi ngang qua thời trước chiến trường không có một tia quỷ khí mà ở tân trên chiến trường tuy rằng chiến tranh quy mô không lớn nhưng lửa đạn thanh cũng là thương vong vô số chính là ta không có nhìn đến một tia quỷ khí tần nhược buông ra hắn tay đi nhanh hướng trong phòng đi đến mở ra chính mình cái trương tìm được rồi kia cái vật di lạc ngọc bội, mạnh an nhiên nói, đây là nàng vong phu di vật, nàng là liệt sĩ người nhà, trượng phu của nàng, là chết ở Hoa Nga biên cảnh thượng. Năm đó Hoa Nga biên cảnh chiến sau khi chấm dứt, mạnh an nhiên trượng phu chiến hữu mới đưa tới di vật, hạ quân kiếm nói, cũ trên chiến trường không có một tia quỷ khí, bởi vì chết vào lửa đạn trung chiến sĩ đều không phải sống thọ và chết tại nhà đều tính đột tử, bọn họ quỷ hồn, đều bị này cái ngọc bội, truyền đi cực luyện chi trong biển. Cho nên, mỏ diều hâu mới không có đuổi theo mạnh an nhiên cái này cùng xương công chúa chuyển thế không bỏ, một là Phật Di Lạc Phật Điêu Ngọc Bài ở trên chiến trường hấp thu cũng đủ nhiều sinh hồn, nhị là mạnh an nhiên cực âm chi mệnh không phải bọn họ muốn luyện khí tài liệu. Nguyên lai like là nàng không lý giải thấu thận quy nói muốn cho Phật tổ kim thân lây dính thế gian nhân quả cách nói, nếu bình thường chúng sinh Phật tổ pho tượng lại thành thu thập vô số sinh hồn cung kia sau lưng nhân tu luyện tà vật, đương Phật lực lây dính thế gian ngàn vạn nhân quả, đây mới là phá hủy nhân thế gian đối Phật tổ tính ngưỡng. Nhược nhược, làm sao vậy? Hạ quân kiếm đuổi theo. Trên chiến trường chết người, đều không có kiếp sau, Tần Nhược nhìn hắn, thấp giọng nói, bị này cái ngọc bội đưa đi cực luyện chi trong biển, bị sau lưng người nọ luyện hồn làm khôi phục lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng. Chương 73 Chương 73 Nhớ tới đồng thao kính cùng châm đèn của Phật Phật Điêu Ngọc bài dung hợp khi xuất hiện hình ảnh, tầng nhược sau lưng lạnh cả người trong lòng phát lạnh, có lẽ, khi hình ảnh là sau lưng người nọ cố ý làm nàng nhìn đến, đây là đối nàng khiêu khích. Thấy nàng sắc mặt trở nên rất khó xem, hạ quân kiếm lo lắng nói, nhược nhược ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Nói, hắn ông chặt lấy nàng, đừng sợ, ta ở đâu, vô luận như thế nào ta đều sẽ bồi ngươi. Hạ quân kiếm ta tần nhược đem chính mình lai lịch cơ hồ đẩy đến bên miệng rồi lại nói không được nữa kia đồng thao kính hình ảnh là sau lưng người cố ý làm ta thấy bởi vì bọn họ ở trên chiến trường đã thu lấy đại lượng sinh hồn cho nên hồ niệm ân đám người hồn phách cùng người nọ mà nói có thể có có thể không cho nên kỳ thật là sau lưng người cố ý đối ta khiêu khích nhược nhược ngươi trước đừng khẩn trương hạ quân kiếm nhẹ nhàng vỗ về nàng bối ngươi biết đến thời không chi kính nhất định sẽ không luyện thành Ngươi có thể thay đổi ta hẳn phải chết kết cục, ngươi nhất định có thể bình yên vô sự." Tần Nhược ở hạ quân kiếm trấn an hạ chậm rãi bình tĩnh lại, nàng triều hạ quân kiếm cười, "Ta không có việc gì, nó có thể khiêu khích, ta liền sẽ không sao." Ngay sau đó nắm hạ quân kiếm đi vào phòng ngủ, đem hắn ấn ở trên giường, ngươi ngồi xuống chậm rãi, sau đó đi rửa mặt ăn cơm, trở về ta cho ngươi xem cái hảo ngoạn." Hạ quân kiếm thấy nàng cảm xúc khôi phục lại, lúc này mới lượt buông tâm bưng lên rửa mặt chậu ra cửa vừa ra đến trước cửa đối tần nhược nói ta đi tắm rửa một cái thực mau trở về tới hảo đi thôi cơm nước xong lại trở về ta chờ ngươi tần nhược mỉm cười đem người đưa ra môn chờ hạ quân kiếm bóng dáng nhìn không thấy nàng sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới tần nhược trở lại trong phòng ngủ cầm lấy vừa rồi đặt lên bàn phật di lặc phật điêu ngọc bài cùng kia mở ra trận pháp đồng thao kính xoay người ra tới ném vào thận quy nơi trong ao cho ta xem trọng nó đem này phương sân cho ta bảo vệ tốt làm xong này hết thảy nàng chạy tới tiểu bạch lan mở ra viện môn ném đi ra ngoài đi tìm hạ quân kiếm cho ta đem người bảo vệ tốt hơn nữa bám trụ một giờ trong vòng đừng trở về cuối cùng tần nhược thả ra ngao nhân làm nơi này người ở nhà đều lâm vào ngủ say ngao nhân lo lắng nhìn nàng một cái tần nhược trong lòng ấm áp ta không có việc gì ngươi giúp giúp ta. Ân, bọn họ ngày mai buổi sáng 6 giờ sẽ tỉnh lại, này một đêm đều là mộng đẹp. Ngao nhân gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy ra tường viện. Thận quy căn bản không dám lắm miệng, phun ra một cái màu lam phao phao đem kia gương cùng Phật điêu ngọc bài bao vây lên, sau đó lại là một cái đại phao phao dần dần loãng, bành trướng, lên không, cuối cùng, đêm này phương sân đều bao phủ ở trong đó. Tần nhược thấy hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, vào nhà cầm lấy ngũ đế tiền tích tà kiếm, ra tới khi đi ngang qua phòng khách, liễu như Ngọc nói, đại sư, có nô gia có thể hỗ trợ sao? Liễu như Ngọc cũng cảm giác được tầng nhược trên người sát khí cùng căng chặt, nàng không dám vui đùa ầm ĩ, đoan chính thái độ ngay cả ngữ khí đều là nghiêm trang. Không có người có thể hỗ trợ, thành thật đợi. Tần nhược đầu cũng không quay lại, đầu ngón tay một sợi phong ấn phù đạn qua đi, cấp trên tường thải liên đồ bịt kín một tầng bảo hộ màng, cũng đồng thời che chắn liễu như ngọc cảm giác đi đến trong viện tần nhược tay trái vỗ bên phải tay cánh tay thượng chậm rãi hướng ra triều một phen huyết quan tận trời đại đao xuất hiện ở trên mặt đất hoặc là đem thời không chi kính cùng sau lưng sự thành thành thật thật nói cho ta hoặc là tần nhược ngữ khí một đốn trong bát sát khí đốn hiện chiến đi nàng quá mức mềm lòng làm này đó thượng cổ tự cho mình rất cao tàn hồn một đám đều cùng chơi hầu dường như nhìn nàng giống như vây thú nếu nàng sống không tốt khi đều đừng nghĩ hảo quá ta thừa nhận ta lúc trước ta không muốn nghe ngươi tâm lộ lịch trình ta chỉ muốn biết chuyện này là chuyện như thế nào hoặc là nói hoặc là chiến đừng vô nghĩa mắt thấy đau đều đặt tại nàng trên cổ một đám dựa vào nàng tị nạn lại che che giấu giấu không nói lời nói thật nàng tần nhược có tài đức gì nha thú đầu chính hoàng đao đứng ở trên mặt đất, đao hồn nhai tí thở dài, ngươi trước đừng bực, ngươi nghe ta nói. Luyện chế thời không chi kính yêu cầu bảy loại thiên địa linh vật, thứ nhất vì nữ hoa chi thạch, thứ hai, chân long chi hồn, thứ ba, côn bằng máu, thứ tư, tham lang chi thất khiếu tâm, thứ năm, thận quy chi long văn sát, này sáu, kỳ lân chi hộ tâm lân, cuối cùng giống nhau, phượng hoàng trên cổ niết bàn cốt. Nghe nhai tí nói xong, tần nhược nói, kia cực âm chi mệnh là cái gì? Thượng cổ thiên địa đại kiếp nạn, chư thần ngã xuống, chỉ có phượng hoàng nhất tộc khả năng sẽ có tộc nhân chạy ra sinh thiên, bởi vì bọn họ niết bàn sau có thể dục hỏa trùng sinh, thận quy là thiên địa dị số, theo lý mà nói, liền tính nó năm đó là cái trứng, cũng không có khả năng ở thiên địa đại kiếp nạn nghiệp hỏa lôi kiếp tồn tại. Bọn họ tìm không thấy phượng hoàng tung tích, cho nên, tựa như dùng linh tuyền kích phát bạch lan vương huyết mạch giống nhau, bọn họ ở nhân gian vương triều, tìm kiếm hoàng thất cực âm chi mệnh công chúa, giúp này đó bọn họ cho rằng phượng mệnh thiên chi kiêu nữ, trong đó một cái mục đích ngươi đã đoán được, chính là sinh hồn. Còn có một cái mục đích, chính là luyện chế phượng hoàng cốt, đáng tiếc các nàng đều không phải phượng hoàng chuyển thế. kỳ ý tứ là ta có phượng hoàng cốt. Liền mạnh an nhiên cái này cùng xương công chúa chuyển thế cực âm chi mệnh đều buông tha, đó chính là nói, nàng tần nhược mới là chính xác đáp án, hoặc là nói luyện khí chính xác tài liệu Phượng Hoàng cốt. Tần Nhược chỉ cảm thấy hoang đường, nàng xác thật là ông trời thưởng cơm ăn huyền học mầm, chính là hiện tại có người cùng nàng nói nàng là Phượng Hoàng chuyển thế. Má ơi, này. Này mẹ nó căn bản chính là bậy bạ. Cực âm chi mệnh, bốn trụ thuần âm, chính là ngươi ngũ hành lại thuộc chí cương chí dương chi bính hỏa, như vậy mệnh cách là không có khả năng sinh ra tới liền tính may mắn sinh ra cũng không có khả năng sống quá ba ngày, bởi vì phượng hoàng hỏa, chính là chí cương chí dương, khắc thiên hạ hết thảy tà vật. Cùng bốn trụ thuần âm mệnh cách căn bản không có khả năng tương dung, trừ bỏ phượng hoàng, không còn khả năng, cho nên ngươi, mới là chân chính có phượng hoàng niết bàn cốt nữ tử. Nhai tí nói tiếp, ta tại đây thú đầu chính hoàng đao thượng khôi phục thần trí ta sẽ biết, có người nhớ thương ta này một sợi tàn hồn, bởi vì ta chủ sát, đối sát ý phá lệ mẫn cảm, nếu ngã vào thiên địa đại kiếp nạn, khi đảo cũng thế, rốt cuộc thế thù khi dị, thượng cổ chư thần cùng các loại hung thần yêu thú nô dịch nhân tộc. Đối sơn xuyên đại trạch tùy ý thảo phạt, hủy diệt là tất nhiên, chính là nếu nhân loại tín ngưỡng làm ta để lại này một sợi tàn hồn, ta như thế nào cam tâm bị người nhiếp đi luyện khí ủng mạng, vì thế ta trảm tiểu nhân sát gian nịnh lấy tận trời huyết sát chi khí cùng với thẳng cương chính khí bảo vệ ta này một sợi chân long chi hồn. Phượng Hoàng nhất tộc, mỗi một vạn năm mới ra một con thân cụ âm dương hai loại thuộc tính Phượng Hoàng, thế nhân đều là Phượng Hoàng Niết Bàn có thể dục hỏa trùng sinh, kỳ thật chỉ có thân cụ âm dương song hỏa vạn năm linh Phượng mới sinh có Niết Bàn cốt, ta long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc nhiều thế hệ giao hảo. Người lúc sinh ra chúng ta huynh đệ chính người chỉ có ta cùng ta đại ca sinh ra, Chúng ta từng tùy phụ thân đi qua Phượng Hoàng tộc chúc mừng, lúc ấy ngươi tuy rằng là cái trứng, nhưng là mấy vạn năm tới cùng hiện giờ hơi thở không khác nhiều. Cho nên gặp được ngươi chi sơ, ta liền biết ngươi là Phượng Hoàng chuyển thế, ta cũng đoán trước tới rồi về sau sẽ có như vậy một ngày. Nhai tí nói cười khẽ hạ, ta vốn định chờ ngươi khôi phục thượng cổ ký ức đi thêm tương nhận, chính là không nghĩ tới ngươi so với ta đoán trước còn muốn nhạy bén. Đình Chỉ nhận đồng hương trước đó định một chút tần nhược trên mặt sát khí hiện giờ cũng duy trì không được nhưng vẫn là đến nói chính sự ngươi ý tứ ta là kia cái gọi là vạn năm mới ra một cái linh phượng ta sinh ra liền có niết bàn cốt cho nên ta ở thiên địa đại kiếp nạn có thể tồn tại nhai tý nói đúng vậy liền tính ta là luyện khí phải dùng phượng hoàng cốt chính là côn bằng huyết cùng kỳ lân hộ tâm lân ở nơi nào tần nhược không đợi hắn trả lời tiếp tục nói dựa theo các ngươi cách nói, mặc kệ là thần thú vẫn là hung thú, hiện giờ có thể khôi phục thần hồn đều là nhân loại tín ngưỡng đánh thức, cho nên không có thật thể. Ngươi bởi vì thú đầu chính hoàng đao thượng nuốt khẩu nhai tí giống mà thức tỉnh, ngao nhân bởi vì trần A kiều huyết tế mà thức tỉnh. Cho nên trừ bỏ ta cùng thiên địa dị số thận quy là đều không có thật thể đúng không, liền tính là tiểu sói con, tuy rằng huyết thống thuần khiết lại chỉ là dựa một tia kéo dài xuống dưới huyết mạch mạnh mẽ tinh luyện, một khi đã như vậy, khi công bằng theo lý cũng là không tồn tại đi. còn có kỳ lân, nếu không có thực thể, từ đâu ra huyết cùng hộ tâm lân? nếu ta cái này giả thiết thành lập như vậy, hoặc là sau lưng cái kia kẻ điên là ở hoàn thành một hồi không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hà tất như vậy sợ hãi? còn có một loại khả năng, liền tính cung bằng huyết cùng kỳ lân hộ tâm lân thu hoạch phương pháp cùng tham lan tâm giống nhau, là bị cường tâm tinh luyện huyết mạch do đó đạt được kể từ đó, có kỳ lân huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch động vật là loại nào. Liên tiếp ba cái chất vấn, làm nhai tí cười khẽ hạ, nói, côn bằng thế gian chỉ này một con, nó là không có sinh sản năng lực, liền tính nó thi thể hữu hóa, xương cốt ngàn vạn năm đều sẽ không hóa, cho nên bọn họ muốn côn bằng huyết là ở côn bằng hài cốt, kỳ lân hộ tâm lân là ở kỳ lân giáp ngực chỗ, đồng dạng tìm được hài cốt là được. Tần Nhược thần sắc lạnh lùng, nói Vậy ngươi ý tứ là, thời không chi kính khả năng luyện đến thành. Liền xuyên thư loại sự tình này ở trên người nàng đều đã xảy ra, nàng thập phần chắc chắn thời không chi kính sẽ không luyện thành cách nói, tự hồ cũng không như vậy ổn. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi thứ nhất, nếu nói thiên địa đại kiếp nạn là thiên đạo đối nhân loại thiên vị do đó dơ lên đại đao chém về phía thượng cổ chư thần, như vậy thời không chi kính chính là này một đường sinh cơ. Nhai Tý không có trực tiếp trả lời nàng có thể hay không luyện thành, hắn lời này ý tứ, là thời không chi kính khả năng sẽ luyện thành. Hảo, cuối cùng một vấn đề, cực luyện chi hải ở nơi nào? Tần Nhược nói. Nhai Tý cũng không có dư thừa úp úp mở mở, trực tiếp trả lời, cực luyện chi hải ở Bất Chu Sơn Hạ, hiện giờ. Không sai biệt lắm chính là các ngươi nhân loại côn luân núi non vùng. Còn ta đây muốn mượn ngươi sát khí, đại lượng sát khí, Tần Nhược nhìn kia đau, ta chỉ là cho ngươi chào hỏi một cái, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi định đoạt. Nhai tí bất đắc dĩ thở dài, chỉ để lại một câu ngươi định đoạt liền hóa thành một đạo hồng quang vào Tần Nhược cánh tay phải. Tần Nhược cũng không khách khí, đi đến trong viện ao nhỏ trước, đối thận quy nói, đem kia gương cùng ngọc bài cho ta đi. Thận quy nhanh chóng từ trong nước chui ra tới, cũng khởi một cái màu lam phao phao, hướng tới Tần Nhược phiêu qua đi, rơi xuống tầng nhược trong lòng bàn tay trong nháy mắt kia, màu lam phao phao tức khắc phá, sau đó lộ ra đồng thao kính cùng Phật Di Lặc Phật Điêu Ngọc Bài. Tần nhược nhìn trong lòng bàn tay đồng thao kính cùng Phật Điêu Ngọc Bài, tay trái từ cánh tay phải lôi kéo ra đại lượng sát khí, sau đó, cắt qua tay trái đầu ngón tay, dùng máu cùng sát khí cùng nhau nhanh chóng ở kia chạm Ngọc Phật Bài Thượng bắt đầu họa. Cực trúc huyết sắc phù văn ở Ngọc Phật Thượng tầng trùng điệp điệp bắt đầu hiện lên lan tràn cuối cùng, nàng thu hồi ngón tay trong nháy mắt kia, trên bầu trời trăng rắc một tiếng sấm sét rơi xuống, một đạo sáng ngời tia chớp bạn sấm sét cơ hồ muốn đem màu đen màn trời bổ ra một cái khẩu tử. Nếu đều nói nàng là cái gì phượng hoàng chuyển thế có cái gì niết bàn cốt, khi nàng liền thử xem, cái này thượng cổ cấm thuật tru ma quyết, có hay không như vậy đại tác dụng, nếu vị kia tưởng thành Phật, còn muốn khiêu khích nàng, khi nàng liền thử xem vị kia sâu cạn, rốt cuộc có đi mà không có lại quá thất lễ. Ti chớp huề bọc cuồng cuộn sấm sét, chiếu sáng này một phương trong viện tần nhược mặt, nàng sắc mặt bạch kinh người, cơ hồ đã không có huyết sắc, cuối cùng, nàng nhìn tay phải thượng tru ma quyết, chỉ kém cuối cùng một bước. Trăng rắc lại là một tiếng cuồn cuộn sấm sét, tần nhược cả người rung lên, một búng máu phun ở tay phải thượng, kể hết bị kia ngọc Phật hấp thu. Thượng cổ cấm thuật, thi triển ác gặp phản vệ. Tần nhược sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cơ hồ lung lay sắp đổ, nhưng nàng cường chống tay trái cầm lấy kia huyết sắc phím hồng quang ngọc Phật, các gao ấn ở tay phải tâm đồng thao kính thượng, nháy mắt, một đạo tận trời huyết quang hiện lên, nàng trong tay đã không có chạm ngọc Phật bài cùng đồng thao kính, đồng thời. Mưa to như trút nước mà xuống, tiếng sấm cuồn cuộn, ti chớp sáng quắc. Hạ quân kiếm đẩy cửa ra, chính nhìn đến tầng nhược khóe môi treo lên vết máu chậm rãi hướng trên mặt đất đảo đi hắn trong lòng một trận khủng hoảng dùng hết bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng quá màn mưa đem hắn tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực nhược nhược ngươi không phải nói cho ta xem trọng chơi sao hạ quân kiếm không có chút nào trì hoãn ông nàng vọt vào trong phòng đem người đặt ở trên giường hắn cầm thăng lông tấp tầng nhược lao đi trên mặt cùng trên tóc thủy kia mềm nhẹ động tác lộ ra một cổ thật cẩn thận nghĩ mà sợ. Ngay sau đó, tìm ra sim y cho nàng toàn bộ thay, trong ánh mắt chỉ có thương tiếc cùng lo lắng nghĩ mà sợ. Lại thay đổi ướt nhẹp khăn trải giường, hạ quân kiếm lúc này mới ra cửa phòng, hắn biết, nhược nhược chịu thương không phải bác sĩ có thể trị, vì thế cũng không có lãng phí thời gian. Viện môn khẩu, chậu cùng tẩy sim y rơi rụng đầy đất, tiểu sói con đang ở cắn chậu ven dùng ra ăn nải sức lực ở hướng trong viện túng, túng nửa ngày, rốt cuộc dịch mấy cm, nó dùng đầu cũng cánh cửa đóng cửa lại, tiếp tục cổ họng hự xích kéo chậu. Hạ quân kiếm bị nước mưa làm ướt xiêm y, hắn cũng không rảnh lo đổi, hắn không có nhìn đến ngao nhân, đi đến hồ nước biên, đối kia bình tĩnh hồ nước nói, nhược nhược nàng bị thương hôn mê bất tỉnh, ta chỉ là cái người thường, ta như thế nào mới có thể cứu nàng thận quy chậm rãi trồi lên mặt nước, phun ra hai cái phao phao, một cái phao phao trang một con màu xanh băng hoa sen, một cái phao phao là một cây nhân sâm, đã có hình người hình thức ban đầu nhân sâm. Này hai dạng đồ vật có thể cứu nàng đúng hay không? Hạ quân kiếm trong mắt hiện lên một mặt kích động, cảm ơn ngươi. Nói xong tạ hắn liền phải vương đi tiếp kia phao phao. Chậm đã. Một đạo hắc ảnh khoác màn mưa từ đầu tường thượng lướt qua tới, nâng trảo lập tức đánh trật hạ quân kiếm tay, này tuyết phách băng liên ra thận quy hộ thuẫn có thể nháy mắt đem ngươi tay đông lạnh phế đi, ngươi dám lấy sao? Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tục truyền vì cứu ái người, nóng bỏng nhiệt huyết có thể ngăn cản kia ngàn năm hàng băng, ngươi. Ngao nhân một câu, ngươi dám thí sao, còn chưa nói xuất khẩu, hạ quân kiếm đã không chút do dự tiếp được kia trong suốt bọc nước, bọc nước xúc tua tức phá, một trận đến từ sâu trong linh hồn đau đớn cùng lạnh băng truyền đến, hắn không có buông tay, chỉ là nói, nấu canh phải không? Nói xong, kiên định phòng nghỉ gian đi đến, một cổ tượng sương mù giống nhau hàng khí từ trên tay hắn lan tràn tứ tán, trên mặt đất nước mưa nháy mắt kết băng, ngao nhân tức muốn học máu đuổi theo đi, không muốn sống giống nhau đem tu vi độ ở hạ quân kiếm trên người. Này nếu là nó miệng thiếu một câu tương kích thích lời nói làm người nam nhân này xảy ra chuyện, khi nữ nhân tỉnh lại có thể sống sờ sờ lột nó ra thận quy cũng không ở trong nước đãi bước ra chân ngắn nhỏ đuổi theo hạ quân kiếm liền đi, tiểu sói con cũng từ bỏ cùng chậu phân cao thấp cũng đi theo vào phòng. Ngao nhân đã lấy tới một cái chén, thận quy cũng không dám lại chậm trễ, há mồm một hút, đem hạ quân kiếm trong tay tuyết phách băng liên tính cả nó phía dưới hàng tuyền tinh phách cùng nhau hút lại đây, một trảo đè lại một trảo bẻ tiếp theo cánh hoa cánh, một mảnh tuyết phách băng liên cánh hoa rơi vào trong chén nó phun ra một cái phao phao đem còn lại tuyết phách băng liên tính cả hàng tuyền tinh phách một bọc trong phòng hàng khí tức khắc một táng trong chén kia phiến màu xanh băng cánh hoa đã hóa thành thủy một cổ liên hương ở trong không khí tràn ngập mở ra tiểu sói con ghé vào chén biên trảo trảo hướng ngực một phách ngay sau đó há mồm một viên một giọt huyết châu rớt vào trong chén ngay sau đó nó trảo trảo đẩy chén hướng hạ quân kiếm trước mặt đẩy đẩy hạ quân kiếm tay trái may mắn ngao nhân phản ứng kịp thời cũng may mắn hắn bị tần nhược dùng kia tề quốc sáu tự đao tệ thượng công đức mây tí cơ hồ trọng tố quá thân thể, cũng mới không có trực tiếp đông lạnh phế đi cánh tay, liền kia trong chốc lát, mái hiên thủy đều đông lạnh thành băng trụ. Hạ quân kiếm đông lạnh đến sắc mặt tái nhật môi xanh tím, lông mày thượng sương bởi vì khí lạnh ngọn nguồn biến mất mà hóa thành tích dọc nước rơi xuống, ta là phải cho nàng uy đi xuống sao. Hắn nhìn ngao nhân, cũng không có so đo nó phía trước nói, chỉ cần có thể cứu nhược nhược, Hắn nghĩa vô phản cố. Có chút lời âu yếm cùng lời hứa nói ra giống nói ngoa, chính là chỉ có gặp phải lựa chọn khi trong nháy mắt kia không chút do dự cùng nghĩa vô phản cố, mới có thể ban cho thuyết minh. Vô luận là sinh mệnh vẫn là tình yêu, tần nhược ở hạ quân kiếm trong lòng, là duy nhất đầu tuyển. Giờ khắc này, hắn không chút do dự tiếp nhận kia đóa băng liên nghĩa vô phản cố bôn vào phòng hành động, chứng minh rồi hắn lựa chọn là, ngao nhân có chút quẻ oải gật gật đầu. Nó giống như xác thật có chút chẳng phân biệt nặng nhẹ. Rõ ràng biết người nam nhân này đối kia nữ nhân mà nói như vậy quan trọng, nó vì cái gì một hai phải miệng thiếu kia một câu. Hạ quân kiếm cầm chén đặt ở trên bàn, ngồi ở mép giường bế lên tầng nhược dựa vào trong lòng ngực hắn, dùng sứ điều canh mút nửa muỗng phím tơ máu nước trong, đoan quá thư, đánh, thương tay vững vàng chấp nhất điều canh uy tới rồi tầng nhược bên miệng, chính là nàng căn bản vô pháp há mồm nuốt. Lại thử một lần, hai giọt bọt nước theo tầng nhược khóe môi lăn ra tới, hạ quân kiếm đem cái muỗng thả lại trong chén, hỏi trên mặt đất mắt trông mong nhìn hắn ba con yêu thú, nói, này dược. Nếu ta đút cho nàng, sẽ ảnh hưởng dược hiệu sao? Ngao nhân theo bản năng trả lời, a à, ngươi này không phải ở uy sao? Thận quy duỗi trảo chụp nó một chút, nó mới phản ứng lại đây, kia, kia không ảnh hưởng đi 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 chúng ta đến đi xem bên ngoài tình huống nói ngao nhân mang theo hiểu rõ thận quy cùng ngây thơ tiểu sói con ra phòng thấy chúng nó đều đi rồi hạ quân kiếm hoàng hồn nhìn tầng nhược nhẹ giọng nói nhược nhược dư lại nói lại không biết nói cái gì mới hảo ngay sau đó một tay đoan quá chén thuốc nhìn mắt trong chén hỗn hợp tơ máu nước trong hắn ngửa đầu nhấp một ngụm cúi đầu phụ thượng nàng tái nhật môi chậm rãi đem dược độ qua đi lần này, dược một giọt cũng không rải ra tới. Hạ quân kiếm cứ như vậy một ngụm một ngụm cầm chén dược độ cho tầng nhược, cuối cùng một ngụm uy xong, hắn nâng lên thân, nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng, thật lâu sau mới đứng dậy, nhược nhược, mau tỉnh lại đi. Một đêm sấm sét ầm ầm mưa to tầm tả, từ trước đến nay thiếu vũ minh sa trấn khó được hạ như vậy vui sướng đầm đìa một trận mưa, ngày hôm sau, lại là cái vạn dặm không mây ngày nắng, đêm qua nước mưa trên mặt đất hình thành vũng nước chạy ra khỏi đạo đạo mương nước nhỏ, quân khu, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Bởi vì tối hôm qua bọn họ là một đêm mộng đẹp. Tối hôm qua, Hạ quân kiếm lâm ra cửa khi nhớ thương tần nhược kinh hoảng tổng cảm thấy trong lòng lo sợ bất an, nhanh chóng tắm rồi giặt sạch quần áo, hắn liền thực đường cũng chưa đi liền trở về đi, chính là không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là xảy ra chuyện. Hôm nay toàn thể nghỉ ngơi không cần huấn luyện, bởi vì này 42 thiên bọn họ thượng chiến trường cơ hồ cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, còn có bị thương nhân viên, cho nên hôm nay bọn họ tập thể nghỉ ngơi. Hạ quân kiếm không có đi sân huấn luyện cũng không có đi nơi đóng quân, ở nhà thuộc trong viện phát lên lò thang tử cấp tầng nhược ngao dùng nhân sâm tham cần ngao canh gà, chính là tầng nhược không có tỉnh lại cũng như cũ vô pháp nuốt. Hạ quân kiếm giống đêm qua giống nhau bào chế đúng cách ôm nàng một ngụm một ngụm cho nàng độ đi xuống. Hắn ngồi ở mép giường, không ăn không uống nhưng cơ hồ một tấc cũng không rời nhìn nàng bên ngoài hồ nước biên tam tiểu chỉ yêu thú đang nói chuyện ai ta cảm thấy lúc này ta thật sự nhìn lầm rồi nàng tỉnh lại ta nếu là bị đánh ta cũng nhận ngao nhân có chút ủ rũ cục đuôi cùng tiểu sói con cùng thận quy oán giận ngươi thận quy nói ngươi nhìn lầm cái gì ta tổng cảm thấy đi nữ nhân kia vẫn luôn ở trả giá này nam nhân quá yếu có chút không xứng với chúng ta chủ nhân này không phải một cái không lưu ý liền ngao nhân gãi gãi đầu tầm mắt nhìn về phía thận quy chợt trở nên không tốt lên đúng rồi còn có ngươi a liền đem kia đông chết người băng liền như vậy cho hắn dù sao ta và ngươi không giống nhau này tiểu tể tử đến nàng yêu thương ta cũng cùng nàng cùng lâu ngươi là có tiền án lần này còn kém điểm có đại sự xảy ra ngươi liền sẽ không giúp đỡ sẽ không giúp đỡ khuyên nhủ không hỗ trợ không khuyên nàng còn kém điểm đem nàng nam nhân đông chết ngươi cũng thật hành kiểm điểm xong chính mình khuyết điểm lúc sau ngao nhân bắt đầu tính sổ ta ta lại chủ đánh một cái phòng ngự kia cấm thuật phản vệ lại không thể thay thế ta có thể làm sao bây giờ thận quy cũng là đầy mình ủy khuất ta ta cũng không dám khuyên a à. nàng hảo sinh khí ở ngao nhân hung ác trong tầm mắt nó giải thích ngữ khí yếu đi đi xuống hảo đi ta liền muốn nhìn một chút, Phượng Hoàng tìm cái cái dạng gì phối ngẫu. Nói thực ra thận quy đối hạ quân kiếm là có hảo cảm, bởi vì này nhân loại cho nó đào hồ nước, chính là tối hôm qua kia thanh đao bóc trần tần nhược thân phận lúc sau, nó liền có điểm tò mò, tần nhược này đường đường mang theo niết bàn quốc Phượng Hoàng tìm phối ngẫu là cái gì lai lịch, kết quả. Chính là cái người thường, thiếu chút nữa cho người ta đông chết. Ngươi không phải cũng là biết nàng không có việc gì mới dám lắm miệng sao? Thận Quy hỏi lại. Cấm thuật phản vệ xác thật là muốn hôn mê, nhưng cũng không có bao lớn sự, kỳ thật liền tuyết phách băng liên đều không dùng được, nữ nhân kia cũng biết đúng mực, chỉ là đem viện này duy nhất người thường cấp dọa mà thôi. Ngao nhân bị hỏi lại nhất thời nghẹn lời, duỗi trảo chỉ chỉ lười biến ghé vào bên cạnh phơi cái bụng tiểu sói con, hai ta a à, đều so ra kém cái này tiểu tể tử làm cho người ta thích. Liền tối hôm qua, cái này tiểu tể tử, hự hự khi ngủ đế tiền tích tà kiếm thả lại trong phòng, còn đem cửa chậu cùng sim y e cũng liền túng mang kéo thu hồi phòng, tuy rằng lau đầy đất bùn, nhưng thái độ là không tồi. Hạ quân kiếm ra tới, đem tẩy sim y e phơi ở trong sân, nhìn này tam tiểu chỉ, hỏi, nàng còn không có tỉnh lại, yêu cầu đi bệnh viện sao? Nàng không có việc gì, ngủ một đại giác thì tốt rồi, tuy rằng phun ra huyết, nhưng kỳ thật không có bao lớn tổn thương. Ngao Nhân lần này thái độ cực hảo, quyết đoán giải thích. "Cảm ơn các ngươi, tối hôm qua sự không quan trọng, các ngươi cũng là vì nàng hảo." Hạ Quân kiếm cười một cái, vừa mới hắn cũng nghe thấy Ngao Nhân nói, "Ta xác thật so ra kém nhược nhược, nhưng là nếu yêu cầu, ta sẽ dùng ta mệnh đi bảo hộ nàng." Hạ Quân kiếm nói lau tay, "Ta đi thực đường tìm điểm ăn, phiền toái các ngươi giúp ta nhìn xem nàng." "Ân ngươi mau đi đi, ngươi đói gầy nàng tỉnh lại lại đau lòng." lãm nhảm ngao nhân một cái không chú ý lại đem trong lòng ý tưởng khoan khoái ra tới, hạ quân kiếm cười một cái, bưng lên ca tráng men ra cửa. Trên đường gặp gỡ mấy cái quân tẩu cùng hạ quân kiếm chào hỏi, sinh động đường nhị ni nói, đoàn trưởng, tần tẩu tử đâu? Hôm nay đến nàng cấp bọn im đi học lạc. Nàng mấy ngày nay không thoải mái, các ngươi trước điều chỉnh một chút, chờ nàng hảo cho đại gia trở lên. Hạ quân kiếm hòa khí đáp ứng, Triệu chính ủy lại hấp tấp đón đi lên, mau 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 cùng ta đi, thủ trưởng ở trong văn phòng chờ ngươi đợi hai cái giờ. Chương 74 Cái nào thủ trưởng tới chỉ đạo công tác tới? Hạ quân kiếm trong lòng trầm xuống, cũng không có cao hứng cỡ nào, hắn tiểu cô nương hôn mê bất tỉnh, thật vất vả thấu thượng cái này kỳ nghĩ có thể nhìn nàng, kết quả tới cái gì thủ trưởng nha? Bắt lập quân khu hoa thủ trưởng, triệu chính ủy một phen túng hạ quân kiếm, chạy nhanh đi thôi ta đoàn trưởng, người đều chờ đâu còn suy nghĩ gì. Hoa hồng anh tới làm gì? Hạ quân kiếm trong lòng vừa động, nhớ tới đại niên sơ tam lần đó hắn thấy nhược nhược tình cảnh, tùy ý triệu chính ủy lôi kéo hắn đi phía trước đi đến. Tới rồi nơi đóng quân làm công phòng, hạ quân kiếm một tay bưng trống không ca tráng men một tay sửa sang lại thường phục cổ áo, mang chính mũ, cao giọng nói, báo cáo. Tiến vào. Hạ quân kiếm đẩy cửa ra, Hoa Hồng Anh bưng cái màu trắng lam biên tráng men tách trà ở uống trà, thấy hắn tiến vào, buông chén trà nói, ngồi. Hạ quân kiếm ngồi ở ghế trên, hai chân tách ra bối đỉnh đến thẳng tắp, thủ trưởng, ngài là tới thị sát chỉ đạo công tác sao? Không phải, ta là vì việc tư tới. Hoa Hồng Anh cười khẽ hạ, thả lỏng, đừng như vậy khẩn trương. Càng thấy hắn như vậy hạ quân kiếm càng là căng chặt, nhưng vẫn là nói, có chuyện gì ngài nói thẳng đi tiểu tử ngươi cơ linh thật sự có thể không biết ta vì chuyện gì hoa hồng anh nhìn căng chặt hạ quân kiếm không chỉ có không bực ngược lại nhẹ nhàng cười sau này dựa vào lưng ghế thượng ta về điểm này chuyện này không phải bị tiểu tử ngươi đã sớm phiên cái đế hướng lên trời sao hạ quân kiếm trong lòng vừa động nhìn chằm chằm vào hắn kia thủ trưởng là muốn làm gì là nhận nữ nhi tới vẫn là xem cháu ngoại gái tới hạ quân kiếm một câu nói có thể nói là thập phần không khắc khí hắn từ bệnh viện ra tới khôi phục tự do lúc sau hắn liền đi nhờ người hỏi thăm hoa hồng anh sự hắn tiểu cô nương thân thế hắn đều rõ ràng như vậy có thể làm hoa hồng anh đại kinh thất sắc mắt đào hoa rốt cuộc xuất từ ai hắn đến biết rõ ràng kết quả này một ra liền ra ra hoa hồng anh gia sự hoa hồng anh nguyên quán ở lỗ thành là chắc chắn địa chủ gia đại thiếu gia hắn cha làm một cái địa chủ ông chủ một cái lão bà không thể thể hiện địa chủ lão gia uy phong, vì thế thảo 12 phòng tiểu thiếp, hơn nữa hoa hồng anh mẫu thân chính thức thái thái, hậu viện nữ quyến liền có 13 người. Hoa lão gia tam phòng di thái thái họ khổng là cái lê viên con hát, nghe nói là hí khúc đại tài tử khổng thượng nhậm chắc gái, là sướng đào hoa phiến diễn viên nổi tiếng. Cái này Tam Di Thái tuy nói là Lê Viên ra tới con hát, nhưng nghe nói là từ nhỏ bị mẹ mình mẹ mình bán đi Lê Viên, sao lại tìm được rồi nhà mẹ đẻ, xác thật họ khổng. Nàng thân huynh trưởng đúng là dân quốc thời kỳ ngân hàng hành trường khổng thuật tông, hai nhà bắt đầu đi lại lúc sau, tam di thái có cái này chỗ dựa, ở hoa gia so chính thất thái thái cũng không nhường một tấc vì liên lạc cùng nhà mẹ đẻ cảm tình, tiếp chính mình ca ca nữ nhi tới hoa gia tiểu trụ, kia khổng gia nhị tiểu thư lúc đó mới 10 tuổi. Ấn Luân Lý muốn kêu đại nàng vài tuổi hoa hồng anh một tiếng biểu ca. Năm thứ hai, 918 biến cố bắt đầu, cả nước võ trang kháng nhật lực lượng cuộc khởi, 15 tuổi hoa hồng anh trộn đi xuất gia môn tòng quân đi, mà khổng nhị tiểu thư tắc lưu tại hoa gia, bởi vì nơi này tương đối với Thượng Hải mà nói thượng tính an toàn. Này một lưu chính là 14 năm, trong lúc lỗ thành cũng bị chiến hỏa vạ lây thời điểm, khổng nhị tiểu thư đi theo hoa gia chạy nạn, trên đường đi rời ra, nàng lại thứ gặp gỡ đã bằng vào quân công thành đoàn trưởng hoa hồng anh. Tuy rằng chỉ có một năm ở chung thời gian, nhưng Thanh Mai Trúc Mã bạn chơi cùng rốt cuộc vừa thấy mặt liền nhận ra tới. Lúc ấy Hoa Hồng Anh 21 tuổi, là chiến công hiển hách đoàn trưởng, khổng nhị tiểu thư 16 tuổi, là chạy nạn gặp gỡ cơ khổ dân chạy nạn. Hoa Hồng Anh cứu ngày xưa biểu muội hai người ngắn mũi tương phùng, lại thứ biệt ly. Khổng nhị tiểu thư tùy dân chạy nạn cùng nhau bị đưa đi cách mạng căn cứ địa lúc sau, trong quân đội truyền ra một tin tức. Tuổi trẻ tài cao hoa đoàn trưởng Kỳ thật sớm có tức phụ nhi, là hắn biểu muội, gặp qua người đều nói kia đoàn trưởng phu nhân một đôi mắt đào hoa mỹ thật sự. Năm ấy đầu, các lãnh đạo trung một chồng nhiều vợ có rất nhiều, cũng có người coi trọng Hoa Hồng anh cái này tiểu tử, phải cho hắn giới thiệu cái lão bà, chính là hắn cự tuyệt, chỉ nói chính mình không thể thực xin lỗi trong nhà tức phụ nhi. Chờ 1945 năm năm quỷ tử đầu hàng thời điểm, Hoa gia đã không ai, Tam Di Thái đã chết hoa lão gia tử đang lẫn trốn khó trên đường cũng đã chết, hoa gia chỉ có khổng nhị tiểu thư tránh được một kiếp ở cách, vận mệnh cứ địa an ổn xuống dưới, khổng gia giống như quên mất cái này nhị tiểu thư tồn tại, khổng nhị tiểu thư cũng không thèm để ý. Đối ngoại chi xưng chính mình là hoa gia dưỡng nữ. Hai người lại lần nữa gặp mặt, là hoa hồng anh dựa theo ước định đi duyên châu tiếp nàng, khi đó, hoa lữ trưởng 29 tuổi, độc thân chưa lập gia đình, khổng nhị tiểu thư 24 tuổi, xuân xanh chưa gả. Hai người tự do yêu đương thành phu thê, quản gia liền còn đâu duyên châu, người đều cho rằng khổng nhị tiểu thư là hoa gia con dâu nuôi từ bé, thấy nàng cùng hoa lữ trưởng ân ái ngọt ngào, sôi nổi cực kỳ hâm mộ không thôi, muốn nói duy nhất không đủ, chính là kết hôn 5 năm còn không có hài tử. Này cũng quái không được bọn họ, hoa hồng anh đi theo hạ lão gia tử đông chinh tây chiến, đánh xong viện càng kháng pháp chiến tranh, lại thượng triều quốc chiến trường đánh lão Mỹ, thật vất vả tiểu phu thê đoàn tụ một cửu ngủ năm năm sơ hoa hồng anh lại lần thứ hai phó càng kháng mỹ đi phía trước thê tử khổng thục nghi đã mang thai hai tháng chính là chờ hắn một năm sau trở về được đến lại là thê tử nhận trở về nhà mẹ để đi theo ra quốc tin tức hoa hồng anh hiểu biết chính mình thê tử không phải tham mộ phú quý người huống chi nhất gian nan nhật tử đều quá lại đây sao có thể lớn bụng không cần hắn hắn các loại hỏi thăm cuối cùng chỉ nghe được vị kia xem như hắn nhạc phụ khổng tiên sinh, được bệnh nặng muốn xuất ngoại trị liệu, mang theo nữ nhi ra quốc. Chính là khổng thuật tông có hai cái nữ nhi, hoa hồng anh thê tử khổng thuật nghi là nhị nữ nhi, rốt cuộc mang theo cái nào xuất ngoại, hoa hồng anh người cũng không có hỏi thăm ra kết quả, cuối cùng hắn tìm tới chính mình lão lãnh đạo hạ nguyên soái mới nghe được, hắn thê tử xác thật là bị khổng thuật tông mang xuất ngoại đi. Nhưng là tin tức này không có nói cập tiểu hài tử, Hoa Hồng Anh hận chết khổng gia, hắn tuy rằng không gặp thê tử mặt nhưng hắn biết nhất định không phải thê tử chủ động rời đi, lúc sau điên cuồng nhằm vào khổng gia lưu lại người, cơ hồ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng chỉnh đến khổng gia lưu lại người hốt hoảng xuất ngoại. Hắn cho rằng hắn thê tử trong bụng hài tử đã vô duyên xuất thế, lại không nghĩ rằng vài thập niên sau, ở Bắc Cương Ô Thành Lữ Quán, hắn thấy được một đôi thập phần giống hắn thê tử mắt đào hoa. Hạ quân kiếm hỏi hắn là tìm nữ nhi vẫn là tìm cháu ngoại gái lời này cũng không phải bắn tên không đích, từ khổng nhị tiểu thư mất tích lúc sau, hoa hồng anh liền rời đi tầng tỉnh điều đến Yến Thành, lại đến Bắc Cương, người đều chỉ đương hắn đánh giặc bị thương thân thể mới vẫn luôn không kết hôn. Chỉ nghe nói hắn có cái muội muội sớm chút năm ở hắn đánh giặc thời điểm mất tích, duyên châu căn cứ địa lão người quen đương nhiên cũng sẽ không sau lưng đối lãnh đạo Việt tư nói ra nói vào, cho nên cơ hồ lại không người nào biết hắn đã từng có cái con dâu nuôi từ bé thê tử này ta nói không tính chỉ cần nhược nhược hảo hảo khi ta nữ nhi khi ta cháu ngoại gái thậm chí đương cái người xa lạ đều được hoa hồng anh trong mắt tiếc nuối đau xót chi sắc chợt lóe mà qua chỉ là tiểu tử ngươi phải biết ngươi tuy rằng là ta lão thủ trưởng tôn tử nhưng là dám đối với nàng không tốt ta liền một phát súng bắn chết ngươi từ tầng nhược nơi này được đến tin tức hắn từ Yến Thành rời đi sau suốt đêm đi lăng dương huyện, hắn bắt năm đó cho hắn thê tử đỡ để bác sĩ hỏi ra chân tướng, một cửu ngủ năm năm tháng năm cuối cùng một ngày, mang thai bảy tháng thê tử bị mạnh mẽ trợ sản sinh hạ hài tử đã bị khổng gia mang đi. Khổng thuật tông được thận bệnh, yêu cầu đổi thận mới có thể sống sót, mà khổng nhị tiểu thư khổng thuật nghi là khổng gia duy nhất thích hợp người, bất luận là xứng hình thích hợp độ vẫn là tình cảm thượng thân sơ, nàng cái này không ở khổng gia lớn lên nhị tiểu thư chính là bị hy sinh tốt nhất người được chọn. Hoa Hồng Anh khi đó tuy rằng đã là lữ trưởng, nhưng là chiến tranh niên đại lại không giống đời sau như vậy quan dân rõ ràng, hắn đi đánh giặc khoảng cách, hắn thê tử đã bị cái gọi là nhà mẹ để người mang đi, đây là Hoa Hồng Anh cả đời đau xót. Hắn đi lăng dương huyện huyện bệnh viện, đi thanh hà thôn, hỏi thăm nữ nhi trưởng thành quỷ đạo, bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tên mới kêu tần nhược, nếu tự vẫn là kia hài tử chính mình sửa. Đứng ở tầng gia cửa, Hoa Hồng Anh cảm giác nội tâm hai người ở lôi kéo hắn, một người nói với hắn, Diêu Đại Thúy nhận nuôi nhược nhược, hắn hận không thể quỳ xuống đất dập đầu tạ nàng nhận nuôi chi ân, một người khác nói với hắn, bọn họ như vậy ra tấn nhược nhược, hắn nên đem nhà này xài lan toàn bộ giết. Chính là cuối cùng nhớ tới cùng kia hài tử gặp mặt một lần, hắn nhịn xuống, hắn không thể phạm kỷ luật, hắn muốn ổn định chính mình quyền lực vì chính mình nữ nhi làm hậu thuẫn chẳng sợ đã quá muộn nhưng là chỉ cần tồn tại một ngày hắn liền bảo hộ nàng một ngày